chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện một chương 1. Đầu hạ tháng 5, phồng hoa nở rộ. Ly cắt gia cái kia bị người vứt bỏ các tuyết nhị gã, đã qua đi hơn 2 tháng vốn chính là một cọc hoa tới hôn nhân, lúc này đợi lâu không đến kia xui xẻo tột cùng tân lang quang tới đón người, các gia không thể tránh khỏi lại lần nữa trở thành các thôn dân trà dư tử hậu trò cười. Vì cái gì muốn nói lại lần nữa đâu, thật sự là các gia ở trong thôn chính là kỳ ba đại biểu. Các gia lão gia tử kêu các lão hàm, cũng không biết là phần mộ tổ tiên xảy ra vấn đề vẫn là như thế nào, các lão hàm phấn đấu cả đời, tổng cộng sinh tám đoá kim hoa, một cái nam hoa hoa cũng không có. Ở cái kia niên đại, dân chúng đối với hương khói truyền thừa xem rất nặng, các lão hàm sinh 14 cái hài tử, sống 8 cái, còn tất cả đều là bồi tiền hóa, các lão hàm là muốn chết tâm đều có. Không chỉ có cảm thấy thực sinh lỗi liệt tổ liệt tông, ngay cả lưng cũng theo càng ngày càng nhiều khuê nữ, uống lượng không được bộ dáng. Mà ra sinh tại như vậy một cái tưởng nhi tử tưởng điên rồi gia đình, các gia tám tỷ muội quá chính là cái dạng gì nhật tử, có thể nghĩ. Các lão hàm ở 40 tuổi khi, được các thúy phương cái này tiểu khuê nữ sau, thê tử lại không có dựng, lão gia tử chỉ có thể hoàn toàn tuyệt muốn nhi tử ý niệm. Sầu khổ mấy tháng, tự xưng là người thông minh các lão hàm lại nghẹn ra cái chủ ý, nghĩ lưu cái cô nương chiêu tới cửa con rễ đỉnh môn hộ, sinh hạ tới qua qua họ các, kia cũng là giống nhau. Lão gia tử tưởng thực mỹ, nhưng là các gia tám đoá kim hoa ở một cái tưởng nam qua tưởng điên rồi dị dạng gia đình lớn lên, tính tình phần lớn vân vân dạ dạ, đừng nói đỉnh môn hộ, nói chuyện thanh âm cùng kia mũi hừ hừ cũng sắp xỉ này kích thích thật sự quá lớn, các lão hàm thiếu chút nữa không có thể khiên lấy, lão gia tử tự nhiên sẽ không thừa nhận là chính mình nguyên nhân, hắn chỉ đổ thừa nhà mình lão bà tử đem bọn nhỏ giáo oai. Cũng may nhỏ nhất các thúy phương tuổi còn nhỏ, mới 3 tuổi, tính tình còn có thể bẻ lại đây. Các lão hàm khó khăn mong đến một chút hy vọng, tất nhiên là không dám đại ý, lập tức liền đem tiểu khuê nữ mang theo trên người tự mình dạy dỗ, đồng thời còn một sửa từ trước coi thường thái độ, đối với mặt khác 7 cái nữ nhi từ ái tẩy khởi não tới nói tiểu muội vì trong nhà hương khói hy sinh lớn, các nàng là làm tỷ tỷ, tương lai liền tính là gả chồng, cũng muốn hồi báo trong nhà vân vân. Đối với từ nhỏ đến lớn đều bị thân sinh cha mẹ ghét bỏ bọn nhỏ, cha mẹ khó được quan tâm quả thực kêu bảy cái nữ hài mừng rỡ như điên, càng là đưa bọn họ nói tôn sùng là thánh chỉ. Hiện giờ vài thập niên đi qua, các lão hàm hai vợ chồng cũng sớm đã qua đời, các gia kia bảy cái xuất giá khuê nữ, lại vẫn như cũ thủ vững có thứ tốt liền hướng nhà mẹ để lay, tốt đẹp, phẩm đức cả đời không thể gã chồng tiểu muội thật sự là quá đáng thương. Lại nói các thúy phương người này, ở Lý Nguyên Thôn, tuyệt đối là lừng lẫy nổi danh. Tuổi trẻ thời điểm là cái 18 dặm hương ít có mỹ nhân nhi, tới rồi kết hôn tuổi tác, ngạch cửa đều phải bị bà mối đạp vỡ, tưởng tới cửa đương tiện nghi con rể đếm không hết. Không chút nào khoa trương nói, những cái đó đại tiểu hỏa tử có thể từ thôn đầu bài đến thôn đuôi. Đều muốn làm tới cửa con rể đâu sao lại vẫn là các lão hàm cái này làm cha ngàn chọn vạn tuyển, chiêu cái thôn bên tuấn tiếu hậu sinh lý bác trụ làm người ở rễ. Sở dĩ tuyển lý bác trụ, nguyên nhân cũng là đơn giản thô bạo. Lý gia cùng các gia hoàn toàn tương phản, các gia khuê nữ càng nhiều càng có tiền, lý gia nhi tử càng nhiều càng khốn cùng. Tuy rằng lý gia nghèo đến không xu dính túi, nhưng là không chịu nổi lý bác trụ ưu thế đại, phía trên có 7 cái huynh trưởng, phía dưới còn có hai cái đệ đệ, tổng cộng 10 cái nhi tử nhìn là gọi người hâm mộ, nhưng nghèo cũng là thật nghèo, nghèo trong nhà trừ bỏ lão đại, lão nhị, còn lại mấy cái nam qua cưới không thượng tức phụ, đều chủ động cho người ta làm tới cửa con rể. Hôm sau cũng không biết có phải hay không được Lý Gia gian tám niên hạ tới, các thúy phương liên tục sinh năm cái nam qua, nhạc buồn bực nửa đời người các lão cha cuối cùng có thể miễn cười cửu tuyền. Các tuyết là cái ngoài ý muốn. Mãi cho đến các thúy phương 34 tuổi này một năm, khi cách 8 năm chưa thoải mái các Thúy Phương lại sinh cái ngọc tuyết đáng yêu khuê nữ, chính là bị mọi người nghị luận các tuyết. Người ước chừng đều là thiếu cái gì liền nghĩ muốn cái gì, muốn cường cả đời các Thúy Phương nổi lên tâm lý phản nghịch, tương so với nhi tử, nàng đối cái này tiểu khuê nữ đau sủng đến tận xương tủy. Các Thúy Phương chính mình sủng ái khuê nữ còn không tính, còn cấp một nhà già trẻ tẩy não, cùng nhau nuông chiều khuê nữ. Ngày thường một nhà còn tính bình thường, nhưng là một gặp được các tuyết sự tình, gia nhân này liền cực kỳ không nói đạo lý, ngốc nghếch bao che cho con. Các gia liền không có người xấu xí, các tuyết càng sâu, di truyền cha mẹ hảo gian, thậm chí còn phát dương quan đại không ít, kia xinh đẹp gọi người nhìn đều lóa mắt. Từ nhỏ lớn lên xinh đẹp, lại bị kiều dưỡng lớn lên, đừng nói trong nhà cha mẹ ca ca, ngay cả bảy cái gì, cũng là có thứ tốt đều hướng các tuyết trên tay đưa. Như vậy kiều khí lại xinh đẹp cô nương, người nói nàng hư chưa nói tới, nhưng là thanh cao là khẳng định, hả bị quán có chút không biết trời cao đất dày, nghĩ muốn cái gì liền cần thiết lộng tới tay. Này không, 71 năm thời điểm, 19 tuổi các tuyết cũng tới rồi gã chồng tuổi tác, tuyển tới tuyển đi, coi trọng tuấn Mỹ Thượng Hải thanh niên trí thức thẩm văn hút, các gia liền mông mang lừa lại mang uy hiếp, đem xa rời quê hương thẩm thanh niên trí thức cấp bắt lấy, vẫn là trở lên môn con rể tình thế. Không đề cập tới bên, các tuyết là thật đẹp, Mỹ đến kinh người trình độ, trong nhà lại có tiền. Khi đó thẩm gia rất nhiều người đều bị xung quân đi nông trường lao động cải tạo, thẩm văn hút có thể tới Lý Nguyên Thôn làm thanh niên trí thức, là dùng giả thân phận, cho rằng cả đời trở về thành vô vọng thẩm văn hút, tự nhiên sẽ không sai quá cái này bầu trời rơi xuống hảo nhân duyên, ẩm ờ liền từ. Hôm sau năm thứ hai liền sinh cái nữ hoa hoa, đặt tên Cát tường, hai cái miệng nhỏ cũng là qua mấy năm an ổn ngọt ngào nhật tử, thẳng đến 76 năm, thẩm văn hút trong nhà sửa lại án xử sai, hắn không có nói cho các gia, nói dối trở về thăm người thân, vừa đi liền rốt cuộc không trở về chờ các gia người đợi lâu không đến con rể dựa theo địa chỉ ngàn dặm tìm sau khi đi qua mới biết được thẩm văn hút sớm đã nổi lên muốn vứt bỏ thê nữ tâm tư liền lưu địa chỉ cũng là giả cái này vốn là coi thường các gia đem nữ hài tử đương bảo dưỡng các thôn dân sôi nổi ở sau lưng chê cười lên có chút cái toái miệng còn làm trò các tuyết mặt nói chút khó nghe Tuy nói sau lại đều bị các Thúy Phương mang theo năm đứa con trai hoặc là mang theo bảy cái tỷ tỷ đánh tới cửa cho người ta mắng máu chó phun đầu. Nhưng là cũng không biết có phải hay không bị kích thích, vài lần qua đi, các tuyết cả người đều cực đoan lên, trừ phi tất yếu, cơ bản đều qua ở trong nhà xem hài tử, hoặc là làm cùng nải nải học theo thùa, không bao giờ nguyện ra cửa. Liền như vậy thời gian thoảng qua, mười mấy năm đi qua, tất cả mọi người cho rằng hoàn toàn thành bà thím già, yên lặng đi xuống các tuyết lại làm một kiện oanh động toàn thôn đại sự rơi xuống nước bị cứu sau, ăn và ân nhân cứu mạng. Lý Nguyên thôn cửa thôn có một cái sông dài. Tháng năm thời tiết, ve táo chim hót, tơ liễu phất phới. Ngồi sổng ở bờ sông giặt quần áo tôn lai đệ, phi. Phi. Hai tiếng, phun rất phiêu tiếng trong miệng tơ liễu, kéo ra giọng ồn ào, ngâm đen thô ráp trên mặt là che giấu không được vui sướng khi người gặp họa, hắc. Các ngươi nói các gia kia tân con rể có phải hay không té ngã trước cái kia giống nhau, chạy liền không trở lại lạc lời này vừa ra, vùi đầu bận rộn phụ nhân nhóm sôi nổi ngẩng đầu lên. Nông thôn giải trí thiếu thốn, có một chút việc nhỏ, không ra nửa ngày, toàn bộ trong thôn đều có thể truyền mọi người đều biết, huống chi các gia việc này nháo còn rất đại. Một cái nhìn 50 tuổi tả hữu trung niên béo phụ nhân quay đầu nhìn mắt tôn tới đệ, nhắc nhở nói, lai đệ, ta nếu là ngươi, liền ít đi nói hai câu các gia sự, tiểu tâm thúy phương thu thập ngươi. Nhắc tới người đàn bà đánh đá các thúy phương sức chiến đấu, Tôn Lai đệ gia đầu theo bản năng nắm thật chặt, lại không muốn trước mặt người khác rụt rè, ngạnh cổ ngoài mạnh trong yếu nói, các ngươi sợ kia người đàn bà đánh đá, ta nhưng không sợ. Một cái khác tiểu tức phụ vừa định ứng hòa vài tiếng, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến các thúy vương không biết khi nào xuất hiện. Chỉ thấy nàng hắc mặt, âm trầm trầm đứng ở tôn lai đệ phía sau, các gao nhìn chầm chầm nàng, khủng bố đến cực điểm. Dọa dạ kia tuổi trẻ tiểu tức phụ lập tức cùng cái chim cút dường như, xúc cổ hự hữ hự tẩy nổi lên quần áo, một tiếng cũng không dám cổ họng. Nhưng thật ra kia thượng tuổi béo phụ nhân cùng các Thúy Phương quan hệ không tồi, cũng không sợ nàng, chỉ là nàng nếu có thể cùng các Thúy Phương chỗ đến tới, tự nhiên cũng không phải cái đèn cạn dầu. Chỉ thấy nàng xoay chuyển trong mắt, xem náo nhiệt không chê to chuyện, Lai Đệ, ngươi này liền nói mạnh miệng, ta nhưng không tin ngươi làm trò Thúy Phương mặt dám bố trí các Tuyết kia cô nương. Bị người xem thường, này sao được, huống chi đề tài nhân vật còn có nàng ghét nhất các Tuyết cái kia tiện nhân lại nghĩ đến nam nhân nhà mình nhắc tới các tuyết khi kia si mê bộ dáng. Tôn lai đệ đầu óc nóng lên, không quan tâm liền khai phun lên, làm trò cắt thúy. Phương kia người đàn bà đanh đá mặt, ta cũng không sợ hắn, cái gì ngoạn ý nhi, theo ta nói, các gia người đều có bệnh, năm đứa con trai không để trong lòng, nhưng thật ra đem các tuyết cái kia tiện nhân đương cái bảo, tao hồ ly. Xứng đáng nàng bị nam nhân vứt bỏ, muốn ta nói. Ai da? Liền ở tôn lai đệ nói ẩu nói tả thời điểm, đột giác sau lưng truyền đến một đạo thật lớn lực lượng, nàng còn không có tới cấp có bên cảm thụ, cả người cũng đã bị đá tới rồi trong sông. Bên bờ giặt quần áo mười mấy phụ nhân nháy mắt cười vang ra tiếng. Hàng năm sinh hoạt ở sông dài biên, trong thôn người không nói mỗi người đều là bơi lội kiện tướng, nhưng là rớt đến trong nước cơ bản tự cứu vẫn là có thể. Tôn lai đệ hùng hùng hổ hổ từ trong nước rồi lên cái đầu, lung tung duỗi tay đem ngăn trở đôi mắt tóc loát khai, vừa muốn khai mắng, liền đối thượng các thúy phương kia muốn giết người ánh mắt, lập tức bị sặc chật vật ho khang lên. Lão thái thái hung ác đanh đá cả đời, tuy là tuổi trẻ thời điểm lại mỹ, hiện tại gục xuống cái mặt, vẻ mặt nếp gấp, vốn là không hảo tiếp cận, như vậy trừng mắt, nhìn phá lệ hung hãn. Các thúy phương đem người đá đến trong sông còn chưa hết giận, chống nạnh đối với súc ở trong sông, vũ rũ héo úa tôn lai đệ chính là hỏa lực toàn bộ khai hỏa, thăm hỏi nhà nàng lão mẫu cùng tổ tông 18 đại, kia từ ngữ lượng kinh người, hoàn toàn không mang theo một câu lặp lại. Nhìn nhìn lại tôn lai đệ, nổi tại trong nước, nghe này những chói tai ô ngôn quế ngữ, hận không thể lập tức hôn mê qua đi. Ước chừng mắng hơn nửa giờ, lão thái thái mới hơi chút hả giận uy hiếp nói, lại làm lão nương nghe được ngươi nói nhà của chúng ta tuyết tuyết nói bậy, liền không phải nhẹ nhàng như vậy liền tính, cẩn thận lão nương xé ngươi kia trương xuống miệng, phi. Cái gì ngoạn ý nhi? Nói xong, một đôi tam giác mắt âm lãnh nhìn quét xem náo nhiệt phụ nhân, thẳng đến đem các nàng xem tránh đi tầm mắt, mới vừa lòng hừ lạnh một tiếng, bưng lên còn không có tẩy quần áo, hướng ra đi rồi. Lưu lại phụ nhân nhóm nhanh hơn trên tay động tác, ai cũng không quản còn ngâm mình ở trong nước, nhìn thảm hề hề tôn lai đệ, sôi nổi kết bạn rời đi. Cuối cùng kia béo phụ nhân còn lãnh trào tôn lai đệ hai câu, chật. Kêu ngươi miệng thiếu, vừa rồi không phải rất năng lực, sao mà, hiện tại người câm. Hừ. Lực hạ lời này, kia béo phụ nhân cũng lắc mông, cũng không quay đầu lại đi rồi. Độc lưu lại tôn lai đệ gương mặt hắc hồng hắc hồng, cả người đều khí run run lên, rồi lại nói cái gì cũng không dám mắng ra tới, liền sợ kia tao ôm lão thái bà đột nhiên lại từ cái nào trong một góc sông ra. muốn nói một cái hơn 60 tuổi lão thái thái thật là không cần phải như vậy sợ hãi, chỉ là các gia không ngừng một cái lão thái thái a, thật thật là đánh lão, không ngừng tới tiểu nhân, còn có càng lão. trước kia cũng không phải không ai không tin tà phản kháng quá, các gia kia năm cái nghi tử một cái sau một cái hung hãn, đánh nhau lên hoàn toàn là không muốn sống. Lại nói các thúy phương kia bảy cái tỷ tỷ, nhà ai nếu là đối thượng các thúy phương, kia từng cái hoàn toàn không cần mặt mũi, các nàng cũng không mắng chửi người, liền ngồi ở nhân gia cửa khóc, ít nhất có thể khóc thượng một tháng, có đôi khi bảy tỷ muội còn chẳng phân biệt sớm muộn gì luân tranh tới, quả thực có thể đem người bức điên. Đánh. Đánh không lại, mắng. Mắng bất quá, mấu chốt khóc còn khóc bất quá, như vậy vài thập niên xuống dưới, toàn bộ thôn nhắc tới các gia, trừ bỏ có tiền, liền dư lại một lời khó nói hết nhưng ngươi muốn nói các gia hư đi thật đúng là chưa nói tới chỉ cần ngươi không chủ động chọc phải môn trừ bỏ quá mức nuông chiều khuê nữ còn lại cũng coi như là người bình thường Khi sương nghẹn một bụng khí các thúy phương bước nhanh đi trở về chính mình gia ở cửa thời điểm hít sâu mấy hơi thở nỗ lực ở trên mặt bài trừ một cái tươi cười mới đi vào nhà mình trong viện mới vừa tiến sân nên diện liền đụng phải đang ở cùng cơm heo con dâu cả lý hồng mai chưa thấy được tiểu khuê nữ các thúy phương vừa rồi còn mang theo điểm tươi cười mặt và lập tức lại gục xuống xuống dưới, nàng hỏi vùi đầu làm việc con dâu cả, tuyết tuyết còn không có rời giường. Lý Hồng Mai nhà mẹ đẻ là Lý Nguyên thôn bổn thôn, tính cách thật thành, nghe được bà bà hỏi chuyện, lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy bà bà trong tay bưng quần áo, nàng nhíu mày nói, mẹ, ngày sau còn đi giặt quần áo, loại sự tình này nơi nào dùng đến ngày, chờ ăn qua cơm sáng, ta đi là được. Nói xong lời này mới phản ứng lại đây bà bà hỏi chính là gì, nhớ tới nhà mình kia thủy linh linh cô em chồng, Lý Hồng Mai cười nói, tiểu muội nổi lên, chính là quá hiểu chuyện, ta đau lòng, vừa rồi một hai phải giúp ta lộng gà thực, này việc nặng sao có thể muốn tiểu muội người như vậy nhi động thủ, ta làm nàng về phòng. Tiểu muội muốn làm này đó việc nặng, tất nhiên là có người ở tiểu muội bên tai nói cái gì không dễ nghe, nếu như bị ta biết là ai, xem ta không xé nàng. Nói nói, Lý Hồng Mai nghĩ đến gần nhất càng ngày càng hiểu chuyện cô em chồng, càng đau lòng, ngoài miệng cũng bắt đầu hùng hùng hổ hổ đụng tới nghịch lân người thành thật cũng là sẽ phát hỏa đến lại là một cái bị tẩy não nghiêm trọng các thúy phương thực vừa lòng con dâu cả đối với tiểu khuê nữ giữ gìn bất quá nghĩ đến mới vừa rồi tôn lai để kia sát ngàn đao ở sau lưng bố trí nói nàng một đôi tam giác trong mắt nhiễm lo lắng chi sắc chẳng lẽ thật là tuyết tuyết nghe được cái gì nhàng ngôn toái ngữ không được các thúy phương đem trong tay bồn gỗ tùy tay hướng chuồng gà thượng một gác hấp tấp liền hướng khuê nữ trong phòng phóng đi. Mẹ! Làm sao vậy? Nhìn các thúy vương vô cùng lo lắng bộ dáng. Chính cuối người ở trên bàn vẽ mẫu hoa tử cắt tuyết ngẩng đầu nhìn lại đây. Các tuyết mẹ con trụ chính là lầu hai phòng ngủ chính, nàng từ nhỏ thích theo thùa, vì nàng đôi mắt suy nghĩ, mấy năm trước các gia cái hai tầng tiểu lâu thời điểm, vì lấy ánh sáng hảo, tốn số tiền lớn, ở phòng ngủ chính trang bị tảng lớn pha lê. Lúc này sáng sớm hy quan xuyên thấu qua cửa kính, rõ ràng chiếu vào các tuyết nõn nà oánh bạch trên da thịt đánh vào nàng kia lông quạ nồng đậm hàng mi dài cùng các thủy thu đồng phía trên vì nàng kia vốn là không giống nhân gian nhan sắc dung mạo càng thêm mấy phần mông lung chi mỹ như vậy hảo nhan sắc đừng nói là người ngoài chính là nhìn vài thập niên các thúy phương cũng trễ trệ bước chân thẳng cảm tháng này hai tháng tới khuê nữ càng ngày càng xinh đẹp trước kia cũng đẹp nhưng là bởi vì thẩm văn hút nguyên nhân khuê nữ cả người nhìn có chút buồn bực có đôi khi thậm chí là chu ngoa từ hai tháng trước khuê nữ rơi xuống nước bị tân con rể cứu sau, nàng cảm thấy khuê nữ là buông xuống chuyện quá khứ, muốn bắt đầu tân sinh hoạt, cho nên cả người mới có thể càng thêm xinh đẹp. Xác định không từ khuê nữ trong mắt nhìn ra bị ủy khuất cảm xúc, các thúy phương mặt già thượng xả ra một cái từ ái tươi cười, không có việc gì, mẹ liền hỏi một chút nhà của chúng ta tuyết tuyết, buổi sáng muốn ăn cái gì a? À? Chương 2 chương 2 Nghe các thúy phương hống hài tử giống nhau hỏi chuyện, làm nàng nhớ tới kiếp trước sớm qua đời mẫu thân, cắt tuyết ánh mắt mềm mềm nàng đem trong tay bút lông đặt ở một bên bút cát lên đi đến mẫu thân bên người vãn thượng tay nàng học nguyên thân ngữ khí mẹ ta muốn ăn trứng gà bánh còn có sữa bò thấy khuê nữ tâm tình hảo các thúy phương lúc này mới hoàn toàn yên tâm tới nhấc chân liền phải đi bên ngoài tính toán tự mình đi cấp khuê nữ chuẩn bị bữa sáng đi tới cửa khi nhớ tới mới vừa rồi sốt ruột sự tình lão thái thái bán ra ngạch cửa chân lại thu trở về xoay người chần chờ nhìn khuê nữ tuyết A, nếu là con rể, hắn. Tuy rằng cuối cùng lão thái thái như cũ chưa nói ra cái gì, nhưng là các tuyết lại đã là minh bạch mẫu thân ý tứ. Nghĩ đến cái kia xui xẻo nam nhân, nàng một trương phù dung trên mặt treo lên nhạt nhẽo tươi cười, mẹ, không có việc gì, không tới liền không tới, vừa vặn ta ăn vạ ngày cả đời. Khuê nữ ỷ lại chính mình, lão thái thái tự nhiên cao hứng, tức khắc nhạc mặt mày hớn hở, tràn đầy nếp gấp trên mặt nơi nào còn có chút hung hãn vui rạo rực liền ra cửa vì khuê nữ chuẩn bị cơm canh đi. Thấy lão thái thái sau khi rời khỏi đây, các tuyết lại chậm chậm trở lại cái bàn bên, nhắc tới gác lại bút lông, muốn theo phía trước ý nghĩ tiếp tục đi xuống miêu tả, lại chung quy rối loạn tâm thần, không có thể lại rơi xuống một bút. Nàng khẽ thở dài, cắt xuống bút, hành đến phía trước cửa sổ, đẩy ra một phiến cửa sổ, bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Rộng mở cửa kính đối diện trong viện một viên bốn mùa cây hoa quế, này viên thụ nhìn ra đã vượt qua 10 mét các tuyết có ký ức tới nay, này thụ liền vẫn luôn tồn tại, nói không rõ sống nhiều ít cái tuổi tác. Lúc này trên cây nở khắp màu vàng nhạt đóa hoa, gió nhẹ thổi qua, một cổ thấm vào ruột gan hương khí thuận gió mà đến. Nhưng mà, như vậy cảnh đẹp các tuyết lại vô tâm thưởng thức, tư duy không biết khi nào bắt đầu phát tán lên. Nàng không phải các tuyết. Nàng là đến từ Khang Tuấn Vương Triều, thất phẩm huyện lệnh gia đích trưởng nữ các ánh tuyết. Bảy tuổi trước kia, nàng lớn lên ở mẫu thân dưới gối, mẫu thân xuất thân gian nam phú thương nhà, ngoại tổ yêu thương nữ nhi, hứa dư đại lượng của hồi môn, đem nữ nhi gả cho lúc ấy mới vừa trở thành cử nhân phụ thân. Hôm sau năm thứ hai, phụ thân đội sổ khảo đồng tiến sĩ, mẫu thân lấy ra của hồi môn, hoa tuyệt bút tiền bạc, vì phụ thân ở giàu có và đông đúc gian. Nam mưu được cái hảo sai sự, làm huyện quan lão gia. Các ánh tuyết sinh ra thời điểm, cha mẹ rất là ân ái, làm đứa bé đầu tiên nàng, tuy là nữ hài, cũng là quá tùy ý tự tại chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gan, vài năm sau, mẫu thân hoài nhị thai, sinh sản khi một thi hai mệnh, trực tiếp bỏ xuống mới vừa mãn 7 tuổi nàng. Các ánh tuyết cho rằng phụ thân sẽ cùng chính mình giống nhau thương tâm muốn chết, không thành tưởng mẫu thân vừa qua khỏi đầu thất, phụ thân liền tục huyền mẹ kế. Mẹ kế là chính ngũ phẩm đồng tri gia thứ tiểu thư, mặt ngọt lòng đắng. Nho nhỏ các ánh tuyết ở trên người nàng ăn không ít đau khổ, mắt thấy ngoại tôn nữ càng ngày càng vân vân dạ dạ, ngoại tổ đau lòng nàng, lấy không ít người tình mới số tiền lớn vì nàng thỉnh một vị trong cung ra tới ma ma nàng nhật tử cuối cùng hảo quá chút lại sao lại các ánh tuyết vì không ý kiến mẹ kế mắt trừ bỏ ít có thỉnh an nàng cơ hồ ngốc tại chính mình trong viện không ra khỏi cửa ma ma cả đời chưa gả người không có con cái ở chung lâu rồi dần dần đau lòng khởi tiểu cô nương liền bắt đầu giáo nàng cầm kỳ thư họa giáo nàng theo thùa giáo nàng quản lý nội trợ giáo nàng minh bạch lý lẽ giống một cái mẫu thân giống nhau, tận tâm tận lực. Cũng nguyên nhân chính là vì có mama cẩn thận dạy dỗ, càng thêm xuất sắc các ánh tuyết cuối cùng là ngại mẹ kế mắt, ở nàng tới rồi kết hôn tuổi khi, ngại với thể diện, còn có muội muội tương lai hôn sự, tuy không có làm quá tuyệt, lại cũng không có thật tốt, đem nàng hứa cho hàng môn sinh ra Trần Lương Tài. Tuy nói ngoại tổ một nhà phá lệ tức giận, nhưng là từ xưa dân không cùng quan đấu, trừ bỏ trợ cấp ngoại tôn nữ đại lượng của hồi môn, cũng không còn cách nào khác làm đương sự nhân các ánh tuyết lại rất bình tĩnh tiếp nhận rồi. Rất sớm nàng liền biết, chính mình hôn sự nhéo vào mẹ kế trong tay, khi nữ nhân không có khả năng vì nàng tìm cái gì người trong sạch. Đều không phải là yếu đuối không dám chống cự, mà là từ lương bạc phụ thân trên người, nàng gặp được nam nhân ích kỷ, sớm muộn gì phải gả người, gả ai đều giống nhau. Nàng có tiền, ở đâu sinh hoạt đều là quá, gả chồng còn có thể thoát ly trong nhà, cớ sao mà không làm. Huống chi trần lương tài tuổi trẻ tuấn tú chịu tiến tới, trước mắt thiếu chút nữa cũng không có gì. Hôm sau nàng sát qua mấy năm ngày lành, thẳng đến nam nhân cũng thi đậu tiến sĩ, thành thám hoa lan, bị quan lớn gia đích ấu nữ nhìn trúng sau, hết thảy đều thay đổi. Trượng phu dục muốn đem nàng biếm thê làm thiếp, làm tốt quan lớn gia đích ấu nữ đằng vị trí. Các ánh tuyết không cảm thấy có cái gì kỳ quái, có lẽ là không có chờ mong, liền sẽ không có quá lớn thất vọng, khổ sở một ngày, liền nghĩ mang theo nữ nhi cùng trượng phu hòa ly. Lại không nghĩ rằng, dự tính của nàng còn chưa cùng Trần Lương Tài thuyết minh, chính mình lão phụ thân được kia quan lớn chỗ tốt, đặt đặt tả tin lại đây, kêu nàng chính mình chủ động cấp tân nhân đằng vị trí. Tuy là đối với phụ thân đã sớm đã không có chờ mong, kia một khắc, các ánh tuyết vẫn là trái tim băng giá khẩn. Nàng người này trời sinh phản cốt, chưa bao giờ là nhẫn nhục chịu đựng tính tình, càng không phải theo khuôn phép của tiểu thư khuê cát, trực tiếp nói rõ bất hòa ly liền nháo đến cá chết lưới rách, đến lúc đó mọi người đều không mặt mũi. Quả nhiên, đem thể diện xem tập trọng trần lương tài tự hỏi mấy ngày vẫn là đồng ý hòa ly duy nhất làm nàng trước tâm đó là nàng mang không đi nữ nhi phu thê 8 năm các ánh tuyết rõ ràng biết trần lương tài là cái cực kỳ có giả tâm nam nhân vì chính mình con đường làm quan cái gì đều có thể hy sinh trừ bỏ chính mình hắn không yêu bất luận kẻ nào khăng khăng muốn lưu lại nữ nhi bất quá là bởi vì bảy tuổi nữ nhi đã là dung mạo kinh người bất quá là bởi vì có thể có lợi nàng rất rõ ràng Trần Lương Tài lưu lại nữ nhi tỉ mỉ bồi dưỡng, chỉ là vì tương lai leo lên càng cao nhân gia, thậm chí lợi dụng nữ nhi mỹ mạo, đem nàng đưa vào hoàng cung, trở thành hoàng đế phi tần cũng không phải không thể. Trần Lương Tài xấu xa tâm tư, làm mẫu thân các ánh tuyết tự nhiên sẽ không đồng ý. Trong lòng biết nhất thời mang không đi nữ nhi, các ánh tuyết chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, cùng nữ nhi phân tích lợi và hại sau, mang theo rất nhiều của hồi môn độc thân rời đi. Nữ nhi từ nhỏ thông tuệ, nhìn ôm ôm nhuyễn nhuyễn, kỳ thật thông thấu khẩn. Nàng cùng nữ nhi hứa hẹn, ở nàng cập kê phía trước, chắc chắn đem nàng quang minh chính đại tiếp đi. Các ánh tuyết cũng đích xác làm được, trải qua 5 năm, ở nữ nhi 12 tuổi thời điểm, nàng dựa vào một tay xảo đoạt thiên công theo thùa tay nghề, bị chiêu vào hoàng cung, chuyên môn vì các quý nhân chế tác quần áo. Lại hoa 2 năm thời gian, thảo thái hậu nương nương niềm vui, thỉnh nàng lão nhân gia hạ thánh chỉ, hứa nàng mang đi ở kinh thành đã thanh danh truyền xa nữ nhi. Thái hậu cũng là hòa ly nhị gã, ở hiểu biết tình huống của nàng sau, liền nhận lời nàng thỉnh cầu. Các ánh tuyết đến bây giờ đều còn nhớ rõ, lúc ấy đã quan bái ngũ phẩm trần lương tài, mấy dục hộp máu bộ dáng. Thái hậu nương nương là vị hiền hòa lão nhân gia, nàng không chỉ có tự mình vì nữ nhi sửa tên vì các tường, ngụ ý tương lai cả đời các tường như ý, thậm chí còn gọi người hộ tống các nàng ra kinh thành. Mẹ con chia lìa 7 năm, tuy nói có hộp tối thông tính lại vẫn như cũ không thể để rớt mấy năm nay cốt nhục chia lìa chi khổ. Cho nên khó khăn có thể đoàn tụ, các nàng hai bản chất lại đều không phải tan phận, tính tình, thay hình đổi dạng, mang lên mấy năm nay chính mình tìm kiếm, hai tên quyền cước công phu lợi hại hầu gái, nơi nơi du lịch lên, lại mặc kệ những cái đó trần gian thế tục. Thành hôn cùng không, hai mẹ con bọn họ đều không sao cả. Tiêu sái là thật tiêu sái. Nhiên, thế sự khó liệu. Ở du lịch năm thứ hai cuối năm, các nàng bốn người bị tuyết động trắng ở một chỗ thôn xóm. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, dọc theo đường đi nhân họa không gặp được, thiên tai nhưng thật ra chạm vào trứ. Ở các nàng đặt chân trong thôn ngày hôm sau ban đêm, một hồi tuyết lở, trực tiếp muốn các nàng mẹ con mệnh. Vốn tưởng rằng sau khi chết sẽ tới kia âm tàu địa phủ, lại không nghĩ, lại mở mắt, nàng cùng nữ nhi đồng thời đi tới một cái thế giới xa lạ. Nàng lớn 2 tuổi, thành một cái mới vừa nhị hôn 34 tuổi nữ nhân các tuyết. Mà nàng nữ nhi tắt nhỏ một tuổi, thành 15 tuổi sơ nhị tiểu cô nương Cát tường Vạn hạnh chính là nàng có nguyên thân ký ức, không đến mức hai mắt một bôi đen. Hiện giờ thời gian đã qua đi hai tháng, nàng cùng nữ nhi dần dần thói quen thế giới này hết thảy. Cũng chảy vuốt lại các tuyết sở hữu ký ức, biết chính mình vì cái gì sau khi chết sẽ bám vào người ở cái này kêu các tuyết nữ nhân trên người. Ở người ngoài xem ra kỳ ba kiều mang các tuyết, ở các ánh tuyết xem ra, cũng bất quá là cái người đáng thương thôi hơn hai tháng trước, nguyên thân rơi xuống nước sau khôi phục kiếp trước ký ức, biết nữ nhi ở 16 tuổi này một năm bị người bắt cóc. Nguyên thân hàng năm tránh ở trong nhà, cũng không phải rất nhiều người cho rằng nuông chiều từ bé đương đại tiểu thư, mà là phía trước bởi vì diện mạo, đưa tới không ít phiền toái, cho nên vì không cho chính mình cùng người nhà thêm phiền toái, liền đem chính mình nhốt ở trong nhà, cả ngày cùng theo phẩm làm bạn. Khó được đi ra ngoài thông khí, cũng là chống đỡ mặt, tìm một người tích hãng đến địa phương. Lại không chú ý tới, mười sáu tuổi nữ nhi trổ mã cũng không so với chính mình kém chút nào đãi nàng phản ứng lại đây khi nàng kia như hoa như ngọc nữ nhi đã không thấy này đối với một cái mẫu thân tới nói đau đớn giống như bị sống lột tâm can giống nhau nàng thậm chí thù hận khởi chính mình dung mạo thân thủ hủy hoại chính mình mặt sau liền cùng cái bà điên giường như nơi nơi tìm kiếm nổi lên nữ nhi trong lúc nàng lật qua thùng rác cuốn qua xuống mương thủy trụ qua cầu động sinh sôi ăn mười mấy năm khổ ở nàng hơn 40 tuổi, sớm đã già nua như bà lão khi, lại ở trong tin tức gặp được chính mình nữ nhi, lúc đó, nàng các tường đã thành mọi người đòi đánh giết người phạm. Nàng tìm được rồi đồng công an, điên rồi dường như nơi nơi dập đầu cầu người, khó khăn ở hảo tâm cảnh sát hỗ trợ hạ, ở nữ nhi chấp hành một thương quyết trước một tuần, gặp được chia lì mười mấy năm nữ nhi. Có lẽ là mẹ con chi gian cảm ứng, ánh mắt lạnh băng nữ nhi liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Sau đó hai mẹ con cách pha lê khóc đến không thành tiếng. Các tuyết đã sớm ở cảnh sát trong miệng biết được nữ nhi giết được những người đó, đúng là lừa bán nàng, còn có bức nàng. Bán đứng thân thể nhân tra. Nhưng là, luật pháp lớn hơn thiên, giết người liền phải đền mạng, huống chi nữ nhi còn giết mười mấy người. Hơn nữa các tuyết xem ra tới, nữ nhi không muốn sống nữa. Nàng là cái vô dụng người, bảo hộ không được nữ nhi, cũng cứu không được nữ nhi. Khi đó nàng cách pha lê cầm ống nghe, từ ái nhìn nữ nhi, nhất biến biến ôn thanh trấn an, không phải sợ, mụ mụ vẫn luôn đều ở đúng vậy nàng vẫn luôn đều ở nàng viết một phong di thư đặt ở trên người lại đem mấy năm nay tiểu tâm tích góp xuống dưới mấy ngàn đồng tiền đều đặt ở trong túi cùng di thư cùng nhau hy vọng hảo tâm cảnh sát dùng này đó tiền đem nàng cùng nữ nhi tán ở bên nhau sau đó ở nữ nhi bị bắn chết kia một ngày các thuyết đứng ở pháp trường ngoài cửa dùng một phen chủy thủ cắm vào trái tim kết thúc sinh mệnh bồi nữ nhi cùng nhau đi nơi nào đều hảo lại không ngờ sau khi chết lại mở mắt, nàng về tới 1986 năm, về tới nữ nhi 15 tuổi này một năm. Lúc ấy nàng bị trong thôn cắt thảo mấy cái. Thiếm cứu đi lên khi, đã không có hô hấp, là đi ngang qua quân nhân vì nàng làm hồi sức tim phổi cùng hô hấp nhân tạo sau, mới sống lại đây. Thôn dân không hiểu cái gì kêu hô hấp nhân tạo, chỉ biết các gia nữ hoa hoa bị người khinh bạc đi. Không thể gặp các gia người tốt nhiều đi. Việc này tất nhiên là giấu không được thực mau đã bị tuyên dương toàn bộ trong thôn đều đã biết. Các tuyết lúc ấy hôn hôn trầm trầm, khó khăn minh bạch lập tức tình cảnh, phản ứng đầu tiên chính là gắt gao nhéo kia ân nhân cứu mạng. Quân nhân đều là đáng tin cậy, nàng biết bộ đội làm quan đều là bốn cái túi, cụ thể chức vị nàng phân không rõ, nhưng là không ảnh hưởng các tuyết giống như bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau. Nàng cố không được nhiều như vậy, chỉ cảm thấy người nam nhân này nhìn khí thế kinh người, cực đoan nhận định quân nhân là người tốt, nhất định có thể bảo vệ chính mình nữ nhi, nàng không nghĩ nữ nhi lại trải qua một lần thống khổ các tuyết cho rằng hết thảy đều sẽ hảo hảo chỉ là chờ về đến nhà đối thượng nữ nhi cặp kia tỉnh mịch hai tròng mắt nàng cả người đều hỏng mất không màng bị nàng ăn vạ quân nhân còn ở ông nữ nhi gào khóc nàng minh bạch nữ nhi cùng chính mình giống nhau mang theo ký ức trọng sinh trong nháy mắt kia nàng hận độc thế giới này làm nàng một người nhớ kỹ liền bãi vì cái gì còn muốn cho nàng nữ nhi nhớ rõ những cái đó bất kham quá vãng Nàng biết kiếp trước nữ nhi có rất nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Cho nên trọng sinh sau nàng vẫn luôn bồi ở nữ nhi bên người. Đến nỗi kết hôn sự tình, ở biết được tên kia ân nhân cứu mạng là độc thân sau, nàng liền không hề quản, bởi vì nàng biết, nàng người nhà sẽ vì nàng cầu tới hôn sự này. Nàng cũng biết chính mình làm như vậy thực ích kỷ, nhưng là nàng không có biện pháp, nàng cả đời không có gì kiến thức, ly nữ nhi 16 tuổi chỉ còn lại có không đến một năm thời gian, người nam nhân này là các nàng mẹ con trước mắt duy nhất cứu rỗi thậm chí chẳng sợ đem các nàng hai mẹ con mang ly cái này địa phương lại cùng nàng ly hôn cũng đúng, nàng chỉ là bức thiết muốn tìm một cái có thể che chở các nàng mẹ con cản, nàng trong đầu hỗn loạn bất kham, chỉ nhớ rõ muốn chạy trốn ly cái này bi kịch bắt đầu địa phương. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, nữ nhi ở xác định nàng cùng nam nhân lãnh chứng sau, yên tâm nàng nửa đời sau có người chiếu cố, ăn thuốc ngủ tự sát. Nàng cũng không tưởng sống thêm một lần. Sợ không tới nữ nhi hơi thở kia một khắc khi, các tuyết vô cùng khẳng định nàng một mặt, cả người giống như thạch hóa, một tiếng cũng khóc không được. Duy nhất ý tưởng chính là đem dư lại thuốc ngủ vi nhập khẩu trung, sau đó ngủ ở nữ nhi bên người, bồi nàng cùng nhau. Chỉ là ở hơi thở mỏng manh khi, trong lòng thẹn với cha mẹ người nhà, nghĩ nếu là có người thế các nàng mẹ con sống sót nên có bao nhiêu hảo. Này thành các tuyết sinh mệnh cuối cùng một khắc chấp niệm. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy chấp niệm, Khang Tuấn Vương triều các ánh tuyết mẹ con mới có thể lại lần nữa sống lại đây đều là làm mẫu thân, các ánh tuyết đặc biệt lý giải các tuyết cách làm. Các nàng mẹ con một lần nữa sống lại đây, sống ở một cái đối nữ tính khoan dung niên đại, nơi này so khang tuấn vương triều không biết hảo nhiều ít lần, nàng cùng nữ nhi tất nhiên là cảm ơn. Không chỉ có muốn phụng dưỡng các tuyết cha mẹ, còn muốn đem làm hại các tuyết mẹ con như vậy thê thảm nhân tra cấp tìm ra, để báo đáp mạng sống chi ân. Chỉ là, thời gian đã qua đi hai tháng, khuê nữ cũng không biết tìm được người không có chương 3 chương 3. Tháng năm không khí tươi mát, thoải mái hợp lòng người. Doãn Hồng trong trấn học vừa mới đánh xong chung tan học, sơ nhị tam ban lớp, lão sư tuyên bố tan học nói âm vừa ra, phía dưới sớm đã an không chịu nổi bọn học sinh, đã nhanh nhẹn đem sách vỡ hướng cặp sách một tắc, cả nhau ầm ĩ liền ra bên ngoài chạy. Các tường. Chờ một lát chúng ta đi quầy bán quà vặt mua kẹo cao su đi, ta mẹ cho ta 5 phần tiền, có thể lấy lòng mấy cái. Đến lúc đó phân ngươi, cố hiểu linh lung tung đem sách giáo khoa tắt hảo, quay đầu nhìn về phía ngồi cùng bàn, không nghĩ đối diện thượng nàng trắng nõn tinh xảo mặt nghiêng, lại lần nữa cảm thán ngồi cùng bàn thật sự càng ngày càng đẹp. Đặc biệt nàng thông thả ung dung thu thập đồ vật bộ dáng, tổng cảm thấy có loại nói không nên lời ý nhị, nàng không biết hình dung như thế nào, lại thường xuyên sẽ nhìn bạn tốt phát khởi ngốc tới, liền giống như giờ phút này. Các tường đem hộp bút chì bỏ vào cặp sách, kéo lên huấn luyện giả ngoại, đứng dậy đeo lên cặp sách mới mềm mại tiếng nói nói, hảo nha. Cố Hiểu Linh nghe vậy mới hoàn hồn, vội vội vàng vàng sách thượng chính mình cặp sách, đuổi kịp ngồi cùng bàn bước chân, nhảy nhóc liền hướng vườn trường cửa quầy bán quà vặt mà đi. Thập niên 80 trung kỳ, đại bộ phận địa phương đã hủy bỏ phiếu chứng mua sắm phương thức, hộ cá thể thành một loại hoàn toàn mới xu thế. Ngắn ngủn mấy năm xuống dưới, đã từng tiêu điều trên đường phố tùy ý có thể thấy được hoa hòe loè loẹt cửa hàng chiêu bài, ngay cả trong trường học cũng quang minh chính đại khai một nhà quầy bán quà vặt. Tan học thời gian, đúng là quầy bán quà vặt là bận rộn nhất thời điểm, nho nhỏ cửa hàng bên trong dòng người chen chúc xô đẩy, chen chúc. Các tường ở ngoài cửa mấy mét xa địa phương ngừng bước chân, kiên định tỏ vẻ chính mình không đi vào quyết tâm. Đảo không phải trên người nàng không có tiền, nãy nãy yêu thương mẫu thân, yêu ai yêu cả đường đi, đối nàng cái này từ nhỏ liền không có phụ thân cháu gái cũng là hết sức thương tiếc, sở hữu tôn bối, nàng là nhất được sủng ái, trên người thật là có vài đồng tiền. Đừng cảm thấy mấy đồng tiền thiếu, ở thời đại này đã là không nhỏ sức mua, không gặp ngồi cùng bàn có năm phần tiền đã cao hứng lại nhảy lại nhảy sao. Nàng chỉ là không thói quen quá mức chen chút hoàn cảnh, mắt thấy đám người càng tể càng nhiều, liền phải lan tràn chi nàng bên này. Các tường lại hướng một bên xê dịch, thẳng đến đứng ở một viên thẳng thắng cao lớn cây bách hạ mới dừng lại bước chân. Đột nhiên, một con màu ngân bạch tiểu đoàn tử từ nơi không xa phành phạch lăn bay lại đây, ở các tường nhìn qua thời điểm, một chút cũng không thấy ngoại ngừng ở nàng trên vai. Thấy vậy, các tường còn mang theo trẻ con vì tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một cái ngọt mềm tươi cười, nàng nâng lên một cây oánh bạch ngón tay đặt ở trước mắt. Khi cục bột trắng lại như là diễn luyện ngàn tám trăm biến, trung rẩy hạ cánh, nhẹ nhàng dừng ở kia thon dài đầu ngón tay thượng. Chỉ thấy kia bàn tay lớn nhỏ viên đoàn tử cọ cọ nữ hài tay nhỏ, lại đối với nàng phát ra hai tiếng pi pi đồ tế nhuyễn tiếng kêu, cách đó không xa các nam sinh trọng nhìn toàn giáo sinh đẹp nhất nữ hài cùng kia đáng yêu chim chóc hổ động manh nhân tâm gan đều nhịn không được run rẩy thật là có chút phân không rõ rốt cuộc cái nào càng đáng yêu chút ta lấy lòng lạp đi thôi lúc này cố hiểu linh đã gian nan từ đám người đôi tể ra tới cũng may nàng phát dục sớm thân cao chân dài bằng không thật đúng là không thể nhanh như vậy mua được đồ vật nàng bước nhanh chạy đến các tường bên người đem trong tay hai viên kẹo cao su đưa cho các tường các tường không có khách khí rốt cuộc này một hai tháng tới nay nàng đã thói quen cùng ngồi cùng bàn lẫn nhau đầu uy hành động. Bất quá nàng đối với như vậy đồ ăn cũng không có cái gì hứng thú, đem bắt được hai viên kẹo cao su dùng sạch sẽ khăn bọc lên, tính toán mang về cấp đại bá gia đệ đệ ăn. Năm đó thẩm văn hút là tới cửa con rể, cho nên vốn dĩ hẳn là kêu đại cửu cũng đổi thành đại bá. Cố hiểu Linh gia liền ở trấn trên, đi đường trở về bất quá 10 phút. Các tường ở tại trong thôn, bất quá ly trường học cũng coi như gần, nửa giờ lộ trình hai người đồng hành đến một chỗ ngã ba đường khi, lẫn nhau phất tay từ biệt sau, các tường cổng cặp sách, trên vai đứng một con tiểu vị pi, dọc theo một cái thật dài bùng đất lộ, chậm rãi hướng ra phương hướng mà đi. Thời gian kỳ thật quá rất nhanh. Đảo mắt nàng cùng mẫu thân đi vào thế giới này đã qua đi hơn hai tháng. Tương so với mẫu thân hoàn toàn tiếp thu các tuyết gì ký ức, nàng ngược lại không có một đinh điểm trùng tên trùng họ các tường muội muội ký ức. Hai tháng trước, vừa tới đến thế giới này, nàng đối với nơi này hiểu biết là trống rỗng. Nếu không phải mẫu thân giúp chính mình yểm hộ, cùng chính mình giảng giải, nàng thật không nhất định có thể hoàn mỹ che giấu chính mình thân phận. Hiện giờ hai tháng đã qua đi, đến ít với còn tính thông tuệ đầu óc, nàng dần dần dung nhập tới rồi hiện tại trong hoàn cảnh, cũng dần dần thích cái này nam nữ đều có thể đi học đường thế giới. Chỉ là đối với có một số việc nhận tri, nàng cùng mẫu thân là nhất trí. Thừa các tuyết gì mạng sống chi ân, liền tất nhiên muốn thành tâm hồi báo các tường giơ tay cấp lông xù xù cục bột trắng loát loát mau xác định bốn phía không có gì người sau mới nhẹ giọng hỏi vẫn là không có tin tức sao từ xác định đoàn tử năng lực lúc sau các tường phải làm phiền nó hỗ trợ tìm kiếm năm đó lừa bán nguyên thân bọn buôn người hiện giờ thời gian đã qua hơn hai tháng nàng thực sự có chút nóng nảy theo mẫu thân theo như lời nàng kia tiện nghi tân phụ thân lúc ấy vội vã ra nhiệm vụ lãnh chứng sau liền vội vàng đi rồi ước định nhất muộn ba tháng liền tới tiếp các nàng rời đi Hiện giờ thời gian đã qua đi hơn phân nửa, những cái đó nhân ra tin tức, lại một chút cũng không tra được. Bạch Mao đoàn tử rung rung cánh, pi pi hai tiếng, ý ý, ngươi đừng có gấp ti, ta. Đã phát động phụ cận sở hữu chim sẻ các đồng bọn hỗ trợ tìm kiếm ti. Ý ý là các Tường nhũ danh, năm đó Thái hậu lão nhân gia vì nàng ban danh các Tường, ngụ ý các Tường như ý, sau lại mẫu thân cảm thấy khuê nữ lớn, không hảo luôn là kêu bé, liền vì nàng lấy nhũ danh ý ý, như ý chi ý. Nghe được đoàn tử trả lời, nói không thất vọng là không có khả năng. Bất quá các tường cũng biết, tiểu đồng bọn đích xác tận tâm tận lực, không gặp kia tròn vo cái bụng đều nhỏ một vòng sao. Nàng đem tay sau này bối, sau đó sờ soạn đến cặp sách sườn túi, từ bên trong lấy ra một khối trứng gà bánh, bẻ một khối đặt ở lòng bàn tay, tùy ý nó ngừng ở trong lòng bàn tay mổ. Đoàn tử là một con thành tinh chim sẻ bạc má đuôi dài, là nàng đi vào thế giới này sau, đoàn tử nói cho nàng kiếp trước chính mình cùng mẫu thân bị tuyết lỡ chôn rất ngày đó buổi tối, nàng ở lâm thời ở nhờ trong viện nhặt được cơ hồ đông cứng đoàn tử. Lúc ấy nàng cũng không biết đây là cái gì chủng loại, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa này bạch hô hô tròn vo, tác là đáng yêu. Lúc ấy toàn bộ thôn trang tuyết động trắng như tuyết, căn bản là ra không được. Nàng cùng mẫu thân đối với như thế nào cứu trị một con chim nhỏ hoàn toàn không có khái niệm, chỉ một lòng nghĩ, nếu là đông lạnh, như vậy liền hảo cho nó sưởi ấm đó là. Vì cho nó sưởi ấm, nàng đem tiểu gia hỏa rửa sạch sạch sẽ sau, riêng đặt ở ngực vị trí, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể tới giúp nó hồi ôm. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, một hồi thiên tai, nàng cùng mẫu thân thay đổi cái thân phận, đi vào như vậy một cái thần kỳ khoan dung thế giới. Càng hiếm lạ chính là, này chỉ bị nàng cứu tiểu đoàn tử cũng theo lại đây. Theo đoàn tử nói, ở tuyết lỡ thời điểm, các nàng vô tình định ra khế ước, nó trực tiếp thành chính mình sứ đồ. Cũng ở ngay lúc này, các tường mới biết được, Nguyên lai like ở Khang Tuấn Vương Triều, thật sự có tinh quái, đoàn tử chính là một con sống hơn 300 năm tiểu yêu quái. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng, có thể ở thế giới này khế ước càng nhiều yêu tinh, lại không nghĩ hiện giờ thế giới, giải phóng sau đã không được thành tinh, đoàn tử ước chừng là trên thế giới này duy nhất một con tiểu yêu quái. Đương nhiên, không cần bởi vì nó là một con yêu quái liền đối nàng ôm có hô mưa gọi gió, hoặc là hóa thành hình người ảo tưởng. Trừ bỏ có thể cùng với nó loài chim câu thông, khi linh khi không linh phun ra một chút tiểu hỏa tinh tử liền chỉ còn có thể ăn điểm này tương đối đặc biệt hơn nữa đã đột phá bản năng thành một con ăn tạp đoàn tử nghĩ đến đây nàng lại nhịn không được giơ tay đối với đoàn tử tròn vo thân thể chọc chọc ở nó ngại phiền dùng mông đối với nàng khi cười lên tiếng hảo đi nó như vậy đáng yêu có thể ăn là có thể ăn đi một người một chim dọc theo đường đi liêu vui sướng nửa giờ lộ trình thực mau liền đi xong rồi các tường về đến nhà sau, hai cái ở trong thôn niệm tiểu học tiểu đường đệ đã đã trở lại, chính thành thành thật thật ngồi ở trong viện trên bàn đá làm bài tập. Nhìn thấy nàng đã trở lại, cũng không dám nói chuyện, chỉ trộn đối với các tường làm mặt quỷ. Vì cái gì không dám nói lời nào đâu, nguyên nhân cũng rất đơn giản, lão thái thái các thúy phương như môn thần giống nhau, đang ngồi ở một bên giám sát đâu. Nhìn thấy cháu gái trở về, các thúy phương vốn đang kéo lớn lên mặt già thượng treo lên tươi cười, ai da, nãy cháu gái đã về rồi mau đi phòng bếp, ta làm ngươi đại bá mẫu cho ngươi làm đậu đỏ canh, nữ hài tử uống cái này hảo. Nghe vậy, các tường đem cặp sách cũng đặt ở bàn đá bên trên ghế, hướng về phía lão thái thái công công mắt hạnh, ngoan ngoãn ứng thanh, hảo. Lại từ trong túi đem kia hai viên kẹo cao su phân cho hai cái đệ đệ, nàng mới đi phòng bếp. Trong phòng bếp, đại bá mẫu Lý Hồng Mai vội chính là khí thế ngất trời, nhìn thấy các tường tiến vào sau, nàng hai lời thật tốt đem ôm ở lò than thượng một chén đậu đỏ canh đoan tới rồi trên bàn có chút ẩm ướt tay, ở trên tạp dề búng búng, xác định không có vệt nước, mới hiếm lạ sờ sờ các tường đầu nhỏ, mau ăn, đại bá mẫu tính thời gian đâu, lúc này độ ấm vừa vặn tốt, không năng khẩu. Lý Hồng Mai tổng cộng sinh năm cái hài tử, lớn nhất đã vào đại học, lại không có một cái nữ qua qua. May mà cô em chồng gia khuê nữ cũng là lớn lên ở nàng dưới mí mắt, nhiều ít có thể đỡ thèm. Các tường lớn lên rất giống mẫu thân các tuyết, chỉ là bởi vì tuổi nhỏ, trên mặt mang theo chút ấu thái trẻ con phì nhìn phá lệ ngọt mềm đặc biệt là nàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn hướng về phía ngươi cười thời điểm hận không thể đem tâm can nhi đều phủng đến nàng trước mắt các tường biên uống ngọt nhu đậu đỏ canh tầm mắt biên đuổi theo bận rộn đại bá mẫu các gia năm cái nhi tử kết hôn sau các thúy phương liền làm chủ phân gia lão thái thái mang theo các tuyết mẹ con cùng đại nhi tử các nhân cùng nhau trụ mặt khác mấy cái nhi tử sớm đã dọn tới rồi trong thành từng người phát triển đều không tồi Đại bá một nhà đối với các Tuyết mẹ con rất là chiếu cố, ở các tường xem ra, chiếu cố thậm chí có chút khoa trương. Không ngừng là đối đã 15 tuổi nàng, ngay cả đối với 34 tuổi tuổi hạt, ở Khang Tuấn Vương triều đã có thể làm bà ngoại mẫu thân, đều giống chiếu cố tiểu hài tử giống nhau, cẩn thận tỉ mỉ. Đã từng các tường cùng mẫu thân cũng là mười ngón không dính Dương Xuân Thủy đại gia tiểu thư, cái gì việc đều có hạ nhân đi làm. Sau lại du lịch bên ngoài, rất nhiều chuyện tổng phải học được chính mình đi làm. Dần dần mẫu thân yêu chuyên nghiên trù nghệ, hai năm xuống dưới, đã có thể làm ra một tay không tồi thức ăn. Chỉ là đi vào bên này lâu như vậy, lại vẫn như cũ không có đất dụng võ. Bởi vì người nhà không muốn. Một là luyến tiếc, một cái khác chính là bảo hộ các tuyết gì tay. Các tuyết gì cũng có không tồi theo thù tay nghề, tuy xa không bằng mẫu thân, nhưng cũng so đại bộ phận người tốt hơn rất nhiều, mấy năm nay dựa vào này tay nghề kiếm tiền, so với kia một ít công nhân nhiều hơn nhiều. Đó là tay sao? đó là sinh tiền vàng A, đương nhiên muốn cẩn thận dưỡng mới là. Ngô. Không thể lại nói các tuyết gì, rốt cuộc hiện tại nàng mẫu thân chính là các tuyết. Các tường uống xong cuối cùng một ngụm đậu đỏ canh, dùng khăn lau lau khóe miệng, thu trong đầu lao nhanh suy nghĩ, mới đưa không chén rửa sạch sẽ phóng tới bếp quầy. Lại ở trong phòng bếp chuyển động một vòng, nhiều lần bị đại bá mẫu đuổi đi, xác nhận không cho nàng hỗ trợ, mới đi trong viện làm bài tập. Các thúy phương thấy cháu gái tới, liền đứng dậy tiến phòng bếp trợ giúp con dâu cả cùng nhau chuẩn bị cơm chiều. Trước khi đi thời điểm, còn không quên uy hiếp nhìn chầm chầm hai cái tiểu tôn tử, đều cho ta thành thật điểm, ăn cơm chiều trước ta cho các ngươi tỷ tỷ kiểm tra, nếu là không viết hảo, hoặc là không nghiêm túc, hai ngươi liền không cần ăn. Lực hạ tàn những lời nói, lão thái thái mới vừa lòng đi rồi. Lưu lại hai cái tiểu nam hài cuối cùng dám nói lời nói, tỷ nãy thật bất công, nàng sao không hung ngươi. Các tường đem ngữ văn thư đem ra, cái này khoa đối với nàng tới nói rất đơn giản, cũng là nàng nhanh nhất hiểu rõ khoa. Hôm nay ngữ văn tác nghiệp chính là đem ban ngày học bài khóa sao chép một lần, sau đó lại viết chính tả một lần. Nghe được tiểu đệ các tuấn hỏi chuyện, các tường cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt nói, như thế nào? Ngươi muốn cho nải nải hôn ta. Các tuấn đối thượng nhà mình tỉ tỉ cười như không cười biểu tình, nhớ tới này hai tháng ăn buồn mệt, bẹp bẹp miệng, một câu cũng không nói. Các tường xoay người đối với cây hoa quế vẫy vẫy tay, đoàn tử thực mau liền rơi xuống nàng trên vai, các tường đối với hai cái ánh mắt sáng lấp lánh tiểu gia hỏa hứa hẹn, nếu là các ngươi ngoan ngoãn đem tác nghiệp làm tốt, ta khiến cho đoàn tử tiếp đón tiểu đồng bọn cùng các ngươi cùng nhau chơi, tiền đề là các ngươi không thể thương tổn chúng nó. Hảo gia hỏa, thốt ra lời này, tiểu gia hỏa nhóm lập tức giống như đánh cẩu huyết giống nhau. Chỉ cần tưởng tượng đến, bọn họ ở phía trước đi, phía sau đi theo một đám chim sẻ trường hợp. Bọn họ liền cảm thấy, trong thôn tiểu bằng hữu khẳng định muốn hâm mộ hỏng rồi, cái này khẳng định muốn nhận bọn họ làm lão đại. Nghĩ đến đây, tiểu gia hỏa nhóm cũng không khổ sở, lập tức vùi đầu khổ viết, tranh thủ bằng mau tốc độ hoàn thành tác nghiệp, sau đó mang theo đoàn tử đi ra ngoài khoe ra. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh. Các tường ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là gia gia đẩy xe đạp đã trở lại. Nhìn thấy cháu gái thời điểm, lão gia tử đối nàng từ ái cười cười, sau đó ngẩng đầu đối với lầu hai phương hướng hô, tuyết A, mau xuống dưới, con rể gửi thư lạp chương 4 chương 4. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh nắng chiều dần dần vượng nhiễm toàn bộ không trung. Lão gia tử lý bác trụ lớn giọng kinh động toàn bộ trong viện người. Các tường ngẩng đầu, cùng đã đi vào bên cửa sổ mẫu thân nhìn nhau cái ánh mắt, hai người trong mắt đồng thời hiện lên một tia phức tạp chi sắc. Chỉ trong nháy mắt, các tường liền rủ xuống lông quạ nồng đậm hàng mi dài, che khuất đáy mắt dao động, dường như không có việc gì tiếp tục viết tác nghiệp. Mà trên lầu các tuyết cũng buông trong tay đang ở làm hoa quế hương bao, nhẹ nhàng góc sen, theo thang lầu chậm rãi đi xuống dưới. Con rể cuối cùng có tin tức lạc. Lão nhân, mau nhìn xem phía trên đều viết gì. Không ngừng các tường mẹ con nghe được Lý Bác Trụ ồn ào, ngay cả ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều các thúy phương cũng nghe tới rồi. Nàng giơ tay nhanh chóng ở trên tạp về trà lau hai. Hà, kích động vừa vui sướng muốn duỗi tay từ nhà mình lão nhân tiếp nhận thư tín. Lý Bác Trụ tuy là tới cửa con rể, trong lòng lại không có cái gì oán hận, ngược lại hiếu thuận trưởng bối, yêu quý thê tiểu, là cái tính tình và ôn hòa người. Có lẽ cũng đúng là bởi vì hắn hảo tính tình, mới có thể cùng các thúy phương như vậy tính tình nóng nảy người hòa hòa mỹ mỹ qua cả đời. Lão gia tử đem trên tay thư tính đưa tới lão thê trên tay, cười trấn an, ngươi quên lạp, ta lại không biết chữ, chờ tuyết tuyết xuống dưới, kêu nàng niệm cấp chúng ta nghe. Nghe vậy, các thúy phương chuẩn bị hủy đi tinh tay một đốn, lúc này mới phản ứng lại đây, mới vừa rồi cao hứng hỏng rồi, sao quên chính mình cùng lão nhân đều là chữ to không biết mấy cái thô nhân cũng không oán nàng như vậy kích động thật sự là sợ cái này con rể giống thẩm văn hút cái kia vương bác dê con giống nhau đi luôn tân con rể cùng kia thẩm văn hút còn không giống nhau dù sao cũng là ngạnh ăn vạ đi nàng đuối lý khẩn sống lưng đều đánh không thẳng liền tính tân con rể thật sự không trở lại nhà bọn họ cũng không mặt mũi tìm qua đi bọn họ nhưng thật ra không để bụng gì danh không thanh danh chỉ là lo lắng khuê nữ nhận không nổi đã kích, đặc biệt kết hôn sau, khuê nữ cả người nhìn đều tươi sống lên. Không chỉ có tay nghề càng thêm tiến bộ, ngay cả tươi cười đều nhiều vài phần, tất nhiên là thực vừa lòng con rể, cũng không phải. Một bên cầm cái thì đi theo lão thái thái ra tới Lý Mai Hoa cũng không biết chữ, cho dù trong lòng vô cùng lo lắng, cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình, đứng ở lão thái thái bên người chờ cô em chồng lại đây, nhớ năm đó cô em chồng kia cũng là cao trung tốt nghiệp cao tài sinh liệt, các tuyết không có kêu ba người đợi lâu, thực mau liền tới tới rồi trong viện. Từ mẫu thân trong tay tiếp nhận tin, theo bản năng nhéo nhéo, ngoài ý muốn phát hiện còn rất trắng chắc, nàng giữa mày nhảy nhảy, bất giác kia tiện nghi trượng phu có thể cho chính mình viết này hậu thư tính. Nhìn ra cha mẹ vội vàng, nàng trực tiếp làm trò mấy người mặt xé mở phong thư, từ bên trong rút ra giấy viết thư. Mới phát hiện, trừ bỏ hơi mỏng một trương trên giấy mặt ít ỏi hai câu lời nói, còn lại độ dày cư nhiên là đại đoàn kết. Con rể nói gì? Sao gửi nhiều thế này tiền lại đây? Thấy quê nữ xem xong tin sao, chỉ là phát ngốc, cũng không nói lời nào, lão thái thái nhìn kia thật dày một chồng đại đoàn kết, nháy mắt có dự cảm bất hảo. Con rể đây là Lấy tiền tống cổ người. Nghe ra mẫu thân trong giọng nói nôn nóng, các Tuyết Thu liễm tâm tư, lộ ra một cái cười, Trấn An nói, "Mẹ, ngài đừng lo lắng, không có việc gì, chính là Chính là người nọ nói cái gì đại bỉ võ còn không có kết thúc." còn muốn mấy ngày thời gian, chờ vội xong rồi, liền sẽ tới đón ta cùng ý ý. Lời này vừa ra, ba người sắc mặt nháy mắt hòa hoãn xuống dưới. Chỉ là, khi này tiền, các tuyết môi đỏ ngoéo một cái. Người nọ nói này tiền là sinh hoạt phí. Nhiều như vậy. Không đúng, các thúy phương vui sướng đến một nửa, nhẹ nhàng chụp hạ nữ nhi cánh tay, quán trách nói, người đứa nhỏ này, cái gì người nọ, người nọ, con rể có tên có họ, nhưng không tin như vậy bẩn thiểu người các tuyết há miệng thở dốc rốt cuộc chưa nói cái gì tuy nói đây là nguyên thân đính xuống hôn sự chính là hiện giờ nàng chính là các tuyết các tuyết chính là nàng cái này hôn sự vô luận nàng có cái gì ý tưởng nói kết thúc người đều không nên là nàng nàng trong lòng thiển thở dài một hơi trên mặt lại vẻ mặt ta sai rồi biểu tình các thúy phương thấy nữ nhi không nói lời nào lại là hiểu lầm nàng ý tứ cả người đều không tốt nàng không thể tin tưởng nói ngươi sẽ không thật đã quên con rể kêu gì danh nhi đi các tuyết tuy không phải tiểu thư khuê các nhưng là từ nhỏ lớn lên ở quan lại gia đình lại bị ma ma tỉ mỉ giáo dưỡng nhất cử nhất động gian tự thành quy cũ nhưng mà lúc này nghe lão thái thái hỏi chuyện nàng vẫn là khống chế không được trừ trừ khóe miệng sao có thể a à, ngài tưởng chỗ nào vậy ta đương nhiên biết ngài con rể tên gọi là gì lão thái thái không chịu bỏ qua vậy ngươi nói con rể kêu gì các tuyết không nói gì một cái chớp mắt cuối cùng vẫn là ở lão thái thái nhìn gần hạ bất đắc dĩ mở miệng hắn kêu phó lập thành nghe nói lời này các thúy phương mới yên lòng xua tay trước làm con dâu cả hồi nhà bếp nhìn cơm canh chính mình tắt lời nói thấm thía khuyên nhủ tuyết a à, con rể là người bản thân tuyển cũng là nhà chúng ta cường leo lên hiện tại chứng đều lãnh này cũng không đường rút lui ngươi nhưng thượng điểm tâm a à. các tuyết ngoan ngoãn gật đầu cái nồi này nàng cần thiết bối lão thái thái lại lải nhải nói vài câu xác định nữ nhi thật nghe lọt được các thúy phương vừa lòng cười ha hả lại lôi kéo lão nhân cùng nhau tiến phòng bếp nấu cơm đi. Độc lưu lại các tuyết nhéo tiền cùng giấy viết thư suy nghĩ xuất thần. Cơm chiều sau Các Tường tắm xong, trở lại phòng ngủ, dùng máy sấy cẩn thận thổi tóc dài. Muốn nói đi vào thế giới này sao, từ nhỏ gặp qua không ít thứ tốt các Tường cũng thường thường xem thế là đủ rồi, lớn đến kia không cần ngựa là có thể chạy động ô tô, nhỏ đến đèn điện cùng nàng hiện tại dùng, cái này kêu máy sấy thần khí này thần khí vẫn là làm mua sắm tứ bá ở thành phố lớn khó khăn cấp lộng tới nghe nói là cái khang hiếm hóa cả nước cũng không nhiều ít liền như vậy một cái mắt trong mong liền cấp đưa tới hiện giờ là tiện nghi các nàng hai mẹ con cũng may mắn có cái này kêu máy sấy thần khí bằng không cuộc sống này thật khó ngao nàng sớm thành thói quen mỗi ngày gội đầu tắm rửa từ trước có nha hoàng bà tử hầu hạ rửa mặt chải đầu liền tính du lịch kia hai năm cũng mang theo hai cái người hầu sát tóc loại chuyện này nàng thật đúng là chưa làm qua. Hiện giờ tới rồi thế giới này, nguyên thân cũng là một đầu cập eo tóc dài, chỉ là phát chất không phải thực hảo, này hai tháng nàng dùng mẫu thân tự tay điều chế hương chi, tỉ mỉ bảo dưỡng, phát chất đã hảo một mảng lớn, tuy không bằng từ trước, thô thô nhìn cũng coi như thượng đen nhánh nhu thuận. Chờ nàng cánh tay cử đều lên men sau, mới miễn cưỡng đem một đầu nồng đậm tóc đen làm khô. Vừa lúc lúc này đi tắm rửa các tuyết cũng đi đến. Các tường từ trên ghế đứng dậy, tránh ra vị trí, làm cho mẫu thân xử lý chính mình. Các tuyết trên đầu cũng bao vây lấy đại mau khăn, ngồi ở trước bàn trang điểm, khiếp tay, đối với gương hướng trên mặt đồ bôi mặt giang. cùng nữ nhi nói, như thế nào chính mình đem đầu tóc làm khô, không phải kêu ngươi chờ nương sao, cánh tay toan không toan. Các tường không có vội vã hồi mẫu thân nói, mà lại đến một bên lại dọn cái ghế, ngồi ở mẫu thân bên người, nhìn nàng thông thả ung dung động tác, do dự vài phần, cuối cùng là hỏi, nương, ngài thật muốn đi theo phó phó thúc thúc đi a à. nàng là hiểu biết mẫu thân khó khăn hòa ly không có khả năng lại nguyện ý bị một người nam nhân trói buộc các tuyết trên tay động tác dừng một chút khẽ thở dài ý ý chuyện này mẫu thân không có trước nói không quyền lợi các tường miếng môi khi ngài cảm thấy phó thúc thúc sẽ nguyện ý cùng ly hôn sao các tuyết cầm lấy một cái tiểu một điều từ một cái tiểu bình thủy tinh nội đào ra một khối đậu tầm lớn nhỏ cao trạng vật thể bắt đầu hướng trên mặt bôi. Nói đến này những chai lọ vại bình đều là các tuyết đi vào thế giới này sau cố ý điều chế, nguyên thân cũng có kem bảo vệ da, nhưng là cùng các tuyết chính mình điều chế hoàn toàn không thể so sánh. Trước cuộc này những hộ gia đồ dùng là khi còn nhỏ ma ma giáo với nàng, tất cả đều là cung đình bí phương. Ngắn ngủn hai tháng xuống dưới, nàng trên mặt không nói tế văn, liền một cái lấm tấm cũng không. Nghe được nữ nhi nói, các tuyết cười liếc nàng liếc mắt một cái, ta tuy chưa thấy qua phó lập thành, cũng không rõ ràng lắm hắn cụ thể dung mạo, nhưng là nương nhưng không cho rằng cuộc hôn nhân này, dựa vào lão thái thái bọn họ không nói đạo lý là có thể đủ ăn vạ. Nguyên thân lúc ấy một lòng chú ý chính mình khuê nữ, căn bản không như thế nào để ý phó lập thành diện mạo. Dẫn tới nàng trong đầu chỉ có thể phát họa ra một cái mơ hồ hình ảnh, cao lớn. Khí thế bức người. Liền lại vô bên. Nhưng cũng đúng là này hai điểm, cũng đủ nàng biết. Phó Lập Thành đáp ứng kết hôn tất nhiên có các gia người không biết lý do đằng trước các gia người ngạnh lại tới này hôn nhân bên trong, sợ là cũng có kia nam nhân thuận nước đẩy thuyền. Cũng không biết hắn đối với cuộc hôn nhân này nhu cầu là cái gì. Chỉ cần không phải vi phạm đạo đức sự tình, vì báo đáp nguyên thân, các tuyết cũng chỉ có thể bóc mũi nhận, ai làm hôn sự này thật là bọn họ các gia thượng vội vàng đâu. Thả thấy kia nam nhân còn biết ký sinh sống phí lại đây, từ điểm đó là có thể nhìn ra, mặc kệ như thế nào, ở trách nhiệm trong lòng mặt tới nói, vẫn là có chỗ đáng khen các tường nghe mẫu thân tinh tế vì chính mình phân trần nguyên do, dần dần đối với cái kia tiện nghi phụ thân cũng có ti tò mò. Bất quá, tựa như mẫu thân nói, chờ gặp mặt, sẽ tự minh bạch hắn tiếp thu này đoạn hôn ước nguyên do. Rõ ràng trong đó loan loan đạo đạo, các tường cũng không hề rối rắm cái này đề tài. Nàng đứng lên, tiếp nhận lượt, giúp mẫu thân chải vuốt tóc dài, khi ngài đâu? Ngài nghĩ như thế nào? Nếu phó thúc thúc tạm thời yêu cầu cửa này hôn nhân đâu? ngài muốn đi theo hắn rời đi sao? Nghe ra nữ nhi trong giọng nói lo lắng, các tuyết công công cùng nữ nhi cực kỳ tương tự thủy mắt, xoay người điểm điểm nữ nhi cái trán cười sửa đúng nói, không phải ta, là chúng ta. Các tường Bên tai có chút hồng, lại như thế nào trưởng thành sớm, cũng bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, nàng vẫn mạnh miệng. Ta biết là chúng ta. Trong lòng biết khuê nữ đúng là sĩ diện tuổi tác, các tuyết cũng không chọc thủng, ngược lại theo nàng lời nói, đem đề tài vứt trở về, giọng nói của nàng trung mang theo sủng nịch, ý ý cảm thấy mụ mụ hẳn là như thế nào làm. Làm như không nghĩ tới mẫu thân sẽ hỏi chính mình, các tường trên tay động tác trệ trệ, nhất thời thế nhưng không biết như thế nào trả lời. Lúc này đã là buổi tối 8 giờ. Tháng 5 ban đêm nhiệt độ không khí có chút thấp, phòng trong đột nhiên an tĩnh lại. Bên ngoài côn trùng kêu vang ít kêu thanh âm phá lệ rõ ràng lên, nghe vào lỗ tai, làm nàng mặt danh thêm ti nóng nảy. Không biết qua bao lâu, các tường mới nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhân cơ hội rời đi. Đối với nữ nhi quyết định các tuyết cũng không giác ngoài ý muốn, nàng nghiêng đầu, cầm khăn lông nhẹ nhàng ấn tóc dài, cười hỏi, nói như thế nào? Chương 5 chương 5 Trong lòng biết mẫu thân là vì khảo nghiệm chính mình, các tường cũng cười, nàng tiếp nhận mẫu thân trong tay khăn lông hỗ trợ trà lau, nhìn trong gương mẫu thân, nói tỉ mỉ khởi ý nghĩ của chính mình, tuy rằng chúng ta cùng các tuyết gì nữ lớn lên tương tự, nhưng là tính cách rốt cuộc có rất lớn chênh lệch, làm bộ nhất thời còn hành cả đời là không có khả năng lại nói mẫu thân kia một tay hảo tài nghệ không nên mai một ở như vậy một góc nói tới đây các tường đối tượng trong gương mẫu thân cổ vũ ánh mắt nói tiếp nương chúng ta đi vào tốt như vậy thế giới nơi này nam nữ bình đẳng ta chưa bao giờ nghĩ tới giống nam tử như vậy quan bái triều đình nhưng là cầm kỳ thư họa ta lại vô ái vẽ tranh ta hy vọng một ngày kia cũng có thể lấy nữ nhi thân thân phận ở giới hội họa thượng lưu có một vị trí nhỏ đây là ở khang tuấn vương triều ta không dám hy vọng xa vời mộng tưởng nghe nữ nhi tự thuật các tuyết cũng không cấm nghĩ tới chính mình từng bị thái hậu nương nương rất là tán thưởng theo nghệ chẳng sợ tay nghề của nàng đã xuất thần nhập hóa chẳng sợ được kia thế giới thân phận tối cao thái hậu nương nương khen ở cái kia phong kiến niên đại nói đến cùng cũng chỉ là một cái nhất bất nhập lưu thợ thủ công thôi mà hiện giờ nàng lại có thể bằng vào cửa này tay nghề trở thành đại gia thậm chí còn có thể khai sáng chính mình độc hữu phe phái cái này dụ hoặc thật sự quá lớn. Ai quy định nữ nhân liền không thể có giả tâm đâu. Nàng cắt tuyết trước nay cũng không phải kia vừa lòng với hiện trạng, tính tình, hiện giờ cơ hội đều đưa đến trước mắt, không quý trọng, không khỏi quá mức không biết tốt xấu. Cho nên đối với quê nữ luận điểm nàng là tán đồng. Chỉ là, đây là người cảm thấy cần thiết rời đi lý do. Xác định mẫu thân tóc đã không tích thủy, các tường vừa mới chuẩn bị lấy máy sấy, nghe được lời này nàng nghịch ngợm nói, nương, ngài cũng không có khả năng vẫn luôn giấu ở trong nhà không ra đi thôi ngài liền không nghĩ đến cả nước các nơi đi xem các tuyết liếc tiểu nha đầu liếc mắt một cái nàng tự nhiên minh bạch khuê nữ lời nói trung ý tứ đúng vậy như vậy tốt đẹp địa phương nàng đương nhiên không cam lòng cả đời oa ở trong nhà chỉ là hai mẹ con bọn họ hiện tại cái gì cũng không phải có xinh đẹp dung mạo lại không có hộ được thực lực tuy nói không nên mặc giày đem chính mình nâng như vậy cao nhưng là, mặc kệ là Khang Tuấn Vương Triều, vẫn là nguyên lai tiểu các tường vận mệnh, đều rõ ràng nói cho nàng, không cần đem thế giới này xem đến quá đơn giản, mỗi cái địa phương, tóm lại có một ít hại người nắm độc ẩn nấp ở góc, chuẩn bị tùy thời mà động. Nàng không dám đánh cuộc kia xác suất tính may mắn. Nữ nhi còn tuổi nhỏ, còn không có hoàn toàn nảy nở, đã mới gặp kinh người dung mạo. Chính mình liền càng đừng nói nữa, cũng đặc biệt lý giải nguyên thân cách làm, đỉnh như vậy một trương so kiếp trước chính mình còn muốn tinh xảo vài phần mặt, ở không có năng lực bảo hộ thời điểm nàng thật đúng là không dám khắp nơi đi lại nàng là cái nữ nhân tự nhiên cũng là ái mỹ không đến vạn bất đắc dĩ thật sự làm không được tự hủy dung mạo như vậy cực đoan sự tình đã từng dùng song phấn đem chính mình hóa xấu thủ pháp chỉ có thể lừa gạt lừa gạt khang tuấn vương triều những cái đó không có kiến thức dân chúng thôi ở cái này mở ra thời đại nàng về điểm này lừa gạt người tay nghề căn bản không đáng nhắc tới nói nữa nàng như vậy xinh đẹp liền tính không cho người khác xem chính mình nhìn cũng là cao hứng. Nàng thật không thể tiếp thu bởi vì quá mức xinh đẹp, mà qua cả đời che che giấu giấu sinh hoạt. Lui một vạn bước giảng, liền tính nàng có thể chịu được, nàng cũng không đành lòng kêu nữ nhi quá như vậy nghẹn khuất nhật tử. Cho nên, như vậy xem ra, phó lập thành trước mắt vẫn là nàng lựa chọn tốt nhất. Nếu, nếu, phó lập thành không muốn hợp tác, nàng chỉ có thể lại tưởng bên biện pháp. Nghĩ đến đây, các tuyết đột nhiên đối với nam nhân kia đã đến, có một chút chờ mong. Ngày hôm sau sáng sớm, các tuyết mẹ con mới vừa rời giường. Rửa mặt chải đầu cũng may trong viện đi bộ rèn luyện thân thể, liền nghe được viện môn bị người gõ vang lên. Đang ở trong viện biên đằng rỗ đại bá các nhân ngăn lại muốn đi mở cửa muội muội vừa định chính mình đi mở cửa, liền nhìn thấy mẫu thân vội vội vàng vàng từ phòng bếp gian đi nhanh ra tới. Vừa đi vừa lớn giọng ồn ào, tới. Tới. Vừa dứt lời, người đã tới rồi viện môn khẩu, lão thái thái giơ tay trừ rất hoành xuyên kéo ra cửa gỗ không đương còn không quên nói thầm ai a à. này sáng sớm ngoài cửa lập tức truyền đến một tiếng già nua lại hiền từ thanh âm thúy phương là ta nha các thúy phương một ngốc theo bản năng nói đại tỷ ngươi sao tới rồi sao sớm như vậy đại môn mở ra các thúy phương nhìn nhà mình đã bảy mươi vài đại tỷ lớn giọng dò hỏi còn không quên duỗi tay đỡ nhà mình lão tỷ tỷ vào cửa các gia đại tỷ kêu các phán đệ, tuy rằng đã hơn 70 tuổi, đầy đầu chỉ bạc, chân cẳng lại nhanh nhẹn thực, nhìn thấy nhà mình tiểu muội, trên mặt nàng tức khắc cười ra một đóa cúc hoa, tỷ đến xem ngươi. Nói, các đại tỷ đem phía sau sọc tá xuống dưới, giao cho đã đi tới các nhân. Các Thúy Phương nắm nhà mình đại tỷ, đem người hướng trong phòng mang, ngoài miệng không quên nhắc mãi, ngươi nói ngươi, một phen tuổi, sao còn chính mình tới, lần sau đừng mang đồ vật, trong nhà không thiếu ăn. Khi nói chuyện mấy người đã đi vào trong viện bàn đá bên, đem nhà mình đại tỷ dàn xếp ở trên ghế ngồi xong. Các Thúy phương quay đầu đối với Nhi Tử nói, đi theo ngươi tức phụ nói tiếng, nàng đại cô nãi nãi tới, chỉnh tốt hơn đồ vật, ngươi cũng đi hỗ trợ. Các nhân tính tình tương đối đông hậu, nghe được mẫu thân phân phó, điểm điểm sau, lại cùng gì cả hàng huyên hai câu, liền vội vàng hướng phòng bếp mà đi. Này xương các Thúy Phương đã bắt đầu lay khởi sọc đồ vật. Từng cái hướng trên bàn đá buôn bán. Tràn đầy một sọc, quan thịt heo liền có mười mấy cân, còn có sữa bột, hạch đào tô bánh, trứng gà bánh, đường phèn, mứt táo, long nhãn làm từ từ, này những đều là khó được thứ tốt. Mặc kệ là nào giống nhau, đều là cực thể diện lễ vật. Các thúy phương mỗi lấy ra một thứ, trên mặt tươi cười liền càng thêm thượng vài phần. Đến phía sau, kia khóe miệng đều mau liệt đến nhĩ sau căng, nàng nỗ lực thu liễm lộ ra tới cao răng, ra vẻ khách khí nói, đại tỷ, ngươi cũng là, về nhà tới sao còn mang này lão nhiều đồ vật, đều từ đâu ra. Ngươi sao còn chính mình bối tới, lần sau ta kêu lão đại lái xe đi tiếp ngươi. Lời này nói. Các tường cùng các tuyết quả thực mở rộng ra tầm mắt. Nàng hai đều không phải bản nhân, nơi nào nghe không ra lão thái thái lời ngầm, lần này đồ vật còn không có hợp quy tắc hảo, liền bắt đầu tính kế tiếp theo. Giờ khắc này, chưa bao giờ vì tiền tài không lưng, ngang tàn cả đời hai mẹ con, thật thật cảm thấy thẹn đều tưởng che mặt. Nghĩ thầm, gì cả nghe được lời này, trong lòng đến nhiều hụt hẫng. Quả nhiên, gì cả mở miệng. Chỉ thấy nàng lão nhân gia cười so các thúy phương còn muốn vui vẻ, nàng liền thích nghe yêu muội nói về nhà này hai tự, nghe sao như vậy dễ nghe đâu, kêu nàng kêu viên lão trái tim giống như ngâm mình ở mật thủy giống nhau. Khi kêu một cái ngọt nha. Nhà mình yêu muội chính là tri kỷ. Các phán đệ cười mị mắt, trực tiếp lộ ra một ngụm rất không ít nha, liên tục tỏ thái độ, vẫn là thúy phương nghĩ tỷ lần sau tỷ lại đến liền cho ngươi bắt điện thoại, kêu đại chất nhi đi tiếp ta, có kia xe đạp, còn có thể nhiều mang tốt hơn đồ vật, tỷ đều cho ngươi tồn, đều cho ngươi. Các tuyết, các tường, mẹ con hai đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía đại cô nải nải, nhất thời thế nhưng không biết cái gì mới thích hợp. Quả thực, đột nhiên rất bội phục đã qua đời các lão hàm đồng chí, đây là sao tẩy não. Lão hai chị em không chú ý tới các tuyết mẹ con biểu tình, lôi kéo tay, thân mật trò chuyện một hồi, các đại cô nải nải lại hiếm lạ sờ sờ các tường đầu nhỏ mới lại vui rạo rực nói, ta hôm qua nhi nghe nói ta kia cháu rể gửi thư, nhưng kêu ta cao hứng, lập tức liền đi ngươi lai đệ, vọng đệ, khỉ đệ, mấy cái tỷ tỷ trong nhà thông tri này tin tức tốt, thuận tiện lại cho ngươi tìm kiếm tốt hơn đồ vật, này những đều là các tỷ tỷ thấu ra tới, chính là quá vội vàng, đồ vật có chút thiếu, chúng ta thúy phương ăn cả đời khổ, tỷ cũng vô dụng, khó khăn trù nhiều thế này cái đồ vật, chờ tháng sau, tháng sau tỷ lại cho ngươi đưa. nghe nhà mình đại cô nãi nãi lại nhảy nói chuyện, tình đến chỗ sâu trong thời điểm, cũng không cười, không biết từ nào lấy ra cái nửa củ mau biên khăn, bắt đầu mặt nổi lên khóe mắt nước mắt. Này nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười bản lĩnh, cũng là gọi người mở rộng ra tầm mắt. Mấu chốt là người một phen tuổi, làm ra như vậy hành động cư nhiên một chút cũng không không khỏe. Cũng là không ai. Các tường cùng mẫu thân nhìn nhau liếc mắt một cái sau, có chút khiên không được dẫn đầu đứng dậy, xả ra một cái cứng đờ tươi cười nói, đại cô nải nải, ta đi trước ăn cơm sáng, chờ hạ còn muốn đi trường học. Nói xong lời này, các tường không màn nhà mình mẫu thân cầu cứu ánh mắt, ở hai vị nãi nãi từ ái tươi cười trung, nhanh chân liền chạy. Tha thứ nàng thật sự là đỉnh không được, nàng tổng cảm thấy lại như vậy đi xuống, nàng khả năng cũng sẽ bị tẩy não. Tưởng tượng đến tương lai chính mình biến thành đại cô nãi nãi như vậy nhi, cáo từ. Lưu, Lưu. Các phán đệ nhìn chất tôn nữ hoặc bác bóng dáng lại lộ ra một cái từ ái tươi cười, hiển nhiên phá lệ thích các tường cái này chất tôn nữ. Nàng quay đầu nhìn về phía các tuyết, an ủi nói, tuyết tuyết không sợ a, à, hiện giờ cháu rể gửi thư, tất nhiên là có chương trình, ta đã cùng ngươi kia sáu cái cô nải nải thương lượng hảo, hôm nay các nàng liền sẽ ở mấy cái trong thôn chuyển động, không chuyển động cả ngày đều không mang theo đình, vọng đệ các nàng sẽ đem cháu rể gửi thư chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, đến lúc đó nhìn xem những cái đó toái miệng bà tử, còn dám không dám lại bố trí nhà của chúng ta tuyết tuyết, muốn ta nói. Các nàng chính là ghen ghét chúng ta tuyết tuyết. Bla bla. Nói lên. Các gia bảy vị cô nải nải gã đều không tính xa. Cái kia niên đại cũng không lưu hành xa gã, hơn nữa các lão hàm đánh khuê nữ trợ cấp nhà mẹ để chủ ý, cho nên các thúy phương bảy cái tỷ tỷ đều gã ở liền nhau thôn xóm. Một cái là vì phương tiện chiếu ứng nhà mẹ đẻ, hai cũng là vì mấy cái tỷ muội có thể có cái giúp đỡ, mặc kệ nói như thế nào, lão gia tử cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Các tuyết chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Bên tai nghe đại cô nải nải thao thao bất tuyệt giảng thuật khởi chính mình sự nghiệp to lớn, cùng với nhà mình lão mẫu thân thường thường vỗ tay ứng hòa thanh. Nàng cả người đều chết lặng. Không biết sao. Giờ phút này nàng càng hy vọng sớm chút nhìn thấy cái kia tiện nghi trượng phu. Cứu mạng. Chương 6 chương 6. Tránh ở trong phòng bếp ăn xong cơm sáng, các tường lại làm thứ bất hiếu tử tôn, lặng lẽ sờ sách thượng thư bao, lén lút lưu, hổ khẩu chạy trốn thành công. Hôm nay thời gian đầy đủ, các tường mang theo hai cái đường đệ, đem ra chúng tiểu tử đưa đến thôn tiểu học cửa, nhìn bọn họ ngoan ngoãn đi vào vườn trường, mới xoay người hướng chính mình đọc sách trong trấn học mà đi. Dọc theo đường đi gặp được tốt năm tốt ba, cổng cặp sách học sinh, hẳn là cùng nàng giống nhau, đều là trong trấn học học sinh ngoại trú. Các tường nhìn vài lần, phát hiện đều không quen biết, liền lo chính mình vùi đầu đi phía trước đi trong đầu suy nghĩ cũng bắt đầu lao nhanh lên. Hôm nay sáng sớm, đoàn tử lại đi ra ngoài giúp nàng tìm kiếm kia ban nhân tra. Dựa theo mẫu thân ý tứ, phó thúc thúc đại khái lại quá mấy ngày liền sẽ tới đón các nàng mẹ con rời đi. Phía trước đã tìm không sai biệt lắm hai tháng, nàng đối với có thể ở dư lại này ngắn ngủn thời gian nội, đem người tìm ra đã không ôm hy vọng. Mỗi khi lúc này, các tường liền sẽ lại một lần cảm khái, nếu mẫu thân trong trí nhớ có thể có những người này cụ thể tin tức thì tốt rồi bất đắc dĩ các tuyết gì chỉ mơ hồ nhớ rõ kia ban nhân diện mạo đối với tên họ hộ tịch này đó tin tức hoàn toàn không biết gì cả cái này làm cho các tường tìm kiếm khởi người tới giống như là biển rộng tìm kim phá lệ gian nan nàng thậm chí tưởng nếu thật sự không được cũng chỉ có thể chờ đến sang năm một sáu tuổi nguyên thân bị trói đi thời gian đoạn trở về một chuyến liền ở các tường vì kia không biết ở nơi nào bọn buôn người đầu trọc khi bên cạnh truyền đến một tiếng sáp ách tiếng nói các tường đồng học ngươi mau một chút sắp đến muộn. 14 năm tuổi người thiếu niên, đúng là biến thanh giai đoạn, tiếng nói cũng không tốt nghe. Lại kêu như đi vào cõi thần tiên các tường đột nhiên hồi qua thần, nàng nâng cổ tay nhìn hạ thời gian, mới phát hiện lại quá 10 phút liền phải đánh chung dự bị. Có lẽ là mới vừa rồi nàng tưởng sự tình tưởng quá nhập thần, bước chân khi nào chậm lại cũng không biết. Nàng lễ phép triều bên cạnh đỏ mặt tía tai một cái đại nam hài nói lời cảm tạ, mới đề mau bước chân hướng trường học mà đi. Nàng nhưng không nghĩ đến trễ, tưởng tượng đến mỗi ngày đến trễ những cái đó đồng học, ở làm thể dục buổi sáng thời điểm, đứng ở trên cùng cao nâng công khai xử tội, đúng là sĩ diện tuổi các tường trong đầu tiểu nhân điên cùng lắc đầu. Ngẫm lại liền hảo cảm thấy thẹn, nàng thật là khiên không được. Nghĩ đến đây, các tường trực tiếp chạy chậm lên. Trong lòng còn nhịn không được cảm khái, đi vào thế giới này, không cần cả ngày đoan trang nhã nhặn lịch sự thật tốt nột. Thành phố S. S đại trường trung học phụ thuộc là thành phố S số 1 cao trung. Phàm là có thể tiến vào này sở cao trung đi học, đại học ngạch cửa cơ bản ổn hơn phân nữa. Cũng nguyên nhân chính là vì trường học này dạy học chất lượng quá cao, một ít có quyền thế các gia trưởng nghĩ mọi cách đem nhà mình hài tử đưa đến trong trường học. Dù sao bọn họ có tiền, hắn quyên một đống khu dạy học, người quyên một đống sách báo lâu, chỉ cần có thể đem hài tử nhét vào cái này trong trường học, đối với những người này tới nói, tiền cùng vốn không phải vấn đề. Này những gia trưởng đều là nhân tinh, tuy là hài tử không tiền đồ, thi không đậu đại học, gây gớm tương lai cấp đưa ra quốc mạ vàng, bọn họ nhất coi trọng vẫn là cái này trong trường học bọn học sinh nhân mạch. Nhiều ít quan gia con cháu đều ở trường học này cầu học, nói khó nghe điểm, cũng chính là thời đại này không như vậy chú trọng, ở đời sau, nơi này chính là thỏa thỏa quý tộc trường học. Người thiếu niên chi gian cảm tình nhất chân thành tha thiết, chờ tương lai này những đồng học bên trong có như vậy một hai cái tiền đồ, cũng đủ hồi báo bọn họ trước mắt đầu tư. Khả năng có chút người sẽ cảm thấy nếu đều tuyển nhận như vậy có hậu đại học sinh, trường học học lên suất còn như thế nào đề cao. Đây là đại bộ phận người thành kiến, càng là có nội tình gia tộc, đối với con cháu yêu cầu càng cao, những người này gia hài tử thành tích kém khả năng tính ngược lại rất thấp. Lại nói, có thể ngồi ổn trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng, còn có thể cùng những cái đó có quyền thế nhân gia, giao tiếp mà không rơi hạ phong người, có thể là ngốc sao? Hiệu trưởng hoa tuyệt bút tiền làm học bổng dùng để hấp dẫn những cái đó thành tích ưu dị, nhưng là gia đình nghèo khó học sinh. Chỉ cần ngươi thành tích hảo, niệm thư không chỉ có không tiêu tiền, còn có phong phú khen thưởng. Như vậy một hồi thao tác, ở thập niên 80 vẫn là thực mới mẻ độc đáo, thực hấp dẫn người trong mắt. Buổi chiều 12 điểm là bọn học sinh nghỉ trưa thời gian. Chính ngọ ánh mặt trời vừa lúc, xi si măng sân thể dục bên rừng cây nhỏ, tam tam hai hai tụ không ít không yêu ngủ trưa bọn học sinh. Trong đó nhất cốc chỗ, một viên thô tráng hương chương trên cây, chiếm cứ mấy cái đại nam sinh. Ngồi ở nhất phía dưới cao tráng nam sinh, trên tay cầm hiện giờ nhất lưu hành máy chơi game cầm tay, ngón tay tung bay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm bàn tay đại màn hình, không biết còn tưởng rằng hắn ở nghiên cứu cái gì quan trọng đồ vật. Ta nói nhị cẩu, ngươi còn ở chơi ngươi kia phá trò chơi nộp. Ta liền không rõ, một cái game xếp hình Tetris thôi, ngươi chơi đều có gần tháng đi. Cửa thứ nhất còn sấm bất quá đi, hắc hắc, không phải huynh để xem thường ngươi, ta xem ngươi dứt khoát từ bỏ được, chỉ số thông minh thứ này, nó là trời sinh. Khuôn mặt tuấn tú phong lưu nam sinh, trong giọng nói mang theo rõ ràng trêu chọc, nói xong lời này, hắn còn tiện hề hề vương chân, đối với phía dưới đang ở cùng máy chơi game phân cao thấp huynh đệ, lại là dùng tài hùng biện lại là động thủ mở ra tân một vòng quấy rầy đại kế. Cao tráng nam sinh kêu cẩu lang thần, nghe được huynh đệ vệ cẩn trêu chọc tên của hắn, một chút phản ứng cũng không có, dù sao từ nhỏ đến lớn bởi vì cái này họ, bị lấy ngoại hiệu đều thói quen. Mỗi ngày đi theo sinh khí, hắn đã sớm tức chết rồi. Nhưng là, hắn cư nhiên dám duỗi chân. duỗi chân liền thôi, này một gián đoạn, mắt thấy hắn là có thể sấm quan thành công, như vậy lập tức, gì cũng chưa. Thấy trên màn hình biểu hiện thất bại hai chữ, lại nghe bên tai huynh đệ lại nhảy cười nhạo. tổ Lan thần nháy mắt thẹn quá thành giận, đem máy chơi game hướng trong túi một trang, sau đó ở vệ cẩn muốn hướng trên cây leo lên thời điểm, túng chặt hắn một chân, không màng hắn xin tha, một tay đem người túng xuống dưới. Ta thảo ngươi đại gia vệ cẩn, nếu không phải ngươi, ta khẳng định có thể quá cửa thứ hai. Trống song vưu chưa hết giận, Cẩu lang thần vung lên nắm tay đối với vệ cẩn kia trương tiểu bạch kiểm liền tiếp đón qua đi. Vệ cẩn nhìn lịch sự văn nhã, trắng nõn sạch sẽ, kỳ thật duỗi tay rất là không tồi, bị Cẩu lang thần kéo xuống tới đồng thời, một cái diều hâu xoay người, vững vàng dừng ở trên mặt đất. Mắt thấy bạn tốt thẹn quá thành giận hướng tới chính mình huy nắm tay, hắn linh hoạt né tránh đón đỡ, trên mặt như cũ cực nhã, không được liền không được, làm gì còn không dám. Thừa nhận đâu, nhị cẩu tử, không phải huynh đệ nói ngươi, liền ngươi kia đầu óc, căn bản không thích hợp game xếp hình Tetris như vậy khó khăn cao trò chơi, vẫn là từ bỏ đi. Ta sợ ít, ai là nhị cẩu, ai là nhị cẩu, ta xem ngươi chính là thiếu thu thập, đừng tưởng rằng lão tử nghe không ra ngươi ở trào phúng ta. Cẩu lang thần một trương cương nghị khuôn mặt tuấn tú khí hắc hồng đối với miệng tiện bạn tốt không hề lưu tình hai người nhanh chóng so chiêu hai ba phút sau vệ cẩn cuối cùng là không địch lại bị cẩu lan thần thành công ấn ở trên mặt đất cỏ sát. vệ cẩn đôi tay bị bạn tốt hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người trắng nõn đẹp khuôn mặt tuấn tú cũng bị sườn đè ở trên mặt đất hắn lại là cười lại là khí dãy dụa tru lên nhị cẩu mau buông ra ngươi da da đánh nhau liền đánh nhau ta khuôn mặt tuấn tú há có thể chịu nhục ta liền dựa gương mặt này lừa tiểu cô nương cẩu lan thần ra ác khí đảo cũng sản khoái buông ra tay sau nhanh nhẹn đứng dậy, mắt lé nhìn vệ cẩn bị chính mình tấu đến cả người đều là bùn đất bộ dáng, cảm thấy mỹ mãn. Đến nỗi bạn tốt trong miệng nói bậy nói bạ, hắn quán tới tay trái tiếng lại lỗ tay ra, xoay người đỡ thân cây, dưới chân vừa dẫm, người liền lại ngồi xuống hoành ra tới trên thân cây. Sau đó từ trong túi móc ra máy chơi game, tính toán không ngừng cố gắng. Hắn nhất định phải cùng vệ cẩn cái này tiểu bạch kiểm chứng minh, hắn không ngu ngốc vệ cẩn nằm trên mặt đất rầm rì nửa ngày thấy không ai để ý đến hắn không thú vị biểu môi lo chính mình bò lên phủi phủi trên người cho bụi mới ôm thân cây hướng lên trên bò đến ít với vừa rồi bị tấu bóng ma nhất thời cũng không dám lại trêu chọc lại đắm chìm ở trong trò chơi cẩu lang thần vệ cẩn ở trong lòng chửi thầm tiểu tử này học thông minh trước kia cãi nhau không thắng được chính mình chỉ biết chính mình nín thở gần nhất này đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt gia hỏa không biết bị vị nào cao nhân chỉ điểm nói bất quá liền động thủ, t. Giả mang người. Hắn khuôn mặt tuấn tú nha. Vệ cẩn nửa nằm ở thô tráng chặt cây thượng, tới lui chân, cố ý ai da ai da vài tiếng, vưu chưa từ bỏ ý định muốn hấp dẫn mặt khác hai cái hảo huynh để chú ý. Không nghĩ mặt trên kia hai người liền cùng biết dường như, đừng nói mở miệng an ủi hắn, ngay cả ánh mắt cũng chưa cho hắn một cái. Vệ cẩn tiểu tính tình lên đây, hắn ngửa đầu, đối với mặt trên mang theo mắt kính gọng mạ vàng lạnh lùng thiếu niên cười mắng, từng cái, còn huynh đệ đâu, vừa rồi ta bị nhị cậu đánh thời điểm, hai người các ngươi sao không xuống dưới hỗ trợ. Nghe vậy, lạnh lùng thiếu niên nghiêm lệnh an nâng lên trắng nõn ngón tay thon dài, đem mắt kính khung hướng lên trên đỉnh đỉnh, trong tay luật pháp thư tịch chính mở ra, hắn đại phát từ bi đưa qua một ánh mắt, đạm mặt trần thuộc sự thật, ta cho rằng ngươi là hưởng thụ. Vệ cẩn, ta có bệnh, hưởng thụ cái rắm. Lần này nghiêm lệnh an một câu cũng chưa nói, chỉ là dùng một loại chính ngươi để ý tới ánh mắt trên dưới nhìn quét hắn liếc mắt một cái. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, kỳ thật dùng ở chỗ này cũng là thích hợp, vệ cẩn vô cùng khẳng định nghĩ. Tuy rằng nghiêm lệnh an tiểu tử này nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là liền kia một ánh mắt, đã kêu hắn rõ ràng minh bạch trong đó hàm nghĩa. Hắn có bệnh. Ma trứng, tiểu tử này tuyệt đối chính là ý tứ này, vệ cẩn cắn răng. Sinh khí về sinh khí, nhưng là đối thượng nghiêm lệnh an, hắn cũng là thật túng. Tiểu tử này không giống nhị cẩu, đánh một trận liền kết thúc, nghiêm lệnh an từ nhỏ chính là cái lòng dạ hiểm độc, nhìn nghiêm trang, kỳ thật thủ đoạn hắc thực, hắn cũng là ăn mấy cái buồn mệt sau mới đến ra giáo huấn. Tính, mới vừa bất quá. Vệ cẩn từ trong túi lấy ra khăn, cẩn thận xoa trên mặt cho bụi, khó được nghiêm túc hỏi trên cùng huynh đệ, nhị ca. Ta nghe trong nhà nói, phó tiểu thúc thật tính toán cưới cái kia ở nông thôn nữ nhân A. Phó khuê phía trên còn có một cái đường ca, bọn họ như vậy gia đình đều là đặt ở cùng nhau bài tự hắn hành nhị thân cận người đều kêu hắn nhị ca nghe được vệ cẩn nói phía dưới cẩu lan thần trò chơi cũng không chơi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại đây ngay cả vừa rồi lạnh lẽo nghiêm lệnh an cũng khép lại quyển sách trên tay nhìn về phía nghiêng đối diện bạn tốt chờ hắn trả lời hôm nay là một cái mặt trời rực rỡ thiên tươi đẹp ánh mặt trời chiếu ở không biết tên đại thụ thượng xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá khe hở lậu hạ loan lỗ nhỏ vụn quan điểm chiếu rọi ở thiếu niên thanh tuyển trên mặt vì hắn vốn dĩ sạch sẽ ngủ nhang điểm xuyết thượng một tầng dày nặng cảm giác thần bí tuy là nhắm hai mắt không hề có suy yếu người thiếu niên một phân tuấn mỹ đột nhiên thiếu niên liêu lưu mí mắt mở mắt ra hơi nghiêng đầu nhìn qua thời điểm giữa mày dư lại chỉ có không kềm chế được phỏng tựa mới vừa rồi trong nháy mắt kia sạch sẽ là mấy người ảo giác hắn tiếng nói giới cùng thiếu niên cùng thanh niên chi gian rất êm tai cũng thực đặc biệt khàn khàn trung dư lưu ý tư ngây ngô. Chỉ thấy hắn lười biến lược hạ hai chữ, thật sự. Chương 7 chương 7 Họa tàu Thật giả Ông nội của ta nói phó tiểu thúc trước đó vài ngày thăm phó tư, hắn vì sao luẩn quẩn trong lòng cưới một cái ở nông thôn nữ nhân A, vẫn là cái mang hài tử nhị gã nữ nhân. Vệ cẩn bị phó khuê nói kinh thiếu chút nữa không có từ trên cây ngã xuống, khó khăn ổn định thân hình, liền vội vàng nói một trường xuyến lời nói. Phó lập thành người này ở bọn họ trong vòng thanh danh rất lớn, xuất thân hiển hách, làm người lại rất điệu thấp. Lấy 38 tuổi tuổi tác bò cho tới bây giờ vị trí, không chỉ là một câu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hoặc là tổ tiên bóng râm là có thể khái quát rớt. Này sau lưng trả giá nhiều ít mồ hôi và máu, phụ quá nhiều ít đau xót, chỉ cần là có điểm đầu óc đều có thể nghĩ đến. Nói câu khuyết đại nói, cùng Diêm Vương gia đi ngang qua nhau số lần đều đuổi kịp phần lớn người ăn sinh nhật số lần. Trừ bỏ lớn tuổi chưa lập gia đình, tính tình lãnh nạnh này hai điểm, phó lập thành người nam nhân này trên người, không còn có một chỗ có thể chỉ trích chỗ. Không đề cập tới bên, liền bọn họ này những choai choai tiểu tử, mỗi khi nhìn thấy phó tiểu thúc kia thân kiện thạc cơ bắp, đều gọi bọn hắn thèm chảy nước miếng. Phải biết rằng, như vậy một cái gia thế hiển hách, chính mình năng lực xuất chúng, mấu chốt lớn lên còn tốt nam nhân, có rất nhiều tiểu thư khuê các chờ gã cho hắn. Hắn khen ngược, đi nhìn một chuyến chiến hữu, trực tiếp cưới cái tức phụ, vẫn là như vậy một điều kiện kỳ kém vô cùng nữ nhân. Đảo không phải bọn họ xem thường người nhà quê, mà là bọn họ như vậy gia đình, liền tính không liên hôn, ít nhất cũng phải tìm một cái tự thân ưu tú gia thế trong sạch đi. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn quân khu phó tư lệnh, cưới một cái mang theo 15 tuổi quê nữ nông thôn phụ nữ, ha ha. Ai cũng không biết phó lập thành là sao tưởng, từ tuôn ra hắn cưới một cái ly hôn mang hài tử nông thôn phụ nữ sau phụ cận mấy cái quân khu đều tạc. Đặc biệt những cái đó đối phó lập thành có ý tứ, nơi nơi hỏi thăm này người nhà quê là thần thánh phương nào, trong lòng càng là ngoan độc cái này không thể hiểu được toát ra tới nữ nhân. Nhưng là Phó Lập Thành trừ bỏ thân cận nhất vài người, ai cũng không báo cho cụ thể nguyên nhân. Cũng đúng là bởi vì hắn cái gì đều không nói, làm người khác càng thêm tò mò cái kia có thể làm Phó Lập Thành kết hôn nữ nhân, người đều là cái dạng này, càng là lộn không rõ, càng là tim gan cùng cào. Nghiêm Lệnh An cũng tò mò hỏi, ta nghe ông nội của ta nói phó tiểu thúc là bởi vì lần này thăng chức mới kết hôn sao lần này phó tư chức chỗ trống xuống dưới cùng phó tiểu thúc cùng nhau cạnh tranh người có vài cái phó tiểu thúc nhất ưu tú nổi bật nhưng là hắn cũng có tệ đoan chính là hắn lớn như vậy tuổi còn chưa hôn từ chính trị diện mạo đi lên xem là nhược hạng ở hắn tấn chức trước hai tháng phó lập thành đột nhiên kết hôn có người hoài nghi hắn có mục đích riêng thực bình thường mấy nhà là thế giao cũng coi như hiểu tận gốc rễ nghiêm lệnh an không cảm thấy là nguyên nhân này liền tính muốn kết hôn tới tăng lên chính mình ưu thế, cũng không nên tùy tiện cưới một cái, bọn họ cái này trong vòng ưu tú nữ nhân cũng không thiếu. Đối với nhà mình tiểu thúc vì cái gì cưới nữ nhân kia, phó khuê thúc cháu hai cũng không có cố tình giấu giếm. Phó Lập Thành là cảm thấy mặc kệ cái gì nguyên nhân kết hôn, đã kết, phu thê chính là nhất thể, không cần phải cùng người ngoài giải thích cái gì, trưởng bối cùng chí giao hảo hữu biết là được. Mà phó khuê tính tình có chút bá đạo, người còn độc, người khác không hỏi, hắn cũng lười đến giải thích lúc này thấy ba cái phát tiểu đều tò mò nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng không có gạt, liền đem tiểu thúc vì cái gì cưới cái mang hài tử nông thôn nữ nhân nguyên nhân cẩn thận nói một lần. Nghe xong phó khuê tự thuật, đừng nói đầu óc linh hoạt nghiêm lệnh an cùng vệ cẩn, chính là có chút chân chất cẩu lan thần đều vẽ mặt ngươi lừa ta biểu tình. Thấy các bạn nhỏ hoài nghi biểu tình, phó khuê ngồi dậy thân, chi khởi một cái chân dài, lười nhát nửa chống đầu, cười nhạo hạ, mày kiếm nhẹ chọn, ngữ khí có chút bỉ khí, các ngươi quản tiểu thúc vì cái gì cưới kia nữ nhân, quá mấy ngày chờ các nàng tới, chúng ta làm tiểu bối, tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi. Đương nhiên, này cái gọi là chiêu đãi là có ý tứ gì, mấy người đều minh bạch thực. Tưởng tượng đến huynh đệ bá đạo tính tình, mấy cái tiểu đồng bọn cũng. Nhịn không được, cấp kia không thấy mặt hai mẹ con cút một ba đồng tình nước mắt. Đặc biệt cái kia làm kéo chân sau cùng lại đây tiểu nha đầu. Tự cầu nhiều phút đi. Hát tỉnh. Vừa mới tan học, từ cổng trường đi ra các tường, đột nhiên tú khí đánh một cái hắc xì, tổng giác mới vừa rồi kia một cái chớp mắt, toàn bộ phía sau lưng đều lạnh căm căm. Nàng còn không biết xa ở ép tỉnh, đã có người chuẩn bị hảo hảo chiêu đãi nàng, chỉ là theo bản năng nắm thật chặt áo khoác, nhất chân hướng đồn công an phương hướng mà đi. Đồn công an cách bọn họ trường học cũng không tính xa, chờ nàng cổng cặp sách bước vào đồn công an, thời gian cũng bất quá mới qua hơn 10 phút. Trấn trên đồn công an là liên bài ba tầng nhà lầu, bạch tường hôi ngói, mặt tường loan lỗ cũ nát, nhìn có chút niên đại, nghe trong nhà lão thái thái nói, này chỗ đồng công an trước kia là rạp chiếu phim, 7-8 năm trước mới cải biến thành đồng công an. Các tường không phải lần đầu tiên tới nơi này, cho nên chờ nàng mại chân tiến vào sau, bên trong một người tuổi trẻ cảnh sát liền hướng tới nàng cười chào hỏi, nha, tiểu các tường tới rồi, là tới tìm các cục đi, cũng thật không khéo, hắn vừa rồi đi ra ngoài. Các cục là các tường ngũ bá các binh. 77 năm thời điểm, Hắn mới vừa 30 xuất đầu, treo thanh xuân cái đuôi, cùng thê tử cùng nhau thi đậu cảnh giáo. Mấy năm tốt nghiệp đại học sau, hai vợ chồng cũng không có lưu tại thành phố lớn, mà là về tới quê nhà. Trải qua mấy năm nay nỗ lực, các binh đã là trấn đồn công an một tay, nghe nói gần nhất còn muốn hướng huyện thành điều một điều. Ngũ bá không ở, các tường cũng bất giác ngoài ý muốn, trấn đồn công an nhìn đại, kỳ thật tổng cộng cũng liền danh cảnh vụ nhân viên, trong đó chính thức biên chế càng thiếu, làm cục công an một tay các binh thường xuyên tự mình đi ra ngoài ra án tử, vẫn là rất bận. Các tường nhấp nhấp hồng nhuận miệng nhỏ, lại hỏi, khi ta bá mẫu ở sao? Tuổi trẻ cảnh sát một phách tráng, ai nha, nhìn ta này trí nhớ, lưu tỷ ở đâu, chính ngươi đi nàng văn phòng tìm nàng đi. Bá mẫu ở cũng đúng, cuối cùng không phải một chuyến tay không, các tường hướng người cảm ơn sau, liền quen cửa quen nẻo hướng ngủ bá mẫu văn phòng đi đến. Các tường như thế nào tới? Mau tới đây ngồi. Lưu Tuệ 40 suốt đầu, dáng người gầy ốm, dáng ngồi lại rất đỉnh bạc, nàng là cái nghiêm túc tính tình, nhìn thấy nhà mình chất nữ, một trương lực hiện bản khắc khuôn mặt đều nhu hòa vài phần, nàng buông trên tay bút, giơ tay tiếp đón người. Các tường vài bước đi vào ngũ bá mẫu bàn làm việc trước mặt, đem sau lưng cặp sách cầm xuống dưới, mới ở trên ghế ngồi định rồi. Nàng công công thủy mắt, ngũ bá mẫu, ta là tới tìm ngũ bá phụ, muốn hỏi một chút phía trước làm ơn hắn hỗ trợ ra bọn buôn người đó có hay không tin tức vừa tới thế giới này nửa tháng loát thanh sở hữu sự tình sau các tuyết liền đem ở cảnh trong mơ bọn buôn người bộ dáng vẽ ra tới cũng giao cho ở cục cảnh sát công tác ngũ ca tuy rằng ký ức hơi hiện mơ hồ nhưng là đại khái hình dáng hẳn là không sai thuận tiện còn bị đặt một cái cớ nói là các tường ở tan học về nhà trên đường trong lúc vô ý nhìn thấy nhóm người này đem một cái tiểu nam hài mê choáng trường hợp chỉ là tiểu cô nương nhắc gan cái gì cũng không dám làm chỉ là ghi nhớ người mơ hồ diện mạo hiện giờ đã qua đi hơn một tháng các nàng mẹ con cũng sắp rời đi cái này địa phương các tường chưa từ bỏ ý định chạy tới thử thời vận vạn nhất có tin tức đâu lưu tuệ từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp chocolate đưa cho các tường ông thanh nói cầm thứ này kêu chocolate là bá mẫu thân thích từ nước ngoài mang về tới ăn rất ngon ngươi nếm thử nói còn hỗ trợ lột ra bao bì hướng các tường trong tầm tay đẩy đẩy thấy tiểu cô nương ngoan ngoan ngoãn ngoãn cắn một ngụm trên mặt nàng tươi cười càng tăng lên vài phần Lưu Tuệ cùng trưởng phu kết hôn không tính sớm, còn không có tới kịp sinh hài tử, liền lại đi niệm đại học. Chờ hai vợ chồng tốt nghiệp khi, các binh đã 36 tuổi, Lưu Tuệ cũng 35 tuổi. Có bác sắc sau, hai vợ chồng một lòng đua hài tử, thậm chí vì càng tốt chiếu cố gia đình, danh giáo tốt nghiệp Lưu Tuệ chỉ làm danh hộ tịch cảnh. Tương đối với trưởng phu nơi nơi bôn ba, mạo hiểm, nàng càng muốn muốn chính là an ổn sinh hoạt. Hiện giờ 6 năm qua đi, hai vợ chồng khó khăn sinh một nam hài tử, Năm nay mới 4 tuổi, dựa theo hai vợ chồng tính toán, là muốn một nhi một nữ, lúc này người không có gì lớn tuổi sản phụ khái niệm, rốt cuộc rất nhiều nữ nhân hơn 50 tuổi còn ở sinh dục. Nhưng là chờ bọn họ hoài thượng đệ nhất cái hài tử thời điểm, kế hoạch hóa gia đình bắt đầu cả nước phổ cập, hai vợ chồng đều là nhân viên chính phủ, nhị thai là không cần suy nghĩ, đối với còn muốn quê nữ các binh hai vợ chồng tới nói, không phải không có tiếc núi. Cũng may ngoan ngoãn xinh đẹp chất nữ cũng có thể tính nửa cái quê nữ ngần ấy năm, có cái gì ăn ngon hảo xuyên, hai vợ chồng đã thói quen tính cấp tiểu nha đầu chuẩn bị một phần. Thấy tiểu cô nương cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn chocolate, trên mặt còn mang theo hiếm lạ biểu tình, lưu tuệ so với chính mình ăn cao hứng, nghĩ thầm trẻ chút đi thân thích như vậy nhìn xem còn có hay không, có liền lại lấy một chút, người nói chuyện này bá mẫu không như thế nào hỏi, nếu không chờ một chút. Người ngủ bá lập tức là có thể đã trở lại, hắn giúp người tứ cô nãi nãi gia tiểu nhi tử tìm cái công tác, lúc này lãnh người đi đăng ký đâu, nếu không bao nhiêu thời gian. Các tường ăn mấy tiểu khối vuông chocolate, cảm thấy có chút nị, liền đem dư lại bao vây lên, lại tiếp nhận ngũ bá mẫu cho nàng đến nước ấm, nhấp mấy khẩu giải nị, mới công công đôi mắt, ngũ bá phụ cấp hồng kỳ thúc tìm cái gì công tác A. À. Liền ở chúng ta trấn trên, trước đó vài ngày không phải khai cái đường xưởng sao, xưởng trưởng cùng ngươi ngũ bá phụ còn tính thục, vừa vặn hồng kỳ phía trước đi làm nhà xưởng đóng cửa, ngươi ngũ bá phụ liền cấp dắt cái đầu. Nghe ngũ bá mẫu tinh tế vì chính mình giải thích, các tường đột nhiên liền có chút minh bạch vì cái gì các gia bảy cái cô nãi nãi vẫn luôn lay đồ vật về nhà mẹ đẻ còn không có làm ầm ĩ đi lên nguyên lai like cũng không phải một mặt đòi lấy này liền hảo có điều hồi báo nàng liền an tâm rồi thời gian quá thực mau các tường lại liền bốn tuổi tiểu đường đệ đề tài cùng bá mẫu trò chuyện không sai biệt lắm nửa giờ ngũ bá phụ cuối cùng đã trở lại các binh mới vừa trở lại đồn công an liền nghe nói nhà mình tiểu chất nữ lại đây tìm hắn hắn liền chính mình văn phòng cũng chưa hồi, vội vội vàng vàng liền tới tới rồi thê tử bên này. Đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thê tử khuôn mặt nhu hòa, mặt mày mang cười cùng nhà mình thủy linh linh tiểu chất nữ liêu đến vui vẻ. Ngần ấy năm, các binh sớm đã thành thói quen chất nữ ở thê tử trước mặt, so với chính mình còn phải hòa nhã. Lại vẫn là e răng thượng thủ loát một phen chất nữ mềm một phát đỉnh, thô giọng cười nói, hôm nay cái như thế nào nghĩ đến tới tìm ngủ bá lạc ngươi cái tiểu nha đầu cũng đừng nói ngươi là tưởng ta cùng ngươi ngủ bá mẫu. Các tường không có nguyên thân ký ức. Nhưng là này hơn hai tháng thời gian, đã kêu nàng nguyên vẹn biết nguyên thân mẹ con ở các gia được sủng ái trình độ. Hơn hai tháng tới nay, không đề cập tới mặt khác mấy cái bá phụ, chính là trước mắt cái này thô cùng cường tráng ngủ bá phụ, về quê liền không dưới hai mươi thứ. Khoa trương điểm nói, không có án tử thời điểm, các binh cơ bản cách một hai ngày liền phải xách điểm đồ vật trở về nhìn xem, có thể thấy được các thúy phương nữ sĩ giáo dục chi thành công. Cũng đúng là trở về quá cần mẫn, kêu các cường đối với mấy cái bá phụ đã là đã không có mới lạ cảm. Nghĩ đến đây, các cường lại nhìn thoáng qua cười tủng tiễn ngủ bá mẫu, trong lòng lại lần nữa cảm khái, các gia vận khí cũng là tuyệt, kỳ ba, toàn bộ tụ một khối. Mấu chốt là nàng còn rất thích như vậy gia đình bầu không khí, ước chừng. Nàng cũng là cái kỳ ba. Bất quá này đó đều không quan trọng, trong đầu tư duy thiên mã hành không, trên mặt tiểu cô nương non nớt khuôn mặt nhỏ thượng lại dạng khởi một cái tươi cười, ngày hôm qua phó thúc thúc gửi thư nói qua mấy ngày là có thể tiếp chúng ta rời đi, mụ mụ để cho ta tới cùng ngài nói một tiếng, thuận tiện hỏi lại hỏi ngài, phía trước thỉnh ngài hỗ trợ ra bọn buôn người sự tình, có tin tức sao? Các gia người diện mạo đều không tồi, các binh tự nhiên cũng không kém, tuổi trẻ thời điểm cũng là cái cao lớn xoái khí tiểu tử. Chỉ là làm cảnh sát sau, giải nắng dầm mưa, ngẫu nhiên còn muốn cùng một ít bỏ mạng đồ đệ vật lộn, 40 xuất đầu các binh giữa mày đều là hung tướng. Lúc này nghe được nhà mình muội tử muốn cùng giả nam nhân đi rồi, các binh vốn là hung ác biểu tình càng thêm dữ tận lên. Tiện nghi em rể tới đón muội muội, hắn là lại cao hứng lại sinh khí. Cao hứng tự nhiên là muội muội cuối cùng gặp được cái giảng tín dụng, không kêu nàng lại lần nữa trở thành trò cười. Sinh khí chính là hắn không rõ, em rể vì cái gì nguyện ý cưới nhà mình muội muội, đều không phải là hắn tự coi nhẹ mình, các binh vận dụng quan hệ ra quá tân em rể được đến tin tức chẳng sợ chỉ là dễ hiểu, cũng đủ làm hắn hoài nghi phó lập thành đáp ứng cưới muội muội mục đích. Đừng cùng hắn xả cái gì bị bức bất đắc dĩ, loại này vô dụng cảm xúc cũng là xem người, các binh có thể khẳng định, phó lập thành tuyệt đối cùng vô dụng hai chữ xả không thượng nửa mau tiền quan hệ. Nếu không phải muội muội muốn chết muốn sống một hai phải gả hắn. Hắn thật đúng là sẽ không đồng ý. Làm nam nhân hoặc là bằng hữu, hắn là thưởng thức phó lập thành, người này tuyệt đối là cái thiết tranh tranh hán tử nhưng là làm em rể gia thế năng lực mặc kệ điểm nào ở các gia huynh đệ trong mắt đều là không đủ tiêu chuẩn nhà mình muội tử từ nhỏ sống ở bọn họ bảo hộ trong giới nói là lớn lên ở tháp nhà voi kiều hoa cũng không quá đơn thuần khẩn như thế nào cũng bắt không được ưu tú không khéo phó lập thành người muốn nói hắn đối với phó lập thành nhân phẩm có điều nghi ngờ cảm thấy hắn có cái gì ý xấu kia cũng không đến mức lấy em rể bối cảnh cùng hắn hiện giờ địa vị cao muốn ngăn trở không cho chính mình ra được hắn tin tức thật dễ dàng. Nhưng là Phó Lập Thành không có, liền như vậy rõ ràng mở ra tới, tùy ý ngươi ra, thậm chí còn chủ động để chút tin tức. Hắn sợ làm hết thảy, tự hồ chính là vì ấn bọn họ các gia người tâm. Nhưng tuy là như vậy, làm thân nhân bọn họ vẫn là lo lắng nhà mình muội tử. Chỉ là nghĩ đến tiểu muội vì gã Phó Lập Thành kia cực đoan điên cùng bộ dáng, cho dù trong lòng có muôn vàng lo lắng, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước trong lòng tất cả phiền muộn lại khó mà nói cùng chất nữ nghe, các tường vẫn là cái hài tử đâu. Các binh thu trong lòng ưu phiền, lại sờ sờ chất nữ mềm một đầu nhỏ, trả lời nàng phía trước vấn đề, có điểm mặt mày, đi. Ngũ bá lái xe đưa ngươi về nhà, thiên quá muộn, ngươi một tiểu nha đầu trở về không có phương tiện. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong lời này, hắn vương bàn tay to, xách lên tiểu nha đầu màu hồng phấn cặp sách, cùng thê tử tiếp đón thanh, liền đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến các tường nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Lúc này buổi chiều 6 giờ suốt đầu, hoàng hôn đã không có, nhưng là tháng 5 phân ban ngày đã rất dài, bên ngoài như củ sáng sủa khẩn. Dựa theo nàng ý tứ, tự nhiên không nghĩ làm phiền ngũ bá phụ đưa chính mình qua lại buông ba. Chỉ là nàng cũng biết kháng nghị không có hiệu quả, thả trong lòng cũng nhớ bọn buôn người tin tức, chỉ có thể vội vàng cùng ngủ bá mẫu từ biệt, vội vàng theo đi lên. Liền ở các binh từ dừng xe lều đem xe đạp đẩy ra thời điểm, phòng trong đột nhiên chạy ra một người hơn 40 tuổi cảnh sát. Chỉ thấy hắn giữa mày tràn đầy nôn nóng, các cục, nhận được báo nguy điện thoại, thủy tàu đại đội một nhà ba người bị người giết hại. Hương trấn địa phương, dân phong tương đối thuần phát. Mấy năm cũng sẽ không phát sinh cái gì đại án kiện, đặc biệt là loại này ra mạng người. Các binh giữa mày lập tức liền ninh chết khẩn, hắn xoay người đối với chấp nữ phân phó hai câu, dặn dò nàng nhất định làm lưu tuệ đưa nàng trở về, liền mang lên vài cái cấp dưới ngồi trên duy nhất một chiếc cũ nát xe cảnh sát, vội vàng hướng báo án địa điểm chạy đến. Các tường nhìn đi xa xe cảnh sát, nghĩ đến mới vừa nghe đến tin tức, không biết sao, nàng mặc danh có chút bất an. Chỉ là làm nàng kêu ngũ bá mẫu đưa chính mình trở về nàng cũng làm không ra. Ấn thời gian tính, chờ ngũ bá mẫu đưa chính mình về đến nhà, lại lộn trở lại tới, trời đã tối rồi, ngũ bá mẫu lại là cảnh sát, cũng là nữ nhân, vẫn là văn chức. Nghĩ đến đây, các Tường không có quay đầu lại, mà là đem xe đạp đẩy mạnh xe lều, sau đó xách thượng thư bao, tính toán chính mình một người hướng gia mà đi. Ra đồn công an không bao lâu, toàn bộ ban ngày đều ở bên ngoài đi bộ đoàn tử rất xa bay lại đây. Các Tường công công tươi đẹp mắt to, dừng bước chân, vừa muốn duỗi tay tiếp được tiểu gia hỏa, đột nhiên, cả người bị người từ phía sau mạnh mẽ kéo túm chặt, sau đó liền cảm giác miệng mũi bị người dùng than bưng kín. Nàng nháy mắt phản ứng lại đây chính mình tao ngộ cái gì phản ứng đầu tiên chính là ngừng thở, tâm niệm quay nhanh gian, liền làm cái quyết định, nàng giả vờ dãy dụa vài cái, liền thành công hôn mê qua đi. Chương 8 chương 8 Lão Tam, ngươi điên rồi. Chúng ta hiện tại chạy trốn quan trọng, ngươi trảo cái tiểu nha đầu không phải trói buộc sao. Một đạo thô ách tiếng nói truyền tới các tường trong tai. Còn không đợi các tường tế cứu trong lời nói hàm nghĩa, ngay sau đó liền lại truyền đến một tiếng lược hiện cà lơ phất phơ thanh âm, lão nhị, Người mẹ nó chính là lá gan quá nhỏ, người mắt mù không thành, chỉ bằng như vậy mạo, này có thể là bình thường tiểu nha đầu sao. Chúng ta đi phía trước đem nàng bán cho tài ca, ít nhất có thể kiếm 10 vạn khối. 10 vạn A. À. Mẹ nó, lão tử vừa rồi cực cực khổ khổ chém ba cái tìm chết, cũng liền cướp đoạt ra 3.000 đồng tiền, khỉ ốm hiện tại tin tức càng ngày càng không chuẩn xác, phí lớn như vậy kính, mới như vậy điểm tiền, lần sau chạm mặt, lão tử xác định vững chắc muốn tấu hắn một đốn các tường lúc này chính mềm hoặc như là khiên bao gạo giống nhau bị cái này nói chuyện lão tam khiên trên vai trong tai nghe bọn họ nói chuyện nàng trong đầu suy nghĩ bắt đầu bay lộn nhanh chóng từ này đó đơn giản lời nói trung tinh luyện ra quan trọng tin tức đệ nhất mới vừa rồi ở đồng công an ngũ bá ra cảnh kia án tử hung thủ hẳn là chính là này mấy người đệ nhị nàng mới vừa rồi đưa lưng về phía mấy người cũng không có nhìn đến bọn họ diện mạo nhất thời cũng không xác định này mấy người có phải hay không chính là kiếp trước hại nguyên thân bọn buôn người đệ tam những người này trên dưới còn có chấp đầu người gặp được chính mình là cái ngoài ý muốn đệ tứ cũng là nhất quan trọng bọn họ trong miệng tài ca có phải hay không chính là mẫu thân trong trí nhớ duy nhất một cái gọi là gì tài lão đại bọn buôn người nếu thật là nàng lúc này càng không thể hành động nàng cần thiết thừa dịp lần này cơ hội tìm kiếm đến cái kia kêu tài ca người hơn nữa bọn họ trên tay mới vừa lây dính mạng người, các tường thực may mắn mới vừa rồi bị khăn che lại thời điểm, không có kịch liệt giải dụa, nếu không, lúc này nàng sống không tồn tại đều không nhất định. Tư cập này, các tường ở trong lòng cùng vẫn luôn đi theo nàng phía sau cách đó không xa đoàn tử câu thông, làm nó trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, triệu hoán các bạn nhỏ theo ở phía sau, chờ nàng thông tri. Không thể không nói, có thể cùng đoàn tử khế ước, thật là nàng may mắn, chẳng sợ nàng tự xưng là có mấy tay, nếu không có đoàn tử vẫn luôn ở sau người hộ giá hộ tống làm nàng có cũng đủ tự tin xác định chính mình có toàn thân mà lui năng lực phía trước nàng là không dám như vậy lỗ mãn đột nhiên các tường da đầu thượng truyền đến lôi kéo thứ đau có người chính nắm nàng tóc sau đó thô lỗ đem nàng mặt nâng lên nhịn xuống da đầu thượng truyền đến đau đớn nàng cẩn thận điều chỉnh hô hấp liền lông mi cũng không dám rung động một chút liền sợ bị người nhìn ra manh mối sau đó các tường cảm giác được rõ ràng chính mình đang bị một đạo âm trầm dính nhớp ánh mắt nhìn quét, kêu nàng phía sau lưng đều nhịn không được bò lên mật mật nổi da gà. Cũng không biết qua bao lâu, người nọ rốt cuộc buông ra tay, trâm mắt lạnh lẽo tiếng nói vang lên, được rồi, đều câm miệng, là cái hảo hóa, thừa dịp kia giúp vướng bận sợi không ở, chúng ta đi trước tìm tài ca giao hàng, bắt được tiền lập tức ngồi thuyền rời đi. Người này ở đoàn đội tự hồ rất có uy tín, hắn một phát lời nói, vốn dĩ có chút đối chọi gây gắt hai cái nam nhân lập tức nhắm lại miệng, đi theo nam nhân phía sau, nhanh chóng di động lên. Cũng ở ngay lúc này, các tường mới dám làm đôi mắt hơi chút lộ ra một chút khe hở. Mấy người di động tốc độ thực mau, hơn nữa đối với cái này đoạn đường hẳn là rất quen thuộc, chọn lựa lộ tuyến thượng, một người cũng không gặp được. Bị người trở thành bao tải khiên, thời gian dài, kia cảm giác thật sự rất khó chịu. Đặc biệt những người này nện bước thực mau, thường thường còn nhỏ chạy vài bước, sóc nảy giang, kêu nàng mấy dục nôn mửa. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâu đến các tường sắp ăn không tiêu thời điểm, mấy người cuối cùng ở một chỗ cũ nát nhà kho cửa dừng lại. Một trận chói tai đẩy cửa tiếng vang lên, vài giây sau, các tường liền bị ném tới trên mặt đất. Lúc này sắc trời đã hắt trầm xuống dưới, này mấy phạm nhân hẳn là cũng không nghĩ bị người phát hiện, vẫn chưa đốt đèn, các tường vừa vạn nương chiều hôm cùng tóc dài che lấp, nghe răng trận mắt một hồi lâu, mới giảm bớt chút bị ném xuống đất cảm giác đau đớn giác. Nghĩ thầm vì tìm được những cái đó nhân tra, vì tiểu các tường báo thù, nàng cũng là liều mạng. Hiện tại liền chờ tài ca xuất hiện, chỉ hy vọng bọn họ chạy nhanh đem người mang lại đây. Quả nhiên, khi tiếng nói âm trầm nam nhân mở miệng, lão nhị, ngươi đi đem tài ca mang lại đây, lại kêu hắn mang 15 vạn đồng tiền, ta chỉ cần tiền mặt. Mở chuột tai khỉ lão nhị nhìn trên mặt đất bất tỉnh nhân sự các tường, trên mặt lộ ra một cái đáng khinh tươi cười, hắn xoa xoa tay, lấy lòng nhìn chính mình đại ca, lão đại, kêu lão tam đi bái, như vậy xinh đẹp đàn bà nhi, Ta còn lần đầu tiên nhìn thấy đâu, hắc hắc hắc. Ngươi trước làm ta sẵn sẵn Nghe được lời này, trên mặt đất trang hôn mê các tường trái tim nháy mắt căng chặt hạ, cả người lông tơ đều bắt đầu đứng chổng ngược. Tuy rằng kiếp trước cũng chỉ sống đến 16 tuổi, nhưng là Khang Tuấn Vương triều kết hôn rất sớm, rất nhiều cô nương 16 tuổi đã đương nương, nên hiểu các tường cũng sớm tại mama dạy dỗ hạ minh bạch. Nàng không đến mức ngu xuẩn không nghe ra vừa rồi kia lời nói trong đó ác ý, các tường cắn khẩn răng hàm sau âm thầm suy tư nếu thật dám động nàng, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ thỉnh tài ca nhập ung ý tưởng. Trước đêm này mấy người bắt lấy nói nữa. Lão đại thâm hiểm hung ác ánh mắt ném hướng lão nhị, nhìn hắn co rúng lại hạ, mới lạnh lạnh cảnh cáo, đây là hàng hóa, khó được hảo hóa, bị ngươi động, đừng nói 15 vạn, một vạn đều không đáng giá, này mười mấy vạn trên lệch giá, ngươi bồi cấp lão tử. Lão nhị xấu xí trên mặt, biểu tình cứng đờ, rốt cuộc không dám nói ra cái này hàng hóa là hắn bắt được đến, lão đại người này đem tiền xem rất nặng, nếu là chính mình thật sự hỏng rồi hắn chuyện tốt, chính mình tuyệt đối sống không quá ngày mai. Hắn lão thử mắt quay tròn trên mặt đất kia mê người tiểu nha đầu trên người lưu luyến hai vòng, nghĩ ghê gớm chờ nha đầu này đi ra ngoài, tiếp khách, thời điểm, chính mình đi, thăm, nàng sinh ý hảo, không cần phải cùng đại ca cứng đối cứng. Liền tính tương lai nha đầu này bởi vì dung mạo giá trị con người cao hắn cũng không sợ, gây gớm lại sát vài người hoặc là lại bán vài món, hóa, thôi. Lũ Thanh suy nghĩ, Hắn mới vẻ mặt lấy lòng đối với lão đại cười cười, sau đó vội vàng liền xuất phát đi tìm tài ca. Chờ hắn đi xa, lão Tam mới nhìn về phía nhà mình đại ca, được hiện hàm hậu trên mặt bò lên trên chần chờ, "Đại ca, lão nhị hắn." Nghe được đệ đệ nói, đại ca xem người chết dường như ánh mắt mới từ lão nhị bóng dáng thượng rời đi, chờ rời đi thời điểm, ở trên thuyền làm hắn. Lão Tam đồng tử chợt co chặt hạ, tuy nói lão nhị gần nhất có chút phiêu, làm việc cũng không có dĩ vãng cẩn thận nhưng là rốt cuộc đi theo lão đại đã nhiều năm. Như thế nào? Cảm thấy ngươi ca tàn nhẫn. Đại ca đi đến giữa tường vị trí, một mông ngồi ở củ nát trên ghế, sau đó từ trên mặt đất một cái trong bao lấy ra lương khô, nhanh chóng giải quyết lên. Lão Tam không hé răng, chỉ là ngồi ở nhà mình đại ca đối diện, trầm mặt ăn trong tay làm ngạnh màng thầu, trong lòng lại biết, đại ca làm như vậy mới là an toàn nhất, bằng không lấy lão nhị hiện tại tâm thái, bọn họ rất có thể cũng sẽ bị liên lụy. Mấy năm nay, bọn họ huynh đệ trên tay lây dính mạng người không có mấy trăm cũng liền mấy chục cái. Nếu không phải hiện tại cả nước tin tức không phải thực linh thông, bọn họ đã sớm bị bắt lại, vạn nhất bị bắt, liền tính chữ to không biết, bọn họ sắp sửa đối mặt cái dạng gì kết cục cũng là trong lòng biết rõ ràng. Tuy nói thu hoạch người khác tánh mạng thời điểm, hắn không có gì cảm giác, nhưng là đến phiên chính mình trên người khẳng định không được, hắn còn không muốn chết. Nghĩ đến đây, hắn cũng không rối rắm, lão nhị một người đã chết, tổng so liên lụy bọn họ hảo hai người ngồi cực gần, chẳng sợ hoàn cảnh tối tăm, lão đại cũng đem đệ đệ trên mặt xem ở trong mắt. Thấy chính hắn nghĩ thông suốt, trên mặt hắn khó được mang lên một ít vừa lòng, lão tam, ngươi không giống nhau, ngươi là ta thân đệ đệ, chúng ta liền dư lại lẫn nhau, mặc kệ thế nào, ta sẽ không đối với ngươi ra tay, chờ lần này bắt được tiền, chúng ta liền đi cản thành, hơn nữa chúng ta phía trước tồn lên mười mấy vạn, tổng cộng ba mươi mấy vạn, đủ chúng ta thay hình đổi dạng hảo hảo sinh hoạt, đến lúc đó ca cho ngươi cưới cái xinh đẹp tức phụ. Sinh mấy cái đại béo tiểu tử cha mẹ ở trên trời cũng có thể an tâm hiển nhiên đối nhà mình đại ca phát họa tương lai nổi lên hứng thú vốn đang hơi chút có chút đuối lý lão tam lập tức cười ha hả đi theo cùng nhau mặc sức tưởng tượng khởi tốt đẹp sinh hoạt hơn 10 mét ngoại các tường nghe bọn bắt cốc giang nói chuyện với nhau trong lòng lại là ám phúng dẫm lên người khác huyết nhục hướng lên trên bò lê dính không biết bao nhiêu người mệnh hủy hoại không biết nhiều ít gia đình cứ như vậy nhân tra xứng có hài tử xứng kêu cha mẹ an giấc ngàn thu. Quả thực chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Các tường quán tới cảm thấy chính mình xem như hảo tính nết, lúc này nghe bọn họ vô sĩ đối thoại, như cũ khí hận không thể nhảy dựng lên tấu bọn họ một đốn. Tức chết nàng. Cũng may nàng không có hoàn toàn mất đi lý trí, lợi dụng hai bên cách xa nhau khoảng cách cùng bóng đêm che lấp, dùng bối ở sau người tay, lén lút từ cặp sách mặt bên cẩn thận túng ra tay khăn. Sau đó làm đã từ lỗ thông gió phi tiến vào đoàn tử, giúp nàng từ cặp sách ngậm ra một cây bút chờ đoàn tử hỗ trợ đem bút nhét vào nàng trong lòng bàn tay thời điểm nàng một bên chắp tay sau lưng ở khăn thượng viết chữ một bên ở trong lòng may mắn ước chừng là cảm thấy nàng bị mê choáng vẫn là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu không có bất luận cái gì chạy trốn khả năng tính không chỉ có liền nàng cặp sách liền thu đi ngay cả tay chân đều không có buộc chặt lúc này mới phương tiện cát tường bằng không còn muốn làm phiền nho nhỏ một con đoàn tử giúp nàng mở trói chờ nàng tay chân nhẹ nhàng ở sau lưng, gian Nan viết hảo muốn lưu lại tin tức, ở trong lòng đối đoàn tử nói, đoàn tử, ngươi có thể hay không kêu ngươi hảo bằng hữu đem này khăn tay đưa cho ngũ bá. Kỳ thật nàng càng muốn kêu đoàn tử đi, rốt cuộc đoàn tử không phải bình thường điểu, nó là yêu tinh, đừng nhìn nó nho nhỏ một con, nguyễn manh nguyễn manh, chỉ số thông minh không thể so nhân loại thấp. Nhưng là đoàn tử đi rồi, nàng liền không có biện pháp triệu hoán phụ cận loài chim hỗ trợ tuy nói nàng du lịch kia hai năm cùng hai cái nữ võ tỳ học một ít công phu đối phó người bình thường hẳn là có thể thắng nhưng là vạn nhất này hai người có một thương đâu nàng cùng mẫu thân vừa tới xã hội này thời điểm biết trên thế giới này người chỉ biết cộng thêm công phu thời điểm còn không kịp vui sướng liền ở trên tivi thấy được cái gọi là vũ khí nóng lập tức từ đắc chí trung thanh tỉnh lại đây thành thành thật thật cẩu mệnh quan trọng đoàn tử minh bạch các tường băng khoăn hành ta kêu tiểu thú thú đi nó ban ngày gặp qua ngươi ngủ bá hơn nữa nó tốc độ thực mau, qua lại không dùng được vài phút. Các tường vẫn luôn không có hôn mê, tự nhiên biết chính mình hiện tại thân ở vị trí ly đồn công an cũng không xa. Chính mình lúc ấy ra đồn công an không bao lâu liền gặp được này mấy người, sau đó bọn họ không sai biệt lắm đi bộ nửa giờ tả hữu, như vậy tính ra, đích xác không phải rất xa. Nàng như cũ vẫn duy trì nguyên lai động tác, cho dù tay chân đã bắt đầu cứng đờ tê dại, như cũ không dám lộn xộn, chỉ dựng lỗ tai, cẩn thận nghe đoàn tử rất nhỏ huy cánh thanh âm, trong lòng biết đoàn tử đây là đi tìm kia chỉ kêu tiểu thú thú loài chim đi hỗ trợ. Hy vọng nó động tác mau một chút, trong nhà trừ bỏ mẫu thân biết nàng có vài phần năng lực, những người khác đều không biết nàng suy nhược bề ngoài hạ, có không yếu vũ lực giá trị. Phỏng chừng nãy nãy cùng bá phụ bọn họ tất nhiên là lo lắng, anh anh anh, tổng cảm thấy sau khi trở về mông khó giữ được. Không dám nghĩ tiếp tượng chính mình mặt sau, sẽ đối mặt cái dạng gì đáng sợ lại mất mặt trường hợp. Các cường đột nhiên phát tán tư duy nghiên cứu nổi lên chim nhỏ. Cũng không biết cái này kêu tiểu thứ thứ, sẽ là cái dạng gì tiểu khả ái đâu. Chương 9 Chương 9 Thủy tàu đại đội là khoảng cách trấn trên gần nhất một cái đại đội. Ly trấn đồn công an ước chừng 3-4 dặm lộ trình, chờ các binh nhất ba người đánh xe đuổi tới thời điểm, thời gian cũng mới đi qua 5 phút tả hữu. Nông thông tin tức lưu thông thực mau, lúc này người bị hại cửa nhà đã bị các thôn dân súng lại chật như nêm cuối. Đều là hương lân mọi người đối với cảnh sát cũng không có gì kính sợ cảm, từng cái vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chen chút hướng trong đầu tham đầu tham não. Các binh cùng mặt khác hai tên cảnh sát, khó khăn mới từ trong đám người lay ra một cái thông đạo, cùng đổ ở cửa giữ gìn hiện trường vụ án đại đội cán bộ chạm trán giao thiệp lên. Lại trải qua một loạt thăm dò, bằng vào nhiều năm hình trinh kinh nghiệm, các binh đại khái đã có thể xác định, đây là cùng nhau cướp bóc tạo thành giết người án kiện. Người bị hại là một nhà tổ tôn tam đại, lão thái thái, con dâu, còn có các nàng gia một cái bốn tuổi tiểu nữ hài. Này hộ nhân gia nam nhân hàng năm ở nơi khác làm công, trước hai ngày trở về quá một lần, hẳn là mang theo chút tiền tài trở về, nhà này lão thái thái là cái thích khoe khoang. Đặc biệt nàng nhi tử mấy năm nay ở bên ngoài tiếp không ít tiểu công trình, so sáng đi chiều về đi làm công nhân kiếm nhiều hơn. Kêu bảy tám năm trước, liền cái đúng là công tác đều không có, bị người chê cười vài thập niên lão thái thái cuối cùng dương mi thổ khí một phen. Này không, gần nhất mấy ngày nàng cùng không ít quê nhà, đều khoe khoang lần này nhi tử lại cầm rất nhiều tiền trở về vân vân. Theo nàng lúc ấy khoe ra, quan tiền mặt liền có một vạn khối. Thập niên 81 vạn khối là cái gì khái niệm, đừng nói một vạn, chính là dùng một lần có thể lấy ra một ngàn nhân gia cũng là thiếu đáng thương, nhưng không phải nhận người mắt. Quá dọa người, các ngươi đi vào nhìn sao. Ta vừa rồi nhìn thoáng qua, má ơi. Khuyết hồ lạp, phỏng chừng một tháng ta đều ngủ không an ổn, quá độc ác, giật tiền liền giật tiền, sao còn giết người đâu. Cũng không phải là, đáng thương tiểu nữ nữ, mới như vậy tiểu, giết người phạm thật là tan lương tâm nha. Phi, ngươi cùng này những giết người phạm giảng lương tâm, không phải làm trò cười sao. Chính là, cũng quái lý đại chủy, nếu không phải nàng cả ngày lại bên ngoài khoác lác, nói trong nhà có tiền gì, có thể nhận người mắt. Đáng thương nàng kia hảo tính tình con dâu cùng tiểu cháu gái, cái này nàng nhi tử không phải muốn hận chết nàng. Hư! lời này đừng nói nữa người cũng chưa nói này đó có ý tứ gì chính là người chết vì đại lại nói cũng không tới phiên chúng ta bất bình chúng ta nộp ngày thường vẫn là chú ý chút ai biết nhóm người này còn có thể hay không trở về mọi người ông ông thảo luận thanh các binh đều nghe vào lỗ tai từ tiếng vào hiện trường vụ án sau hắn giữa mày vẫn luôn ninh làm một người lão cảnh sát các binh từ hiện trường nhìn ra tới nội dung so này những dân chúng muốn nhiều hơn Ba gã người chết đều là bị người một đau lao cổ mất mạng, từ này nhất cử động là có thể nhìn ra, này phạm nhân tuyệt đối không phải lần đầu tiên giết người, thủ pháp quá thành thạo, tâm thái càng là bình tĩnh kêu hắn lưng phát lạnh. Lại từ trên mặt đất mấy cái nhiễm huyết dấu chân thượng là có thể nhìn ra, phạm án ít nhất có hai người, thậm chí càng nhiều. Thả hẳn là đều là thân cường thể tráng, bằng không cho dù là ba nữ nhân, cũng không đến mức một chút động tĩnh đều không có. Theo hiểu biết đến tin tức càng nhiều, các binh tâm liền càng trầm như vậy trắng trợn táo bạo, thậm chí có chút kiêu ngạo, khiêu khích gây án thủ pháp, rõ ràng nói cho hắn một cái tin tức, giết người phạm không sợ bị tra. Hơn nữa, bọn họ như vậy kiêu ngạo, hẳn là cũng là có cũng đủ tự tin, có thể khẳng định chính mình có thể hoàn mỹ chạy thoát. Như vậy nhóm người này tất nhiên có chính mình màu đen lộ tuyến cùng nhân thủ, không nói được bọn họ hiện tại đã thoát đi thị trấn. Nghĩ đến đây, các binh thở dài. Tráng đột đột. Không dễ làm nột không thể không nói, các binh không hổ là kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát, ngắn ngủn nửa giờ tả hữu, không chỉ có thăm dò xong rồi hiện trường, ở trong đầu còn nhanh chóng phân tích ra một ít hữu dụng tin tức. Thả cơ bản đem phạm án nhân viên gây án động cơ, phạm tội trong lòng phân tích 89 phần 10. Cũng nguyên nhân chính là vì từ hiện trường được đến tin tức càng nhiều, các binh sắc mặt mới có thể càng thêm khó coi. Cảnh lực không đủ, thông tin không phát đạt, như thế nào chặn lại phạm nhân hắn thậm chí liền phạm nhân bộ dạng đều làm không rõ ràng lắm nghĩ đến đây hắn lập tức làm ra quyết định phân phó cấp dưới dùng thi túi đem mấy thi thể trang lên mang về cục cảnh sát hắn còn cần hướng huyện thành xin pháp y tới làm tiếng thêm một bước kiểm tra thấy hai tên cảnh sát hồi trên xe lấy trang thi túi các binh mới từ sau eo chỗ trong túi móc ra giấy bút bắt đầu đối phụ cận cư dân đề ra nghi vấn lên hy vọng có thể từ giữa tìm được hữu dụng tin tức tốt nhất có thể có người chứng kiến liên tiếp dò hỏi mười mấy người cái gì tin tức cũng không được đến các binh sắc mặt càng ngày càng đen trong lòng đối với chính mình phía trước suy đoán cũng có lớn hơn nữa khẳng định đúng lúc này đã ám trầm hạ tới trong trời đêm đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai tiếng chim hót thanh âm này thật là khó nghe khẩn lại không gọi người cảm thấy xa lạ mọi người theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm không ngoài ý muốn ở cách đó không xa giữa không trung nhìn đến một cái mơ hồ thật lớn hắc ảnh trong đám người lập tức có người nói này không phải kênh kênh thanh âm sao sao chạy đến nơi này? Chúng nó không phải vẫn luôn chiếm cứ ở núi hoang kia mang hoạt động sao? Cũng có người chần chờ phụ họa, không thể nào. Đây là ngửi được mùi máu tươi. Câm miệng đi. Này liền có chút khủng bố. Mấy người nghị luận sôi nổi gian, không trung xoay quanh kênh kênh không những không có rời đi, ngược lại càng bay càng thấp. Cái này tụ tập ở chỗ này mọi người không bình tĩnh, trong miệng tuy rằng hùng hùng hổ hổ, dưới chân lại là một chút không dám trì hoãn, kêu loạn liền bắt đầu hướng bên cạnh trong phòng trốn tránh. Vẫn luôn biết kênh kênh kiêu ngạo, nhưng này cũng quá kiêu ngạo, cư nhiên dám trắng trợn táo bạo hướng nhiều người như vậy trong đàn mặt toảng, sợ không phải ngại sống đủ rồi. Khiêu khích Này tuyệt đối là khiêu khích. Trong đám người có chút cái tính tình bạo, thậm chí bắt đầu ồn ào về nhà lấy bước một thương, thề muốn đem này trọc mau còn kiêu ngạo gia hỏa bắn chết. Nhưng mà, vô luận phía dưới đám người như thế nào xôn xao hoảng loạn, khi dương cánh tuyệt đối có 2 mét dài hơn quái vật khổng lồ như cũ cấp tốc đi xuống lạc. Tốc độ mau đến rất nhiều người theo bản năng hét lên lên, tự hồ lúc này, mọi người mới ý thức được, cái này đại gia hỏa là tới thật sự. Các binh mắt thấy tình huống không tốt, một bên lớn tiếng sơ tán đám người, một bên đem bàn tay hướng bên hông, tính toán đem móc ra một thương chi đối kháng. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, khi chỉ thật lớn kênh kênh đột nhiên dừng, phỏng tựa muốn đi săn hung mảnh tư thái, khinh phiêu phiêu dừng ở trên nóc nhà. Lúc này thời gian là buổi tối 6, 30. Không trung đã là chiều hôn nặng nề. Vì phương tiện chiếu sáng, đại đội lâm thời cấp xảy ra chuyện nhà này tiếp mấy cái trăm ngói đại bóng đèn, lúc này đồng thời mở ra, một mảnh đèn đút sáng trưng. Người trong nước lòng hiếu kỳ, thường thường không thể so nào đó lông xù sù thấp, thấy kia kênh kênh chỉ là ngừng ở trên nóc nhà, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng công kích người sau, từng cái lại tò mò dò ra đầu, cùng trên nóc nhà đại điểu lẫn nhau đánh giá, trường hợp nhất thời có chút buồn cười. Kênh kênh ở bọn họ bên này cũng không hiếm thấy, nhưng nó dù sao cũng là hung mảnh ác điểu, một hai người thật đúng là không nhất định có thể đối phó nó, cho nên, như vậy tiếp xúc gần gũi, thật đúng là ít có. Không biết sao lại thế này, ta tổng cảm thấy, này chỉ kênh kênh là ở tìm người. Đột nhiên, một cái mập mạp trung niên nam nhân dò ra cái đầu, nhìn chầm chầm kênh kênh nhìn một lát, đến ra một cái kết luận. Ta, ta cũng như vậy tưởng, còn tưởng rằng chính mình nghĩ nhiều. Ta cũng chẳng lẽ theo ta cảm thấy, này trọc mau gia hỏa đang xem không dậy nổi chúng ta sao? Trong lòng biết liền thành, làm gì còn nói ra tới, chúng ta không cần mặt mũi sao? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, làm cảnh sát nhân dân các binh, gặp được tình huống như vậy, tuy là có chút khẩn trương, cũng cần thiết đỉnh ở trước nhất đầu. Các binh đi bước một, cảnh giác đi ra ngoài, sau đó, hắn dám thề, hắn thật sự nhìn đến trên nóc nhà kia chỉ kênh kênh, ở nhìn thấy hắn thời điểm, nó kia đậu đậu trong mắt xuất hiện nhân tính hóa kích động. Phản phất chính mình chính là nó muốn tìm kiếm chủ nhân giống nhau. Các binh. Cục trưởng, ta sao cảm thấy, này chỉ điểu chính là tới tìm ngươi đâu. Theo sát ở các binh phía sau tuổi trẻ cảnh sát cũng đã nhận ra không thích hợp. Không biết nghĩ đến cái gì, các binh trong lòng đột nhiên chính là một đột, nhà mình chất nữ này mấy tháng tự hồ liền phi thường thích huấn điểu, hắn chính mắt gặp qua rất nhiều lần, chim chóc giống tựa có thể nghe hiểu nàng lời nói, luôn là vây quanh nàng chuyển động, cũng không phải. Chẳng lẽ là chất nữ ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, các binh lại không rảnh lo nguy hiểm, lập tức đi nhanh đi ra ngoài, ở đại gia tiếng kinh hô trung, đem cả người bại lộ ở kênh kênh trước người. Sau đó, hắn liền nhìn đến kia chỉ thật lớn hung mảnh kênh kênh chậm rãi phi hạ xuống. Cũng ở mọi người không thể tưởng tượng trong ánh mắt, vững vàng dừng ở các binh trên vai, dừng lại thời điểm, thậm chí còn hữu hảo buộc chặt đầu ngón tay, một chút cũng không có thương tổn đến các binh. T. Trong đám người cũng không biết là ai phát ra một tiếng hút không khí thanh âm, đánh thức mọi người bởi vì khiếp sợ mà kịp thời thần chí. Nhưng mà lúc này, các binh lại quản không được như vậy nhiều, bởi vì kia chỉ kênh kênh đối với hắn kiều kiều móng vuốt, lộ ra cột vào nó trảo trên cổ khăn tay. Các binh ánh mắt trùng mình, phát hiện khăn thượng có chữ viết tích, hắn vội vàng hoảng liền từ móng vuốt thượng tướng kia lượt thấy được thuộc khăn giải mở ra. Nhanh chóng xem mặt trên nội dung sau, các binh cả người hắc khí đều sắp toát ra tới, ngay cả đứng ở hắn trên vai tiểu thú thú đều có chút bất an hoạt động hạ. Cục trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Tuổi trẻ cảnh sát vốn dĩ thấy như vậy hung mảnh kênh kênh, ở nhà mình cục trưởng trước mặt, ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng, hâm mộ nước mắt không biết cố gắng từ khóe miệng chảy xuống dưới. Mấy năm nay xạ điêu anh hùng chuyện ở cả nước thịnh hành thực, cái nào nam nhân trong lòng không có cái võ hiệp mộng, hiện giờ như vậy khí phách hung mảnh kênh kênh liền ở trước mắt, còn lấy như vậy ngoan ngoãn tư thái, hắn khống chế không được vương thử trảo trảo, sau đó ở kênh kênh nhìn chăm chú hạ, thành thật thu trở về. Tính. Hắn không xứng. Còn không đợi hắn ở bên này, bi thương nghịch lưu thành hà, liền phát hiện nhà mình cục trưởng sắc mặt khó coi như là muốn tìm người liều mạng giống nhau. Nghe được cấp dưới nói, các binh mới miễn cưỡng hoàng hồn, buông ra trên tay đã bị hắn nít trâu khăn, hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, cưỡng chế trong đầu quay cùng suy nghĩ, đối với tuổi trẻ cảnh sát đánh cái thủ thế, sau đó nói, không có việc gì, nhanh chóng thu đội, về trước cục cảnh sát. Tuổi trẻ cảnh sát lại là đồng tử sậu súc, hắn rõ ràng nhìn đến cục trưởng thủ thế, đó là đại biểu cho có sự kiện trọng đại, mới có thể làm bên trong thủ thế. Tuổi trẻ cảnh sát lập tức thu hồi bị tiểu thứ thứ mê năm mê ba đạo hoa si cảm xúc, động tác nhanh chóng chuẩn bị thu đội. Bên này các binh còn cần kênh kênh dẫn đường, lại lo lắng một chút chỗ tốt không cho nó, nó sẽ bãi công, liền đối với đám người nói, nhà ai có thịt tươi. Bán cho ta mấy cân. Nói liền từ trong túi bỏ tiền. Thập niên 80 trung tuần, đại bộ phận nhân gia như cũ chưa nói tới giàu có, nhưng là lâu lâu ăn một đống thịt. Vẫn là không khó. Thực mau mấy cái hàng xóm liền vì các binh thấu mấy cân thịt, lại như thế nào cũng không chịu muốn hắn tiền, nói là khó được nhìn thấy như vậy thông minh thông nhân tính chim chóc, xem như bọn họ uy nó các binh tự nhiên sẽ không lấy quần chúng một xu một cách Ngạnh đem tiền đưa cho trong đó một người, sau đó xách theo thịt, mang theo đã có chút sao động kênh kênh ra sân. Các binh cũng không có uy quá điểu, vẫn là như vậy ác điểu, nhìn nó rõ ràng nóng nảy ở hắn trên vai qua lại đi lại, rồi lại gắt gao kiềm chế không có phát lại đây, còn lấy kia không mấy cây mau đầu cọ hắn. Mặt danh, cư nhiên kêu các binh tại đây chỉ trọc mau thứ trên người thấy được ti đáng yêu, liền rất vô ngữ. Hắn đánh bạo đem thịt phóng tới nó bên miệng, nhìn nó ăn ngấu nghiến ăn xong vài lần đều không có thương đến hắn sau các binh đột nhiên đối với chất nữ an toàn có chút tin tưởng chất nữ ở khăn nói cho hắn có rất nhiều điểu che chở nàng kêu hắn không cần lo lắng lúc này hắn là thật sự có chút tin tưởng tượng đến đen nghìn nghiệp một đám kênh kênh đồng thời tập kích mà đến kia ba cái giết người phạm sẽ có thế nào kết cục hắn trong đầu đã là có hình ảnh cũng là tại đây một khắc các binh mới biết được chất nữ là thật sự sẽ huấn điểu phía trước hắn còn tưởng rằng chỉ có thể huấn luyện mấy chỉ chim sẻ đâu, ai có thể nghĩ đến sẽ là cái dạng này đại gia hỏa. Này cũng quá trâu bò, không hổ là hắn các binh chất nữ, chính là lợi hại. Hắn kiêu ngạo. Bên kia cảnh sát cũng không kêu các binh đợi lâu, ước chừng 2 phút sau, tam cổ thi thể đều bị dọn lên xe, chuẩn bị hồi đồng công an. Cũng may lúc ấy suy xét đến hương trấn, cấp an bài xe cảnh sát khi, các binh sinh chính là một chiếc gia tạp, bằng không mấy người hơn nửa ba gã người bị hại, thật là có chút tể không dưới mà kia chỉ bị các binh lo lắng một mình chạy trốn kênh kênh thành thành thật thật xoay quanh ở xe cảnh sát trên không một đường đi theo bọn họ về tới cục cảnh sát tới rồi đồn công an các binh xuống xe sau kia chỉ kênh kênh tựa hồ thực thích cái này cho nó ăn ngon hai chân thú một chút cũng không thấy ngoại lại ngừng ở trên vai hắn các binh tuy rằng cảm thấy bả vai ác có chút không thoải mái lại không có cự tuyệt mà là lượt hạ nâng người bị hại nhóm cấp dưới nhanh chóng hướng văn phòng mà đi bọn họ đồn công an có thể ra cảnh người quá ít. Này đó giết người phạm không phải giống nhau bỏ mạng đồ đệ, chỉ bằng bọn họ này những cảnh sát là không thể bảo đảm xác suất thành công. Liền tính hắn lửa xém lông mày muốn lập tức cứu ra chất nữ, bắt giữ đến phạm nhân, cũng muốn bận tâm đến còn lại cảnh vụ nhân viên an toàn, cho nên, giờ này khắc này, chẳng sợ hắn khóe miệng đều mau cấp ra vết bỏng rộp lên, cũng chỉ có thể cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Cần thiết gọi điện thoại cấp bộ đội vũ trang, xác định mượn đến người sau, hắn mới có thể yên tâm mang theo các thuộc hạ trước chạy tới nơi trong lòng tất cả suy nghĩ sầu các binh giữa mày đều mau ninh thành bế tắc hắn dưới chân sinh phong mấy cái bước nhanh liền tới tới rồi chính mình văn phòng nếu không phải trên vai có cái ăn vạ không đi đại gia hỏa hắn đều có thể chạy lên nhưng mà đương hắn mạnh mẽ đẩy ra cửa văn phòng nhìn thấy bên trong cao lớn tuấn mỹ nam nhân mộng bức một cái chớp mắt miệng một khoan khoái theo bản năng nói tiện nghi em rể sao ngươi lại tới đây Phó Lập Thành. Chương 10 chương 10. Phó Lập Thành ăn mặc một thân thẳng quân thường phục, tư thái ngay ngắn ngồi ở giữa tường trường trên ghế, trên tay còn cầm một quyển quân sự tạp chí. Tương so với Tiện Nghi Ngũ Cửu Tử giật mình, Phó Lập Thành tầm mắt ở trên kênh, kênh trên người đình trệ vài giây, trong lòng kinh ngạc cũng không thể so hắn thiếu. Phó Lập Thành phỏng tự không có nghe được các binh đối với hắn xưng hô, bình tĩnh đứng dậy chào hỏi, hắn tiếng nói trầm thấp hồn hậu, có thành thục nam nhân đặc có ý nhị ta tới đón các tuyết cùng các tường đi bộ đội, vừa vặn tiện đường, liền trước đến xem ngũ ca, là ra chuyện gì sao? Nói xong lời này, cao lớn đỉnh bạc nam nhân ánh mắt lại không tự giác, dừng ở có chút tạc mau cự hình kênh kênh trên người, trong lòng ám đắp, hắn này tiện nghi cậu năm ca còn rất năng lực, như vậy ác điểu đều có thể thuần phục. Các binh không có chú ý tới phó lập thành ánh mắt, hậu tri hậu giác phản ứng lại đây chính mình mới vừa rồi đều nói gì. Nhiều ít cảm thấy chính mình đại kinh tiểu quái, có chút mất mặt hắn theo bản năng liền đỉnh đỉnh lưng, muốn đoạt lại một ít nguy ngập nguy cơ mặt mũi. Nhưng mà, nghe được tiện nghi em rể nói sao, cũng không rảnh lo mặt không mặt mũi. Mặt mũi gì thời điểm đều có thể tránh trở về, vẫn là nghĩ cách cứu viện tiểu chất nữ, bắt giữ giết người phạm là việc cấp bách. Quân cảnh bổn một nhà, các binh cũng không kiên kỵ phó lập thành tồn tại, ngay trước mặt hắn, nhanh chóng cấp bộ đội vũ trang đi điện thoại. Điện thoại chuyển được sau, hắn túc biểu tình, nhanh chóng giảng lược cùng bên kia võ trang bộ trưởng miêu tả cụ thể vụ án, được đến bên kia đồng ý xuất binh chi viện sau, mới cắt đứt điện thoại. Cắt đứt sau, hắn tùy tiện tiếp đón phó lập thành hai câu, liền lại vội vội vàng vàng ra bên ngoài đuổi, hắn muốn triệu tập trong sở hiện có người, trước xuất phát đi chất nữ nói địa phương ngồi canh, để ngừa vạn nhất. Lúc này, hắn không ngừng là cảnh sát nhân dân, vẫn là một cái bá phụ. Các binh nghĩ, đến lúc đó nếu có cái gì đột phát tình huống, cho dù là cởi này ngoài thân y, hắn còn có thể lấy cá nhân danh nghĩa đi nghỉ cách cứu viện. Phó Lập Thành tuy rằng không có được đến cậu 5K trả lời, lại cũng từ hắn mới vừa rồi điện thoại trung hiểu biết đại khái tin tức. Tróc nã tội phạm giết người, đối với một vị tại chức quân nhân tới nói, tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Cho nên, hắn đều không cần các binh tiếp đón, cầm lấy đặt ở một bên quân mũ mang lên, sau đó đại cất bước theo đi ra ngoài. Chờ các binh an bài người tốt tay sau, mới phát hiện tiện nghi em rể nhắm mắt theo đuôi đi theo chính mình hắn hung hãn trên mặt biểu tình hơi kinh ngạc ngươi cũng đi theo đi phó lập thành gật đầu nói nếu gặp được khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn không biết ta đi phương tiện sao nghĩ vậy vị tiện nghi em rễ năng lực các binh tự nhiên lòng tràn đầy hoan nghênh hắn lập tức đem bên hông một khác đem một thương lấy ra tới đưa cho phó lập thành tuy rằng có chút không phù hợp quy củ nhưng là thời gian thật chặt không kịp đánh báo cáo xin thả sự cấp tòng quyền sao chờ xong việc sau hắn lại hướng thượng cấp báo cáo bổ túc bổ sung cáo đợi lát nữa xuất phát thời điểm ngươi cùng ta ngồi cùng nhau trên đường ta lại đem vụ án cùng ngươi nói tỉ mỉ một lần các binh đối với đã đem một thương chi phóng tốt em rể nói phó lập thành gật đầu tỏ vẻ minh bạch ta cảnh vệ đi theo ta cùng nhau tới người liền ở ngoài cửa trong xe hắn duỗi tay không tồi ta kêu hắn cùng nhau đi theo các binh trên mặt vui vẻ cái này tự nhiên là tốt nhất tin anh chiến sĩ càng nhiều càng tốt nói chuyện đồng thời, mấy người đã đều lên xe. Một chiếc xe cảnh sát quá mức chen chúc, hiện giờ có hai chiếc xe phương tiện rất nhiều, mặt khác vài tên cảnh sát thượng phó lập thành mở ra xe jeep. Cũng là ở xuất phát trên đường, phó lập thành mới từ cậu 5K trong miệng biết được, đằng trước kia chỉ dẫn đường kênh kênh cũng không phải hắn huấn luyện, mà là hắn cái kia chỉ thấy quá một hai lần mặt kế nữ, một cái 15 tuổi tiểu nha đầu huấn luyện. Thả kia tiểu nha đầu còn ở về nhà trên đường bị vài tên giết người phạm bắt cóc này kênh kênh chính là các tường phái ra truyền tin. Phó Lập Thành ánh mắt ám ám, tuy nói nghe có chút huyền huyển, nhưng là rải loại này dối cũng không cần phải, rốt cuộc chờ hạ gặp mặt là có thể chọc phá. Đột nhiên tới kinh hỉ hoặc là kinh hách, kêu hắn lo lắng kế nữ an nguy đồng thời, cũng làm hắn rõ ràng minh bạch, chính mình đối với thê tử cùng kế nữ, hiểu biết còn quá mức phiến diện, hơi mỏng tư liệu cũng không thể khái quát toàn bộ nhân sinh, ít nhất vị này kế nữ, là thực sự có điểm đồ vật. Thả lá gan không nhỏ. Nghĩ vậy, Phó Lập Thành trong lòng đột nhiên toát ra một mặt kiêu ngạo, này nên là hắn Phó Lập Thành hài tử, can đảm cẩn trọng, là cái tham gia quân ngũ hảo nguyên liệu. Này Sương không biết nhà mình tiện nghi cha đã đối chính mình vừa lòng không được, hơn nữa bắt đầu tưởng tượng nàng tương lai sẽ trở thành một người lợi hại nữ chiến sĩ. Nàng đã có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Ở kia chỉ kêu tiểu thứ thứ chim chóc, truyền tin sau khi rời khỏi đây 30 phút tả hữu, đi ra ngoài tìm người lão nhị mang theo kia cái gọi là tài ca đã trở lại. Tài ca cũng không phải một người tới, càng là người như vậy, càng sợ chết, cho dù là người quen, hắn cũng mang theo 6-7 cái cấp dưới, mỗi người trên tay đều sách theo một cái rương. Hai bên một chạm mặt, tài ca dẫn đầu mở miệng chào hỏi, ngữ khí quen thuộc trung mang theo mấy phần không chút để ý, ngưu đại, ngươi tiểu đệ nói có một cái cực phẩm hàng hóa muốn bán cho ta, còn nói ngươi ra giá thấp nhất 15 vạn, cái gì hóa có thể giá trị nhiều như vậy tiền sẽ không con mẹ nó là nạm vàng đi. Nhưng đừng lừa huynh đệ, ngươi là lão nhân, trên đường quy của ngươi hiểu, nếu là hỏng rồi quy cũ, cũng đừng quái tài ca ta không khách khí. Nói xong lời này, tài ca phía sau mấy cái hung hãn cao lớn tiểu đệ liền ăn ý đi phía trước đứng một bước, mỗi người trên tay đều cầm nửa thước lớn lên khảm đao, ở tối tăm kho hàng lóe chói mắt ngân quang. Thường nhân, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, đã sớm dọa nước tiểu. Nhưng kia cũng chỉ là thường nhân bị xưng ngưu đại người không sợ chút nào, hắn kéo kéo da mặt, lộ ra một cái thâm hiểm dính nhấp tươi cười, thông thả ung dung từ trong lòng móc ra một thương, phỏng tựa không có nhìn ra đối diện mấy người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn thổi thổi một thương khẩu, biểu tình tàn nhẫn thị huyết, có đáng giá hay không, ngươi trước nghiệm hóa, lão tử không thích chơi tâm tư, chúng ta cũng không phải đầu một hồi hợp tác rồi, ngươi biết ta, ta người này tham tiền, liền mệnh cũng chưa tiền quan trọng, nhưng là, ta người này cũng giảng nguyên tắc, cũng không sẽ đầy trời chào giá, ta nói giá trị 15 vạn, liền khẳng định giá trị. Tuy nói đối với Ngưu đại bọn họ thái độ không phải thực vừa lòng, nhưng là Tài ca cũng bị hắn nói cấp thuyết phục. Hắn cùng Ngưu đại hợp tác rồi 7, 8 năm, người này tàn nhẫn độc ác, nhưng là đối với hàng hóa, đích xác cũng không thành lừa hắn, bằng không hắn cũng sẽ không được tin tức, lập tức thấu tiền liền đuổi lại đây. Nghĩ vậy, Tài ca đối với hôm nay muốn mua hàng hóa càng thêm tò mò lên. Hắn đối với phía sau các tiểu đệ phất phất tay, thấy bọn họ thành thật thu hồi trên tay vũ khí sau, hắn lại nhìn về phía ngưu đại. Chính mắt thấy ngưu đại hướng một bên lui lui, đem một thương nhét trở lại trong lòng ngực, hắn mới yên tâm xuống dưới. Sau đó liền từ túi trung móc ra đèn pin, chậm rãi hướng về trên mặt đất hôn mê nữ hài tới gần. Mà cùng thời gian, dựa theo các tường cấp thời gian suy tính, các binh đám người đánh xe 10 phút sau, đem xe ngừng lại, sau đó, xuống xe dựa vào hai cái đùi, đi theo kênh kênh phía sau. Đi bộ ước chừng 5 phút, Mọi người liền thấy dẫn đường kênh kênh dừng ở cách đó không xa, một cái hoang phế kho hàng trên đỉnh. Một chúng cảnh sát không dám dựa đến thân cận quá, nhưng cũng nương ngôi sao cùng ánh trăng, rõ ràng thấy được trên nóc nhà rậm rạp cự hình kênh kênh. Khi trường hợp đồ sộ, gọi người nhịn không được nổi da gà. Này! Này cũng quá khoa trương, cục trưởng, các tường này tiểu cô nương quá lợi hại, ta giác đều không cần chúng ta tới nghĩ cách cứu viện, nàng chính mình hoàn toàn có năng lực tự cứu A tuổi trẻ tiểu cảnh sát cứng họng sau một lúc lâu sau một lúc lâu mới mơ hồ thanh âm cảm khái nói các binh tuy rằng cũng bị trước mắt một màn cấp khiếp sợ tới rồi lại vẫn là quay đầu nhẹ mắng cấp dưới một câu sau đó đối với tuổi trẻ tiểu cảnh sát phân phó người chạy nhanh trở về lái xe đi nghênh bộ đội vũ trang bọn họ lúc này hẳn là mau đến đồn công an phía trước không xác định địa điểm ở địa phương nào hắn chỉ có thể làm bộ đội vũ trang người đi trước đồn công an tập hợp Hiện tại nếu tìm được rồi giết người phạm giấu kính địa phương, tự nhiên phải có người trở về đưa bọn họ mang lại đây. Tuổi trẻ cảnh sát rõ ràng sự tình tầm quan trọng, không dám có chút trì hoãn, một đường trở về chạy như bay. Chờ tiểu cảnh sát rời đi sau, các binh lại đem tầm mắt điều hướng kho hàng phương hướng, nhất thời chần trừ lên, cũng không biết tiểu chất nữ thế nào, trên nóc nhà những cái đó kênh kênh không có nhúc nhích, có phải hay không liền đại biểu cho nàng hiện tại vẫn như cũ là an toàn. Liền ở các binh nghĩ, tiếp tục chờ chi viện người tới cùng nhau hành động, vẫn là chính mình trước ẩn nút qua đi nhìn xem tình huống, rốt cuộc chờ bộ đội vũ trang người tới rồi, nhanh nhất cũng muốn hai mươi mấy phút về sau. Này trung gian vạn nhất có cái gì biến số, hắn nhất định sẽ hận chết chính mình. Liền ở hắn do dự không triển thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp thanh âm, ngũ ca, ta cùng tiểu trương đi trước sờ sờ đế. Đối với phó lập thành chủ động sinh ra trận điểm này, các binh cũng không tính ngoài ý muốn trừ bỏ không quen nhìn hắn cưới nhà mình muội muội cho dù là chính mình gia ngạnh ăn vạ đi bên đối với phó lập thành người này hắn là một vạn cái thưởng thức ta cùng ngươi cùng đi lúc này không phải làm ra vẻ thời điểm các binh rất rõ ràng tiện nghi em rể đề nghị mới là trước mắt nhất thích hợp này sương phó lập thành đã từ bên cạnh cảnh sát trong tay mượn một phen một thương đưa cho chính mình cảnh vệ viên tiểu trương hắn không có cùng các binh nói nếu chỉ là mấy người hắn cùng tiểu trương liền có thể giải quyết việc này nghe được các binh nói hắn trực tiếp cự tuyệt không cần ngươi phải ở lại chỗ này chỉ huy chúng ta liền qua đi thăm một chút tình huống bên trong cùng nhân số sẽ không tự tiện hành động nghe vậy các binh thật sâu hô hấp một hơi áp xuống ngực chỗ bị đè nén nôn nóng cảm xúc rốt cuộc là nhiều năm như vậy lão cảnh sát chức nghiệp tu dưỡng vẫn phải có hắn thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc đối với đã chuẩn bị tốt phó lập thành gật gật đầu ngữ khí trịnh trọng nói cẩn thận phó lập thành mặt mày nặng nề không nói chuyện, chỉ nhẹ điểm phía dưới, liền hơi cung eo, nương chiều hôn cùng rải rác thân cây che đậy, hướng tới kho hàng nhanh chóng di động lên. Này đi, không ngừng muốn chú ý kho hàng nội động tĩnh, phòng ngừa bên trong người đột nhiên ra tới phát hiện bọn họ. Còn phải chú ý chiếm cứ ở kho hàng trên nóc nhà rất nhiều kênh kênh, ai cũng không thể khẳng định này những kênh kênh có thể hay không đột nhiên bạo khởi đã thương người. Không thể không nói, phó lập thành chủ động xuất kích, còn ở vũ khí trang bị không hoàn mỹ dưới tình huống, đây là cực kỳ mạo hiểm hành động. Các binh mấy người ghé vào dấu kính địa phương, ánh mắt lại không chớp mắt nhìn chầm chầm phía trước hai người càng ngày càng mơ hồ thân ảnh, theo phó lập thành bọn họ ly kho hàng càng gần, bọn họ thần kinh banh càng chặt. Có chút người thậm chí trộn đem chảy ra mồ hôi lòng bàn tay, đối với quần áo cọ cọ. Mắt thấy hai người sắp bình an tới kho hàng, những cái đó kênh kênh cũng không có tập kích bọn họ, các binh bọn họ nắm khẩn tâm, cũng dần dần rơi xuống trong bụng, nhìn dáng vẻ cửa thứ nhất là qua nhưng mà đúng lúc này ngoài ý muốn đẩu sinh kho hàng đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết này một tiếng tới quá mức đột ngột không nói không có chuẩn bị các binh cùng phó lập thành đám người ngay cả trên nóc nhà rậm rạp kênh kênh cũng bị sợ tới mức quạt cánh hướng chỗ cao bay đi không tốt các binh khóe mắt muốn nứt ra sắc mặt khó coi không được hắn cho rằng này giúp kênh kênh bị này đột nhiên tới tiếng kêu thảm thiết dọa đến muốn tập kích phó lập thành lại không rảnh lo mặt khác hắn lập tức từ trên mặt đất bò lên, lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ hướng tới kho hàng phương hướng chạy như bay. Còn lại cảnh sát cũng sôi nổi móc ra một thương, đi theo cục trưởng phía sau chi viện. Loại này thời điểm đã không rảnh lo cái gì chiến lược, cái gì viện binh, trước giữ được người một nhà lại nói. Nhưng mà, bọn họ không chạy ra vài bước, liền thấy những cái đó sao động kênh kênh sôi nổi đối với kho hàng nóc nhà lao xuống mà đi. Khi tốc độ mau, trong chớp mắt, vốn là vứt đi nóc nhà liền bị dẫn đầu mấy chỉ quái vật khổng lồ xuyên thấu. Mấy trăm hơn một ngàn kênh kênh theo kia phá vỡ nóc nhà, hướng kho hàng dũng. Thực mau, bên trong liền truyền ra tới tiếng kêu sợ hãi. Ngoạ tàu, quá ngư bức. Chạy đến một nửa trong đó một người cảnh sát, bị trường hợp này kinh dưới chân lão đảo một chút, thiếu chút nữa không té ngã, người còn không có đứng vững, ngoài miệng cũng đã bắt đầu hưng phấn ồn ào lên. Tương so với cấp dưới cao hứng, các binh trong lòng lại là một cái lột bột, cái thứ nhất phản ứng chính là chất nữ đã xảy ra chuyện bằng không này đó điểu sẽ không đột nhiên hành động lại liên tưởng đến phía trước kia thanh thê lương giọng nam các binh mới vừa rồi hoãn lại tới bước chân lập tức lại gia tốc lên tiểu các tường nha nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện a bị các binh lo lắng các tường đảo cũng không có ra cái gì đại sự nói đằng trước kia tài ca mở ra đèn pin ngồi sổng ở các tường bên người vừa muốn đẩy ra nàng tóc dài nhìn xem này nạm vàng hàng hóa trường gì bộ dáng không nghĩ tới tay còn không có đụng tới người, liền bị đột nhiên vụt ra tới một nắm ngọn lửa liệu tới rồi đôi mắt. Đại hắn phản ứng lại đây thời điểm, trong đó một con mắt đã truyền đến bỏng cháy cảm giác đau đớn. Khi xuyên tim đau đớn thật sự gian nan, hắn một cái không nhịn xuống, thê lương kêu lên. Tài ca che lại bị bỏng đôi mắt, nghiêng ngã lão đảo sau này lui lại mấy bước, ở các tiểu đệ nâng hạ, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị hắn nhất khinh thường nữ nhân cấp thương đến đôi mắt đau đớn, cùng bị nữ nhân thương đến xấu hổ buồn bực, kêu hắn cả người đều điên cuồng lên, hắn vô pháp vô thiên quán, giờ khắc này, quản nàng là nạm vàng vẫn là nạm ngọc, hắn đều phải nàng chết. Đi. Đều đi. Cấp lão tử giết này nữ. T. Đau chết lão tử. T. Ngưu đại, việc này chúng ta không để yên. Tài ca giờ phút này đã hoàn toàn đã không có lý trí. Trong ánh mắt truyền ra tới xuyên tim chi đau, Cùng mới vừa rồi hắn vài lần nếm thử trợn mắt không có kết quả, đều làm hắn rõ ràng minh bạch, hắn này con mắt là phế đi. Nếu không phải hắn trốn tránh mau, đừng nói một con mắt, hai mắt đều có khả năng khó giữ được. Vốn dĩ vui mừng tới mua hóa, không nghĩ tới hắn Chu Phát tài suốt ngày đánh nhạn, hôm nay lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Kêu hắn như thế nào không tức giận, hắn thậm chí hoài nghi đây là Ngưu Đại cố ý thiết kế, chính là muốn hắc ăn hắc. Nghĩ vậy loại khả năng, Chu phát tài một bên hướng tới ngưu đại làm khó dễ một bên cảnh giác hướng chính mình tiểu đệ bên người dựa sát ngưu đại mấy người cũng bị trước mắt này đột nhiên sinh ra biến cố kinh ngạc kinh bất quá ngưu đại thực mau liền phản ứng lại đây hắn không quản lý tài sản ca kêu gào mà là không hề cố kỵ mở ra tùy thân đèn tin chiếu hướng đã từ trên mặt đất bò dậy tiểu nha đầu khó được sinh ra mấy phần tò mò rõ ràng có thể gọi người hôn mê hai ngày mê dược vì cái gì nhanh như vậy liền mất đi hiệu lực có lẽ nói cái này thoạt nhìn vô hại tiểu nha đầu căn bản là không có hôn mê chỉ là làm bộ như vậy nàng làm như vậy là vì cái gì đâu tùy thời chạy trốn cũng hoặc là chính là vì mấy người bọn họ tới nghĩ đến đây ngưu đại trong lòng căng thẳng thật sự không muốn tin tưởng cái này suy đoán nếu thật là như vậy như vậy bọn họ cần thiết chạy nhanh rời đi tiểu nha đầu ngươi không vựng vì cái gì không trốn ngưu đại âm lãnh thanh âm vang lên mang theo hắn cuối cùng thử các tường đương nhiên sẽ không trả lời hắn nàng sở dĩ hiện tại làm khó dễ là bởi vì đoàn tử nói cho nàng ngũ bá phụ đã đến bên ngoài nếu người đều tới có vạn toàn nắm chắc nàng tự nhiên sẽ không lại ủy khuất chính mình làm nhóm người này ra đụng vào thậm chí soi mói cho nên ở cái kia kêu tài ca người tới gần chính mình thời điểm nàng trực tiếp làm đoàn tử phun lửa đốt hắn tuy rằng nàng nguyên ý chỉ là muốn bức lui người này bị thương đôi mắt chỉ là cái ngoài ý muốn Bất quá, nhân tra đã chịu trừng phạt nàng một chút cũng không hối hận, đặc biệt phát hiện cái này kêu tài ca người đúng là chính mình muốn tìm kia một cái. Lại nghĩ đến tiểu các tường cùng các tuyết gì đã từng đã chịu thống khổ, tuy nói thiêu mù mắt có chút tàn nhẫn, nhưng không thể không nói, giờ phút này nàng trong lòng khoay khỏa cực kỳ. Tài ca cũng ở ngay lúc này gặp được nha đầu này gương mặt thật, xinh đẹp là xinh đẹp, là hắn cuộc đời ít thấy xinh đẹp, nhưng là, bị thương hắn, lại xinh đẹp, hắn cũng tuyệt không tha thứ. Bất quá, hắn thay đổi chủ ý hắn không cần nàng mệnh chu phát tài đại phát từ bi nghĩ hắn muốn đem nàng đưa đến nhất cực kỳ tàn ác địa phương đi muốn nàng có tiếp không song khách còn muốn cho nàng chuyên môn đi hầu hạ những cái đó có đặc thù đam mê biến thái hắn muốn kêu này đáng chết tiểu nha đầu quỳ xuống tới cầu hắn hắn nhất định phải ra tấn chết cái này tiểu tiện nhân chu phát tài nhìn chầm chầm các tường kia trương xinh đẹp gương mặt trong ánh mắt hiện lên điên cuồng hưng phấn nhưng mà sự thật lại một lần giáo hội chu phát tài như thế nào là si tâm vọng tưởng. Liền ở những cái đó nhân ra đỉnh dầu mở tùy ý ánh mắt, hướng về các tường tiếp cận, nóc nhà đột nhiên truyền đến thật lớn tiếng vang. Trừ bỏ các tường, mọi người theo bản năng hướng tới nóc nhà nhìn lại. Sau đó, liền thấy được gọi bọn hắn tuyệt vọng lại hoảng sợ một màn. Vô số chỉ thật lớn kênh kênh điên rồi dường như hướng kho hàng thoáng, bọn họ liền đào một thương hoặc là khảm đao cơ hội cũng không có, từng cái bị cắn xé chạy vắt dò lên cổ cũng không biết ai gân cổ lên tru lên mau mau đi ra tìm môn đi ra ngoài a à. các tường tuy rằng tưởng chính mắt nhìn chầm chầm nhóm người này kết cục lại rốt cuộc không có trải qua quá cái gì huyết tinh hình ảnh vì thế nàng liễm xuống nước mắt nhẹ nhàng nâng khởi hai tay cánh tay một con hình thể đặc biệt khổng lồ kênh kênh liền bay đến nàng trên không vương hữu lực móng vuốt vững vàng bắt lấy cánh tay của nàng không có thương tổn đến nàng đồng thời phe phẩy cánh thông qua trên nóc nhà phá động đem tiểu cô nương cấp mang theo đi ra ngoài. Mà kho hàng ngoại đã mai phục hảo, đem một thương chi nhắm ngay đại môn, tùy thời chuẩn bị đánh bại từ bên trong chạy ra tới phạm nhân các binh đám người, cùng mới vừa leo lên đến nóc nhà, chuẩn bị nhìn xem bên trong tình huống phó lập thành cùng tiểu trương. Mọi người nhìn một con thật lớn kênh kênh nhẹ nhàng vỗ cánh, đem kiều kiều mềm mại tiểu cô nương đưa tới trên nóc nhà không, vững vàng huyền phù. Mọi người Chương 11 chương 11 Hôm nay, trăng sáng sao thưa chiều hôm vẫn chưa cho mọi người tầm mắt mang đến quá nhiều trở ngại ít nhất các tường bị thật lớn vô cùng kênh kênh mang ra kho hàng cũng nhẹ nhàng đem nàng đặt ở các binh mấy người bên cạnh này một quá trình là mọi người tận mắt nhìn thấy nhưng mà bọn họ còn không kịp nhiều hiếm lạ vài lần phía trước cách đó không xa liền có người từ kho hàng bên trong phá cửa mà ra cùng với không ngừng là rất nhiều hung mảnh kênh kênh còn có các phạm nhân thê thảm tiếng kêu các binh cũng không rảnh lo quan tâm chất nữ vài câu mang theo cấp dưới, vây quanh ở bên ngoài, tận dụng mọi thứ bắt đầu nhặt của hời. Chỉ cần có phạm nhân đột phá kênh kênh nhóm công kích phạm vi, danh cảnh sát liền vây quanh đi lên. Hơn nữa có phó lập thành hai người hỗ trợ, tổng cộng 10 phạm nhân, thực mau đã bị liền khống chế được. Xác định một cái cũng chưa có thể chạy trốn, các tường mới đã đi tới. Ngũ bá phụ, bọn họ ba cái chính là tội phạm giết người, còn lại chính là muốn tới mua ta, tiểu cô nương trên mặt cũng không có cái gì sợ hãi. Ngược lại đứng ở các binh bên cạnh, làm lơ những cái đó bị khảo lên phạm nhân giết người ánh mắt, miệng nhỏ bla bla cáo nổi lên trạng tới. Đột nhiên, các tường cảm thấy trên trán truyền đến một chút đau đớn cảm, nàng cả người bị một cổ không lớn lực đạo chọc sau này lão đảo hạ. Các tường tê một tiếng, theo bản năng che lại trán sau, nhìn trước mắt sắc mặt hắt như đáy nồi, cả người đều ở vào bạo nộ bên cạnh các binh. Tiểu cô nương mới hậu tri hậu giác phản ứng lại đây, chính mình mới vừa rồi là bị ngũ bá phụ chọc trán không phải rất đau lại mặt danh bắt đầu chột dạ lên trong lòng biết ngũ bá đây là chuẩn bị cùng chính mình thu sau tính sổ tới quả nhiên mới vừa rồi còn bình tĩnh quyết đoán cục trưởng đại nhân lúc này hóa thân thành phun hỏa bạo long người cái tiểu nha đầu người cũng thật năng lực a à. người đây là không muốn sống nữa nhóm người này là cái gì bọn họ là bỏ mạng đồ đệ người biết bọn họ trên tay có án mạng nhiễm nhiều ít huyết sao tư nhiên còn dám hướng lên trên hướng Ngươi có mấy cái mệnh a à? A. À. nói chuyện a à. ta xem ngươi chính là thiếu thu thập từ nhỏ đến lớn kiếp trước kiếp này các tường đều không có gặp được quá như vậy trực diện thô bạo giáo dục nàng nhất thời chinh lăng đương trường ngây ngốc nhìn nhà mình ngủ bá phụ nổi trận lôi đình bộ dáng nếu không có bên cạnh cảnh sát ngăn đón các tường tuyệt đối tin tưởng ngủ bá phụ xác định vững chắc sẽ xông tới tấu chính mình một đốn nghĩ đến đây đúng là trung nhị tuổi còn có chút mặt mũi tay nải các tường theo bản năng sau này dịch hai bước nhỏ giọng nói thầm ta kia cũng là không có biện pháp a à, lại không phải ta chủ động đụng phải đi ta kia nhiều lắm chỉ có thể tính tương kế tựu kế ngươi còn dám tranh luận vốn dĩ bị các thuộc hạ trấn an không sai biệt lắm các binh nghe được tiểu nha đầu già mồm cả người đều tạc một nhảy ba thước cao không quan tâm liền phải tấu hùng hài tử các tường vừa thấy này tư thế nhanh chân liền chạy tuy nói có chút không phù hợp nàng nỗ lực duy trì thuộc nữ nhân thiết cũng tổng so với bị đánh tới mất mặt hảo nhìn phía trước nhanh chân chạy trốn, thường thường còn quay đầu lại tranh luận hai câu tiểu cô nương. Nhìn nhìn lại ngày thường ổn trọng không khéo, giờ phút này bị chọc tức đỉnh đầu bốc khói, hùng hùng hổ hổ đuổi theo hùng hài tử các binh, nếu không phải trường hợp không đúng, mọi người đều sắp cười ra tiếng. Liền ở các tường chân cẳng nhanh nhẹn vây quanh mọi người lại dạo qua một vòng khi, phó lập thành buồn cười ngăn cản sắp bị hùng hài tử tức chết các binh, ôm thanh trấn an nói, được rồi, ngũ ca, hài tử còn nhỏ đâu, các tường thấy có người hướng về chính mình, cũng không chạy, nhưng mệt chết nàng, nàng hơi hơi thở phì phò, một bên khó mà tin được chính mình cư nhiên sẽ làm ra như vậy ấu trĩ sự tình, một bên thẹn thùng từ phó lập thành phía sau lộ ra đầu nhỏ trộn ngắm. Không nghĩ đối diện thượng chính mình ngủ bá phụ hung ác ánh mắt, nàng cấp hù rụt rụt cổ, nghĩ thầm xong rồi, đây là không dứt ý tứ A. Ai? Tổng cảm thấy hôm nay về nhà, tình cảnh sẽ thực gian nan, hy vọng mẫu thân có thể đứng ở nàng bên này đi, rốt cuộc nàng cũng là báo thù sốt ruột không phải. Các tường ủ rũ cục đuôi tưởng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến không nhỏ động tĩnh, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện là bộ đội vũ trang người tới. Tuy nói sự tình đã giải quyết, nhưng làm xin giúp đỡ người, các binh vẫn là muốn đi tỏ vẻ cảm tạ, hắn nỗ lực hít sâu mấy hơi thở, điều chỉnh tốt cảm xúc sau, mới cách không điểm điểm giấu ở phó lập thành phía sau tham đầu tham não tiểu nha đầu, cắn răng nói, ngươi cái nha đầu thúi, ngươi chờ. Xem trở về như thế nào thu thập ngươi. Nói xong lời này, các binh quay đầu liền đi, Thâm Giác chính mình lại đã đi xuống, phải bị tức chết. Hắn mới vừa bước ra đi vài bước, như là mới phản ứng lại đây gì đó dường như, các binh bá quay đầu lại, tầm mắt ở tiện nghi em rể cùng nhà mình tiểu chất nữ trên người qua lại chuyển động vài vòng. Sau đó lược hạ một câu, "Em rể, ngươi là làm cha, nha đầu này quả thực vô pháp vô thiên, vừa vặn sấn cơ hội này, ngươi cấp hảo sinh giáo dục một phen." Các tường Trận mắt há hốc mồm, nàng ca 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 nâng lên đầu nhỏ, nhìn về phía che ở chính mình trước người cao lớn nam nhân, đây là mẫu thân trượng. Phu, nàng tiện nghi tân cha. Phó Lập Thành nhìn các binh đi nhanh rời đi bóng dáng, mí mắt giật giật, trừ bỏ nhà mình chất nhi phó khuê, hắn thật đúng là không có cùng hài tử ở chung kinh nghiệm. Nhưng là tiểu tử thúi quan ngã đập đánh hảo nuôi sống, 15 tuổi tiểu nha đầu phải nói cái gì. Suy tư sau một lúc lâu, Phó Lập Thành thật sự vô pháp bỏ qua sau lưng nóng rực tầm mắt, hắn cứng đờ quay lại thân mình, cúi đầu nhìn về phía tiểu cô nương, miếm môi, gian nan nghẹn ra hai chữ, ngươi hảo. Các tường. Ngươi hảo. Mẫu thân, cái này cha nhìn giống như còn không tồi bộ dáng. Nhanh như vậy bắt được giết người phạm cũng không đại biểu liền không có việc gì, kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, kế tiếp 10 ngày nửa tháng, các binh cơ bản muốn đóng quân ở đồng công an bận rộn. Hắn không rảnh đưa tiểu nha đầu trở về, trực tiếp bàn tay vung lên, đem tiểu nha đầu ném cho nàng Tân cha, liền vỗ vỗ mông chạy lấy người. Các Tường. Phó Lập Thành nhìn vô thố tiểu cô nương, cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc hai người thật sự không thân, chẳng sợ hiện tại, bọn họ đã ở một cái sổ hộ khẩu thường, lại như cũ xa lạ khẩn. Hắn chủ động tiếp nhận tiểu nha đầu màu hồng phấn cặp sách, trực tiếp mang theo người lên xe. Từ đồng công an đến Lý Nguyên thôn, các Tường đi bộ ước chừng yêu cầu 40 phút, lái xe cũng liền 10 phút không đến dọc theo đường đi ba người cũng chưa nói chuyện thùng xe một mảnh an tĩnh các tường một người ngồi ở ghế sau có chút câu nệ vuốt ve oa ở nàng lòng bàn tay đoàn tử một chút một chút giảm bớt xấu hổ cảm xúc tương so với tiểu cô nương trầm mặc là một cái thành thục nam nhân đi phó lập thành muốn tự tại rất nhiều hắn đã không có ngay từ đầu đối mặt tiểu nha đầu không được tự nhiên giờ phút này chính hít mắt ngồi ở ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần nhưng thật ra lái xe cảnh vệ viên tiểu trương xuyên thấu qua kính chiếu hậu mắt thường thường quét về phía ghế sau tiểu cô nương. Đúng vậy, tiểu cô nương, đầy mặt tính trẻ con, nghe thủ trưởng nói, là một cái mới thượng sơ nhị tiểu cô nương. Về sau nàng chính là thủ trưởng gia thiên kim. Tiểu trương tham gia quân ngũ một năm, 19 tuổi thời điểm, đã bị lúc ấy vẫn là đoàn trưởng thủ trưởng chọn đến bên người làm nhân viên cần vụ, đến bây giờ, thời gian đã qua đi 6 năm. Thủ trưởng lại lần nữa thăng chức, hắn cũng thành thủ trưởng trong đó một người cảnh vệ viên. Ngần ấy năm, hắn đi theo thủ trưởng bên người, cơ hồ một tấc cũng không rời, tự xưng là đối với thủ trưởng làm người, nhiều ít có chút hiểu biết. Bên ngoài suy đoán thủ trưởng đột nhiên kết hôn, là vì lên chức, tiểu trương là không tin. Khả năng lên chức chỉ là thuận nước đẩy thuyền, quan trọng nhất nguyên nhân hẳn là có hai cái. Một cái là ứng phó trong nhà thúc dục hôn, một cái chính là ngăn chặn hoàng bảo ánh dây dưa. Đến nỗi vì cái gì cưới một cái nhị hôn mang hài tử nữ nhân, lấy hắn đối với nhà mình thủ trưởng hiểu biết, phó lập thành người này là cái công tác cuồng trước kia ra nhiệm vụ liền cùng không muốn sống giống nhau gặp được nguy hiểm mỗi khi luôn là xông vào trước nhất mặt cấp cùng nhau hành động các thuộc hạ tuyệt đối cảm giác an toàn tuy nói hiện giờ tuổi chức vị đều ở đề cao công tác phạm vi cũng dần dần di đến hậu phương lớn chỉ huy lại vẫn như cũ không thay đổi công tác cuồng bản tính như vậy trong mắt chỉ có công tác nam nhân đối với cưới ai căn bản là không có gì yêu cầu một hôn nhị hôn Tam hôn phỏng chừng ở phó lập thành trong mắt không có bất luận cái gì khác biệt. Chỉ cần bối cảnh sạch sẽ, người không có ý xấu, không chậm trễ hắn toàn tâm nhào vào công tác mặt trên liền thành. Không thể không nói, tiểu trương đi theo phó lập thành bên người ngần ấy năm, đối với hắn ý tưởng sờ vẫn là 89 phần 10, này thật đúng là hắn kết hôn nguyên do. Sớm muộn gì đều phải kết hôn, ở hắn tính toán kết hôn thời điểm, vừa vặn gặp được các tuyết. Tra xét các gia sở hữu bối cảnh sau, cảm thấy thích hợp, các tuyết điệu thấp không gây chuyện, liền kết hôn. Nguyên nhân chính là như vậy đồ phá hoại, căn bản không có người khác tưởng như vậy phức tạp. Chỉ là, này hết thảy suy đoán, ở nhìn thấy thủ trưởng gia cái này tân ra lò kế nữ sau, tiểu trương liền có chút chần chờ lên. Tiểu cô nương có lẽ là phát dục vãn, lúc này thân cao vừa qua khỏi 1 mét 5 nhiều điểm, tuyệt đối không có một M6. Ngũ quan tinh xảo gọi người kinh ngạc cảm thán, lại che giấu không được kia phấn đô đô trẻ con vì, cả người so hữu nghị cửa hàng búp bê Tây Dương còn phải đẹp. Tiểu Trương liền chưa thấy qua sau cô nương này càng thêm xinh đẹp người trong Tivi cũng không có nữ nhi có như vậy xinh đẹp mềm một diện mạo không khó tưởng tượng sinh ra nàng mẫu thân là vị như thế nào tuyệt sắc gia nhân nghĩ đến đây Tiểu Trương ánh mắt mơ hồ một chút lại đem tầm mắt dời về phía nhà mình thủ trưởng trong lòng đột nhiên liền không xác định lên thủ trưởng không phải là xem mặt đi như thế nào phó lập thành trầm thấp hồn hậu thanh âm đột ngột vang lên hắn như cũ nhắm hai mắt lại có thể cảm giác được nhà mình cảnh vệ viên ở chính mình trên người lưu luyến tầm mắt tiểu trương da đầu căng thẳng nghiêm trang nhìn thẳng phía trước không có gì thủ trưởng ngài xem hạ có phải hay không phía trước kia đóng nhà lầu chính là phó lập thành chậm rãi mở to mắt cũng không truy cứu hắn mới vừa rồi nhìn trộm chỉ là nhìn về phía cách đó không xa phòng ở khẽ ừ một tiếng tỏ vẻ phía trước chính là mục đích địa được đến xác thực hồi đáp tiểu trương nhẹ xoay phía dưới hướng bàn thực mau liền đem xe chạy đến nhà lầu trước mặt trên đất bằng, sang bên ngừng lại. Bên này xe còn chưa tắt lửa, viện môn đã bị người từ bên trong mở ra. Nhiều lần trì hoãn, lúc này đã là buổi tối 8 điểm nhiều. Thường lui tới lão gia tử lão thái thái cái này điểm sớm đã ngủ hạ, lúc này lại đều lo lắng chờ ở trong nhà, nghe được ô tô thanh âm, mọi người phần phật đều từ trong viện vọt ra. Các thúy phương nhìn thấy tiểu cháu gái từ trong xe xuống dưới, một cái bước xa đi tới nàng trước người, lôi kéo tiểu nha đầu, liền đèn xe trên dưới đánh giá, cẩn thận sờ soạn. Sau một lúc lâu, xác định cháu gái thật sự không bị thương, lão thái thái mới đau lòng đem người ôm vào trong ngực, tâm can thịt kêu to. Thẳng ồn ào nhà mình kiều kiều mềm mại cháu gái Nhi bị đại khổ. Nghĩ lại lại bắt đầu mắng những cái đó tội phạm giết người, sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục, sinh Nhi tử không thí khẩu vân vân. Tóm lại như thế nào ác độc như thế nào tới? Các tường qua ở nải nải trong lòng ngực, bên tai nghe lão thái thái trong chốc lát đau lòng, trong chốc lát mắng thanh âm, bên cạnh còn thường thường truyền đến gia gia cùng đại bá đại bá mẫu bọn họ quan tâm. Ngay cả ngày thường đã ngủ hạ hai cái tiểu đường đệ cũng ở một bên, nôn nóng nhảy nhót, vụng về an ủi. Không biết vì cái gì. Kiếp trước bị thân sinh phụ thân đương hàng hóa bồi dưỡng, hôm nay bị giết phạm nhân bắt cóc, đều không có rớt quá một giọt nước mắt các tường, đột nhiên liền bắt đầu mũi toan lên. Này không phải bi thương. Đây là vui sướng nàng rất rõ ràng cảm giác được lồng ngực chỗ, bởi vì trước mắt người, chính không ngừng cuồn cuộn ra nùng liệt ấm áp. Cũng là giờ khắc này, nàng đột nhiên đối với cái này gia đình có mãnh liệt lòng trung thành. Các tường lại lần nữa thỏa mãn than thở, có thể cùng mẫu thân đi vào thế giới này, trở thành các gia người, thật là lại tốt đẹp bất quá sự tình. Nghĩ đến mẫu thân, các tường lau lau khóe mắt, từ nãy nãy trong lòng ngực nâng lên đầu, liền nhìn thấy mẫu thân công thủy mắt, nàng đứng ở cửa, cười khanh khách nhìn các nàng nhìn thấy nữ nhi nhìn qua ánh mắt, các tuyết mới từ chỗ tối đi ra. Nàng ánh mắt cùng vẫn luôn đứng ở bên cạnh, an an tỉnh tỉnh cao lớn nam nhân nhìn nhau hạ, hàng mi dài run rẩy sau, bình tĩnh gật gật đầu, trong lòng lại đã là sáng tỏ, đây là phó lập thành đi. Nàng có chút lời nói muốn cùng người nam nhân này xác nhận, chỉ có xác nhận sau, nàng mới có thể biết xử lý như thế nào kế tiếp hôn nhân. Bất quá, hiện tại không phải thời điểm. Các tuyết nâng lên trắng nõn mảnh khảnh tay nhỏ, vỗ vỗ mẫu thân bả vai, Ông Thanh nhắc nhở, mẹ, Phó Lập Thành tới, có chuyện gì trước vào nhà nói. Lão Thái Thái đối với quê nữ đề nghị, tất nhiên là nể tình, nàng lung tung xoa xoa khóe mắt, xoay người, chỉ là ngoài miệng khó tránh khỏi oán giận, Phó Lập Thành là ai? Các thúy phương mới vừa xoay người, nói một nửa nói liền tạp ở cổ họng, nhìn trước mắt cao lớn tuấn mỹ quân trang nam nhân, nhất thời nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Xong con bê, nhất thời đại ý, đã quên tiện nghi con rể liền kêu Phó Lập Thành. Tương so với lão thái thái bọn họ xấu hổ, phó lập thành lại như là không có nghe được giống nhau, thần sắc cung kính hướng về phía lão thái thái bọn họ hơi hơi khom lưng chào hỏi, ba, mẹ, như vậy vãn quấy rầy ngài nhị lão. Nói xong lời này sau, phó lập thành lại hướng tới bên cạnh co quách đại cửu ca hai vợ chồng hỏi thanh hảo. Có con rể cấp bậc thang, các thúy phương vỗ đùi, lực hiện khắc nghiệt trên mặt tức khắc bài trừ một đóa đại đại cúc hoa, phỏng tựa mới vừa nói phó lập thành là ai người không phải nàng giống nhau lão thái thái nhiệt tình tiếp đón người, biên cười biên lôi kéo người hướng trong phòng mang, a gia uy, con rể tới, mau. Mau vào phòng, khác không khác. Có đói bụng không? Mẹ cho ngươi hướng nước đường, lại cho ngươi nấu chén mì, bên trong nằm hai trứng gà. Bla bla. Các tường nhìn mới vừa rồi còn vây quanh chính. Mình chuyển động mọi người trong nhà, nháy mắt bỏ xuống nàng nhiệt tình tiếp đón khởi tiện nghi tân cha. Đột nhiên sinh một ít cảm xúc, nàng cổ cổ quay hàm, nhỏ giọng nói thầm ta cũng không ăn đâu phục các tuyết thấy nữ nhi khó được tính trẻ con bộ dáng bị đậu đến bật cười lại cũng vui mừng nàng cuối cùng giống cái mười mấy tuổi hài tử thấy tiểu nha đầu bị chính mình cười có chút ngượng ngùng bỏ qua một bên đầu nàng nắm nữ nhi tay ôm nhu nói ngươi nha tuy rằng ngũ ca không có nói cụ thể chỉ nói ngươi gặp được tội phạm giết người bị liên lụy đi vào không có gì đại sự nhưng nương hiểu biết ngươi trong đó tất nhiên còn có nội tình chờ cơm nước xong ngươi cẩn thận nói với ta tới. Mẫu thân nhắc tới cái này đề tài, các tường lại tới nửa tinh thần, nàng vừa định nói cho mẫu thân chính mình vì tiểu các tường báo thù, dư quan liền phát hiện bên cạnh còn đứng một người. Các tuyết theo nữ nhi tầm mắt vọng qua đi. Phát hiện người này một thân quân trang, hẳn là cùng nàng kia tiện nghi trượng phu cùng nhau tới, giờ phút này chính xấu hổ xử tại nơi đó. Các tuyết trong lòng hiểu rõ, lão thái thái vừa rồi trong mắt chỉ có con rể, liền các nàng mẹ con đều đã quên, nơi nào còn có thể nhìn đến người khác nàng hướng tới tuổi trẻ quân nhân lộ ra một cái dịu dàng tươi cười hô đừng đứng mau vào phòng đi tẩu tử như vậy cười tiểu trương chỉ cảm thấy toàn bộ chiều hôm đều sáng sủa lên trong lòng hoài nghi nhân loại có thể trưởng thành như vậy sao thật không phải tiên nữ hạ phàm cũng tại đây một khắc tiểu trương rốt cuộc biết nguyên lai thư thượng nói kia tươi cười tốt đẹp như bách hoa đồng thời nở rộ rốt cuộc là ý gì Hắn cơ hồ cùng tay cùng chân đi theo tẩu tử phía sau, lúc này mê mê hoặc hoặc đầu óc trung chỉ dư một ý niệm. Thủ trưởng tuyệt đối là xem mặt. Chương 12 chương 12. Đêm khuya tĩnh lặng. Các tường không ngừng đẩy nhanh tốc độ viết hảo tác nghiệp, thời gian cũng đã sắp đến 12 điểm. Nàng nhẹ hu một hơi, khép lại sách vở, lại từng cuốn đem chi đô đặt ở cặp sách, kiểm tra không có bỏ sót sau, mới đứng dậy chuyển động vài cái có chút cứng đờ cổ. Tác nghiệp làm tốt ôm nhu giọng nữ ở phòng trong vang lên. Các tường quay đầu lại, lúc này mới phát hiện mẫu thân cư nhiên còn không có nghỉ ngơi, nàng nhẹ nhàng, ân. Một tiếng, lại đi hướng một bên bồn rửa tay, rửa sạch tay, dùng khăn lau khô sau, mới bước nhanh hướng giường đệm đi qua đi. Mẫu thân như thế nào còn chưa ngủ? Ta xảo đến ngài. Các tường trên giường phô bên ngoài nằm xuống, quay đầu hỏi mẫu thân. Vẫn là học sinh đảng các tường, trừ bỏ nghỉ ngơi thiên, cơ bản mỗi ngày đều phải dậy sớm, cho nên nàng lựa chọn ngủ ở giường đệm bên ngoài, như vậy tương đối phương tiện. Tháng năm ban đêm có chút lạnh. Các tuyết giơ tay cấp nữ nhi dịch dịch chăng, cũng đi theo nằm xuống, nàng nói, không có xảo đến ta, chính là còn không vây, lại nói nương ngày mai có thể bổ miên, nhưng thật ra ngươi ngày mai còn muốn đi học, thiên không còn sớm, mau mau ngủ đi. Các tường nhất thời không có gì buồn ngủ, bất quá vẫn là nghe lời nói ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại chuẩn bị bồi dưỡng giấc ngủ. Nàng muốn hỏi mẫu thân có phải hay không bởi vì cấp tiểu các tường các nàng báo thù, cho nên mới sẽ hưng phấn ngủ không được. Hay là... Tiện nghi cha đã đến, kêu mẫu thân rối loạn nổi lòng. Chỉ là, những lời này nàng đều còn không có hỏi ra khẩu, liền ở mẫu thân có tiết tấu chụp vỗ hạ đã ngủ. Căng chặt cả đêm cảm xúc, cũng ở mẫu thân quen thuộc hơi thở trung, hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Đêm ngủ không ngủ gian, các tường mơ mơ màng màng tưởng, hoặc là mẫu thân không ngủ hạ, chỉ là lo lắng nàng hôm nay buổi tối tao ngộ, riêng bồi nàng thôi. Mang theo loại này suy đoán, các tường trong lúc ngủ mơ khóe miệng đều là dơ lên. Các tuyết nghe nữ nhi đều đều hô hấp, biết nữ nhi đã tiến vào giấc ngủ. Bất quá trên tay nàng động tác chưa đình, như cũ có tiết tấu chụp hống tiểu nha đầu. Lại qua hơn 10 phút, xác định nữ nhi hoàn toàn tiến vào thâm miên, các tuyết mới chậm rãi dừng chụp vỗ động tác, dương mắt thấy nữ nhi khuôn mặt nhỏ ngủ đỏ bừng, nàng bất đắc dĩ cười cười. Các tuyết nghĩ, nhà mình nữ nhi tâm lớn như vậy cũng là tốt hiểu biết sự tình trải qua nàng không có cách nào trách cứ nữ nhi nàng rõ ràng biết chẳng sợ không có nguyên thân hai mẹ con thù hận nữ nhi bị những người đó phát rồ người bắt cóc lúc ấy giả bộ bất tỉnh lại đồ về sau thoát đi mới là chính xác nhất nàng các tường làm thực hảo nhưng là làm cha mẹ liền tính biết nữ nhi có tự bảo vệ mình năng lực liền tính chính mắt nhìn thấy nàng bình an trở lại nàng bên người nhưng chỉ cần tưởng tượng đến ấu tiểu non nớt nữ nhi đã từng trải qua quá như vậy đáng sợ sự tình nàng liền như thế nào cũng ngủ không được lo lắng hài tử tâm lý có bóng ma thẳng đến giờ phút này thấy nàng cắt tường cơ hồ dây ngủ thả giấc ngủ chất lượng cũng không tệ lắm bộ dáng tuy nói có chút dở khóc dở cười nhưng không thể không nói bởi vì nữ nhi hoàn toàn không để bụng kêu cắt tuyết cũng chậm rãi yên lòng chỉ là nàng như cũ không có thu hồi tay cũng không tắt đèn vẫn luôn nửa ôm lấy nữ nhi nho nhỏ thân mình xác định người ở chính mình trong lòng ngực liền này có chút biệt nữ tư thế, chậm rãi cũng đã ngủ. Hôm sau, các tuyết từ trên giường thanh tỉnh thời điểm, phòng trong đèn đã bị tắt đi. Dày nặng bức màn khe hở lậu vào được một chút ánh mặt trời, nàng ngồi dậy, xoa xoa có chút phát trướng đầu, cả người đều có chút quể oải. Đêm qua nữ nhi ngủ thơm nứt. Nhưng thật ra nàng, lo lắng một đêm tỉnh bảy tám hồi, liền sợ các tường bị dọa ra bóng ma. Bất quá thông qua này một đêm lăn lộn, nàng xem như minh bạch, tiểu nha đầu thật không phải giống nhau tâm đại, nàng tuyệt đối không có bóng ma, có bóng ma ngược lại là nàng cắt tuyết. Tư cập này, cắt tuyết than nhẹ một hơi, buồn cười lắc lắc đầu. Nàng gom lại cặp eo tóc dài, dùng một sợi dây cột tóc tán tán hệ ở đuôi tóc, mới lười biến xuống giường, mặt chỉnh tề sau, thói quen tính kéo ra dày nặng bức màn. Bên ngoài ánh mặt trời thực hảo, tươi đẹp ấm áp, nàng lại đẩy ra cửa sổ, gió nhẹ thổi tới, một trận tươi mát thanh nhã hoa quế mùi hương bay tới, các tuyết vừa định hiếp mắt hưởng thụ một phen thiên nhiên tốt đẹp, liền nghe được một trận cạc cạc. Tiếng cười vang lên. Các tuyết da đầu mặt danh nắm thật chặt, nàng theo bản năng tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy được một cái kêu nàng có chút phun cười hình ảnh. Chỉ thấy trong viện, một chữ bài khai cái ghế thượng, ngồi bảy cái lão thái thái, lão thái thái nhóm hướng tới đối diện, dáng ngồi ngay ngắn tuấn mỹ nam nhân, lộ ra còn còn thừa không nhiều lắm hàm răng, cười kia kêu một cái thấy nha không thấy mắt, mồm năm miệng mười dò hỏi cái gì, thường thường còn cười, cạc cạc. Thật là không nghĩ tới, ở chính mình còn ở giấc ngủ trung hưởng thụ thời điểm, tiện nghi trượng phu đã ở tiếp thu, khổ hình, các tuyết trong mắt xẹt qua vui sướng khi người gặp họa, nàng thề, nàng tuyệt đối ở phó lập thành kia trương không có gì biểu tình trên mặt thấy được sống không còn gì luyến tiếc. Cũng không biết có phải hay không nàng vui sướng khi người gặp họa quá mức rõ ràng, cũng hoặc là nam nhân quá mẫn cảm. Dưới lầu bị bảy cái lão thái thái, lăn lộn, sức đầu mẻ tráng phó lập thành, xoay đầu tới, tầm mắt thẳng tắp đụng phải thê tử xem kịch vui ánh mắt. Phó Lập Thành hiếp hiếp mắt, thẳng tắp nhìn chầm chầm bên này. Nhìn thấy cháu rễ động tác, bảy cái lão thái thái sôi nổi theo hắn tầm mắt nhìn lại đây. Các tuyết da đầu nháy mắt tê dại, lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước bị đại cô cô cùng nhà mình lão mẫu thân kia kỳ quái luận điệu với vẫn chi phối sợ hãi, nàng vừa định trùng mất, đã bị hưng phấn hướng về phía nàng vẫy tay lão thái thái nhóm gọi lại bước chân. Trong viện lão thái thái nhóm, từng cái hướng tới các tuyết tiếp đón. A da, đại cô Tuyết Tuyết tỉnh lạp. Mau xuống dưới ăn cơm sáng, mẹ ngươi cho ngươi lưu cơm sáng đâu, còn có đại cô cho ngươi mang mức táo bánh, ngon ngọt, mềm mại, ăn rất ngon. Nhị cô cũng cấp chúng ta Tuyết Tuyết mang ăn ngon. Tam cô cũng mang theo, là Tuyết Tuyết yêu nhất ăn trứng gà bánh. Kêu gì kêu nha, mau kêu Tuyết Tuyết trước xuống dưới, này đều mau chín điểm, lại không ăn cơm sáng, lập tức đều phải ăn cơm trưa. Chính là, các ngươi đừng lôi kéo Tuyết Tuyết nói chuyện phím. Chậm trễ hài tử ăn cơm, Tuyết Tuyết mau xuống dưới, năm cô cho ngươi làm bánh hoa quế. Các Tuyết nhìn trong viện bảy cái cô cô, người liếc mắt một cái ta một ngữ đem tiêu điểm đều chuyển qua trên người mình. Nàng cương biểu tình, miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, mới chậm rãi hướng dưới lầu mà đi. Rời đi cửa sổ thời điểm, nàng không quên trao lập thành một cái nhàn nhạt ánh mắt. Các Tuyết rửa mặt chảy đầu qua đi, lập tức đi phòng bếp, bưng mẫu thân vì chính mình ôm bữa sáng đến trong viện vừa ăn biên cùng bảy vị cô cô nói chuyện phiếm. Vừa lúc giải phóng đã bồi lão thái thái nhóm hơn một giờ, sắp khiên không được phó lập thành. Tuyết tuyết, cháu rể người không tồi, ngươi phải hảo hảo cùng người sinh hoạt biết không? Các tuyết uống xong một chén nhỏ cháo đậu đỏ, lại cầm lấy một cái trứng gà bắt đầu lột thời điểm, đại cô cô lời nói thấm thía khuyên nhủ, tràn đầy năm tháng dấu vết mặt già thường, giờ phút này tràn đầy đều là từ ái. Nhị cô cũng gật đầu phụ họa, vẻ mặt khôn khéo, cũng không phải là, ngươi đừng nhìn cô cô tuổi lớn, liền cái gì cũng đều không hiểu, kỳ thật cô cô. Đầu óc rất rõ ràng, tiểu phó người không tồi, chỉ bằng hắn có thể ngồi bồi chúng ta này những lão bà tử lao lâu như vậy cắn, còn không chê chúng ta lãi nhãi, quan này kiên nhẫn liền không phải người bình thường có. Là nha, tuyết tuyết, cháu rể người không tồi, ngươi nương đều cho ta nhìn qua, tiểu phó mang theo thật nhiều quà tặng, đều là chút tinh quý đồ vật, không keo kiệt. Tam cô cũng đi theo mặt mày hớn hở lãi nhãi bốn cô cho ngươi hỏi, tiểu phó nói ở ta bên này chỉ có thể dừng lại ba ngày, rất nhiều sự ngươi cần phải nắm chặt. Cũng không phải là, thật nhiều sự tình liệt, lại phải cho các tường chuyển trường, còn muốn làm cái tiệc rượu đi, cũng may phía trước các ngươi hộ khẩu đã dời hảo, bằng không muốn vội sự tình càng nhiều, bất quá chúng ta tuyết tuyết cả cho tốt như vậy cháu rể, khẳng định phải hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt, kêu kia bọn lão nương nhóm nhìn xem, chúng ta tuyết tuyết tốt như vậy cô nương, chỉ cần nàng muốn tìm đối tượng, vì dạng hảo điều kiện đều có thể tay kia gì tới? Đây là có chút sĩ diện ngủ cô cô. Tuyết tuyết, tiệc trụ là khẳng định muốn làm, chúng ta ở nông thôn nhưng không tin gì chứng không chứng, chúng ta chỉ nhận tiệc trụ, ngươi nếu là không làm, trong thôn nước miếng là có thể chết đuối ngươi, đây là tính tình có chút tiểu nóng nảy sáu cô. Bảy cô nghẹn nửa ngày, ấp úng gật đầu. Là, tuy nói này những lão thái thái có đôi khi kỳ ba chút, nhưng là đối với người trong nhà, kia thật là không lời gì để nói, làm bị yêu quý trong đó một viên, các tuyết lại không phải vô tâm không phổi hỗn người, nghe cô cô nhóm mồm năm miệng 10 kiến nghị, tán đồng gật gật đầu. Mặc kệ Phó Lập Thành vì cái gì đồng ý kết hôn, hai người đều đã kết hôn, bộ đội bên kia nàng đảo không sao cả, nhưng là quê nhà bên này, hôn lễ là khẳng định muốn làm, liền tính là vì người nhà thể diện, cũng cần thiết làm. Nghĩ đến đây, các tuyết nuốt xuống cuối cùng một ngụm lòng trắng trứng, lại nhấp khẩu ôn khai thủy, mới trả lời, cô cô nhóm yên tâm đi, hôn lễ khẳng định muốn làm, ta chờ hạ liền đi tìm phó lập thành cùng hắn thương lượng một chút cụ thể thời gian lão thái thái thúc giục khi còn chờ cái gì a à, hiện tại liền đi hỏi đúng 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 vấn an thời gian tam cô liền trở về cho chúng ta tuyết tuyết chuẩn bị của hồi môn sáu cô cũng chuẩn bị từ thẩm văn hút kia vương bác dê con đi rồi sau ta liền bắt đầu ngô ngô sáu cô nói đến một nửa miệng đã bị bảy cô cấp bưng kín đối với thẩm văn hút người này đừng nói là không hề giao thoa chính mình chính là nguyên thân, các tuyết kế thừa nàng ký ức sau, cũng biết, các tuyết đối với nam nhân kia không có gì đặc thù cảm tình. Bất quá là tuổi trẻ thời điểm tổng phải gả người, liền tuyển một cái lớn lên đẹp nhất. Bị vứt bỏ kia một hai năm có lẽ thương tâm quá, lại cũng theo thời gian trôi đi, dần dần rút đi đối với thẩm văn hút người này sở hữu cảm xúc. Mặt sau không muốn ra cửa, chủ yếu cũng là tránh cho dung mạo khiến cho không cần thiết phiền toái, cùng kia cái gì tình thương lời đồn đãi không có bất luận cái gì quan hệ. Đương nhiên, bị người nhà bảo hộ quá tốt nguyên thân cũng không biết lời đồn đãi là được cho nên giờ phút này nhìn thấy mấy cái cô cô vẽ mặt nói sai lời nói ấy nấy biểu tình cắt tuyết trà lau sạch sẽ khóe miệng sau ông thanh trấn an nói cô cô nhóm ta không có việc gì thẩm văn hút trông như thế nào ta đều quên đến không sai biệt lắm không có gì không thể đề ta lại không thích hắn thấy chất nữ khuôn mặt bình tĩnh không giống làm bộ bảy cái lão thái thái cuối cùng yên tâm tới từng cái vỗ lão trái tim ám đắp may mắn may mắn tuyết tuyết không khổ sở, bằng không các nàng đến nhiều đau lòng. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là sợ hãi yêu muội phát hỏa, không cho các nàng về nhà mẹ đẻ. Khi có thể so thiên sập xuống còn dọa người liệt. Được rồi, được rồi, tuyết tuyết, ngươi đừng động chúng ta này những lão bà tử, ngươi đi hỏi hỏi cháu rể, khi nào làm tiệc trụ, chúng ta hảo chuẩn bị chuẩn bị. Năm cô chạy nhanh ngăn lại còn tưởng dông dài bọn tỉ muội, thúc giục các tuyết chạy nhanh tìm người đi phó lập thành cũng không khó tìm lúc này hắn chính mang theo hắn cảnh vệ viên ở phía sau kho hàng giúp đỡ cha vợ pháo đầu gỗ làm tủ bác lý bác trụ có không tồi thợ một tay nghề trên tay bận việc tủ bác là hắn gần nhất nhận được đơn đặt hàng phó lập thành tuy rằng không có đã làm nhân gia con rể nhìn cũng không được tốt thân cận nhưng là nên có nhãn lực thấy vẫn phải có này không rời đi lão thái thái nhóm vòng vây sau liền tới đây hỗ trợ lúc này nhìn đến các tuyết thước tha lã lướt xuất hiện ở kho hàng cửa còn không đợi Lý bác trụ cái này lão phụ thân dò hỏi. Cao lớn tuấn Mỹ nam nhân cũng đã buông trong tay khí cụ, mấy cái đi nhanh liền đón đi lên, cúi đầu dò hỏi, tìm ta. Lý bác trụ. Cũng. Cũng có khả năng là tìm ta. Chương 13 chương 13. Nam nhân rất cao, thân hình cường tráng, đứng ở các tuyết trước mặt, đem không tính lùng nàng phụ trợ hết sức nhỏ xinh. Khang Tuấn Vương triều nam nhân lấy văn nhã trắng nõn vì Mỹ, các tuyết kia, Trần Thế Mỹ, chồng trước chính là điển hình văn nhược thư sinh hình, thân cao ấn hiện tại đơn vị đổi, bất quá một M7 nhiều một chút điểm. Phó Lập Thành so chồng trước cao ước chừng có một cái đầu, các tuyết cần đến ngưỡng đầu mới có thể thấy rõ trên mặt hắn biểu tình. Tuy nói có chút ngoài ý muốn với, này nam nhân đối chính mình cái này, ngạnh ăn và đi thê tử hữu hảo, bất quá cũng nít xác kêu các tuyết trong lòng thả lỏng vài phần. Nàng đối với nam nhân công công mặt mày, sau đó hơi chút dịch khai một bước, dò ra đầu nhìn về phía cũng ngừng tay trung việc lão phụ thân, ôn thanh nói, ba. Lý bác trụ ánh mắt sáng ngời, chờ mong nhìn khuê nữ, chờ đến nàng nói ra tìm chính mình lời nói. Ta tìm phó. Lập thành có chút việc, ngài trước vội. Các tuyết không thấy suốt từ gia lão cha trong mắt tha thiết chờ đợi, nói xong lời này, lại ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, người lúc này phương tiện sao? Phó lập thành gật đầu, phương tiện. Kia. Đi trên lầu nói đi nói xong lời này các tuyết liền xoay người đi ở đằng trước dẫn đường nàng từ nhỏ ở ma ma dạy dỗ hạ đi đường tự thành tư thái phỏng tựa tam nguyệt liễu xanh thước tha nhiều vẻ thước tha lả lướt đẹp cực kỳ cao lớn cường tráng nam nhân giống như nhất đáng tin cậy kỵ sĩ giống nhau trầm mặc đi theo nữ nhân phía sau cũng không quay đầu lại rời đi rời đi lý bác trụ một viên lão phụ thân tâm tức khắc chua xót cực kỳ mới vừa rồi còn cảm thấy nào nào đều tốt con rể lúc này nhìn cũng mặt mày khả ố lên khụ khụ. Khi cái gì, Lý Thúc, ngài xem xem, này tủ chân ta pháo thành như vậy có thể chứ? Mắt nhìn hòa ái hảo tính tình Lý Thúc, sắc mặt càng ngày càng không tốt, là một cái đủ tư cách hảo cấp dưới, tiểu trương lập tức có ánh mắt dời đi nổi lên lão gia tử tầm mắt. Lý bác trụ. Cũng không biết nhà mình lão phụ thân giống như nuốt một lưu chanh, chua sót không được. Các tuyết hai người đã đi tới trên lầu phòng ngủ. Tuy nói là phòng ngủ, lại cũng không có bên ý tứ toàn bộ lý nguyên thôn trước mắt có thể ở lại thượng hai tầng nhà lầu tổng cộng liền tam gia, các gia đó là một trong số đó. nhà lầu nhìn như diện tích không nhỏ, nhưng là ở không ít người, các thúy phương hai vợ chồng, các nhân một nhà sáu khẩu còn có các tuyết mẹ con, thường thường còn có những người khác trở về tiểu trụ, tự nhiên không có khả năng đơn độc lưu một gian thư phòng gì đó, lại nói ở nông thôn căn bản cũng không có đơn độc thư phòng như vậy khái niệm. thuộc về các tuyết mẹ con phòng là lớn nhất, lấy ánh sáng tốt nhất, hơn nữa siêu đại ban công chừng mươi mấy mét vuông. Các tuyết đi vào thế giới này sau, liền thỉnh phụ thân hỗ trợ làm một cái, có 3 mét khoang rơi xuống đất bình phong cái giá, một tuần trước, bình phong thượng theo phẩm rốt cuộc hoàn thành, phía trên theo một bộ 2 mét khoang, một mét cao mẫu đơn phú quý đồ. Nàng mang nam nhân tới địa phương, chính là dùng bình phong cách ra tới tú phòng. Phó Lập Thành là cái điển hình thẳng nam, đối với theo thù loại này tinh tế tài nghệ cũng không hiểu, cũng chưa từng cố tình chú ý quá nhưng này cũng không đại biểu hắn không có thẩm mỹ tuy là đối này hành không còn có nghiên cứu nhìn trước mắt này phúc tinh vi hai mặt theo phó lập thành vẫn là có chút khiếp sợ tới rồi hắn là biết thê tử am hiểu theo thùa rốt cuộc đối với các tuyết cuộc đời tư liệu mặt trên vừa xem hiểu ngay nhưng là am hiểu tới trình độ nào hắn chưa từng có nhiều đi tìm hiểu hiện giờ xem ra này am hiểu hai chữ tựa hồ không quá thích hợp có lẽ dùng tinh thông tới hình dung mới càng thêm chuẩn xác tư cập này phó lập thành khó tránh khỏi liên tưởng khởi năm trước ăn tết ở nhà thời điểm mẫu thân khoe khoang kia một cái theo thùa khăn quàng cổ nhìn nhìn lại trước mắt này phúc hai mặt mẫu đơn phú quý đồ đối lập thảm thiết đương nhiên thảm thiết chính là mẫu thân hoa giá cao mua còn luyến tiếc đeo khăn quàng cổ lại nghĩ đến mẫu thân lúc ấy kia đắc ý sức mạnh phó lập thành trong mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười thủ nghệ của ngươi thực hảo phó lập thành ngồi ở giữa cửa sổ ghế mây thượng trên tay bưng thê tử vì hắn phao nước trà nhấp một ngụm thanh đạm trà hoa cúc sau, ôn thanh nói. Các tuyết cũng không biết hắn nói chính là chính mình theo nghệ, vẫn là pha trà tay nghề, nghĩ đến hẳn là không phải là pha trà. Nàng cười khẽ thanh, hào phóng nhận lấy hắn ca ngợi, bên không dám nói, đối với chính mình theo thua. Trình độ, các tuyết vẫn là có nắm chắc. Bất quá này Phúc Bình Phong cũng không tính hoàn mỹ. Lý Nguyên thôn vị trí hẻo lánh, nguyên thân trước kia hợp tác tú phòng theo tuyến cũng không đầy đủ hết, chất lượng cũng không phải tốt nhất, khả vì rời đi phía trước hoàn thành, nàng cũng không có theo thù thực tinh tế, cho nên này Bình Phong chỉ có thể biểu hiện ra nàng 6-7 chia tay nghệ. Đương nhiên, đã kêu mọi người trong nhà kinh diễm không thôi. Đây cũng là các tuyết cố ý vì này, trước cuộc này phó mẫu đơn đồ đã vượt qua nguyên thân tài nghệ quá nhiều, lại đã tốt muốn tốt hơn liền sợ sẽ bị hoài nghi. Bất quá này đó không quan trọng, nàng hôm nay muốn nói chính là bọn họ tương lai hôn nhân. Nghĩ đến đây, các tuyết buông trong tay cái ly, chủ động mở miệng, ta ta muốn biết ngươi vì cái gì lựa chọn kết hôn. Phó Lập Thành chọn hạ mày kiếm, cũng buông trong tay cái ly. Lúc này ánh mặt trời vừa lúc, tươi đẹp sắc màu ấm xuyên thấu qua đại cửa kính đánh vào nam nhân tuấn mỹ lập thể trên mặt, mông lung ra một sợi ôm nhu. Chỉ là nam nhân mở miệng lời nói lại rõ ràng nói cho ngươi, ôm nhu gì đó đều là ảo giác, ngươi hối hận. Các tuyết một nghẹn. Tuy nói hôn sự này không phải chính mình cầu tới, nhưng là nàng hiện tại chính là các tuyết, cùng chính mình cầu tới cũng không gì khác biệt, hơn nửa mấy ngày hôm trước cùng nữ nhi nói chuyện quá, trước mắt tới nói, không ly hôn mới là tốt nhất. Bất quá rốt cuộc động quá ly hôn ý niệm, cho nên các tuyết ánh mắt mơ hồ hạ, phủ định, không có hối hận. Phó Lập Thành lặng lặng nhìn đối diện mỹ lệ không giống chân nhân thê tử, cũng không có đào bới đến tận cùng ý tứ, chỉ là thành thật nói, ta yêu cầu một người thê tử. Đây là lý do. Đây là lý do. Đối với Phó Lập Thành trả lời, các tuyết không thể nói ngoài ý muốn như vậy một cái xuất sắc nam nhân, người nói hắn đối ai nhất kiến chung tình, vì ái trầm mê gì đó, nàng là tuyệt đối không tin. Ngược lại là loại này nhất không giống lý do lý do tương đối có sức thuyết phục. Kia! Đó là! Trên danh nghĩa thê tử sao? Vấn đề này đối với một cái cổ nhân tới nói có chút đột phá cực hạn, chẳng sợ nữ nhi đã mười mấy tuổi, cắt tuyết như củ thiêu đỏ bên tai, lại vẫn là kiên trì hỏi ra tới. Chỉ là hỏi xong lời nói sau, nàng cuối cùng là có chút khiên không được, nâng chung trà lên, làm bộ khát nước nhấp một ngụm, lông quạ hàng mi dài, cũng tùy theo thu xuống dưới, che khuất trong mắt không được tự nhiên. Lời này hỏi. Lớn tuổi đồng tử kê phó lập thành đồng chí cũng có chút kiên không được. Thập niên 80 người đối với loại này đề tài, sau cổ nhân các tuyết đồng chí cũng hảo không bao nhiêu. Bất quá, ở nhìn thấy thê tử hồng thấu bên tai khi, phó lập thành đảo cũng thực mau điều chỉnh tốt tâm thái, trong mắt xẹt qua ý cười, chém đinh chặt sắc tỏ vẻ nói, ta hy vọng là có danh có thật thê tử, đương nhiên, nếu ngươi có băng khoan ta cũng không miễn cưỡng. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân kết hôn, đối với Phó Lập Thành tới nói, đã kết hôn, liền phải đối hôn nhân phụ trách nhiệm. Lâu lâu dài dài quá một trận tự nhiên tốt nhất. Nghe được lời này, các tuyết hàng mi dài rung rẩy sau nâng lên, lộ ra một đôi đen nhánh thủy mắt, nàng bình tĩnh cùng nam nhân đối diện. Rõ ràng chính xác ở nam nhân trong mắt thấy được thẳng thắn thành khẩn. Sau một lúc lâu, ở nam nhân không né không tránh trong ánh mắt các tuyết dẫn đầu dời đi tầm mắt nói thực ra đối với người nam nhân này thiệt tình nàng vẫn là nguyện ý cho mấy phần tín nhiệm nàng không phải mười mấy tuổi tiểu cô nương lời này cũng không đúng mười mấy tuổi thời điểm nàng cũng chưa từng mù quáng với tình yêu nàng nguyện ý tin tưởng phó lập thành đa số quyết định bởi với nhân phẩm của hắn cùng hắn kia thân đại biểu cho chính trực quả cảm quân trang lại nói nàng cũng không phải cái lòng tham không đáy tính tình Tổng không thể lại được nhân gia ân cứu mạng, còn muốn đương nhiên hưởng thụ nhân gia che chở, chính mình lại cái gì cũng không trả giá, trên đời nào có như vậy tiện nghi sự tình, nàng cùng nữ nhi cũng không phải người như vậy. Năm đó Hòa Ly, nàng vốn không có tái hôn tính toán. Nhưng mà thế sự khó liệu, vật chuyển tinh di, lại mở mắt, nàng lại là đã kết hôn thân phận, ván đã đóng thuyền, thả trước mắt xem ra này nam nhân cũng không tệ lắm, nàng cũng không cần phải quá mức làm ra vẻ. Lại nói này nam nhân có ân với các nàng mẹ con cùng nguyên thân mẹ con không phải nguyên tắc tính vấn đề nàng cũng ngượng ngùng chủ động mở đầu đề ly hôn như vậy liền thử xem đi cùng ta nói nói nhà ngươi tình huống đi nếu đã quyết định thử xem các tuyết cho rằng cần thiết biết phó lập thành trong nhà tình huống kỳ thật ở hai người lãnh chứng phía trước phó lập thành chủ động cùng các thúy phương bọn họ nhắc tới quá trong nhà đại khái tình huống chỉ là ngay lúc đó các tuyết mãn đầu óc đều là nữ nhi đối với mẫu thân thuật lại vẫn chưa để ở trong lòng, dẫn tới hiện tại các tuyết, đối với đã kết hôn trượng phu hoàn toàn không biết gì cả. Phía trước thê tử tự hỏi thời điểm, phó lập thành trầm mặt ngồi ở một bên, cũng không thúc giục, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Hiện giờ nghe được thê tử dò hỏi khởi trong nhà sự tình, trong lòng biết nàng đây là đồng ý cùng chính mình trở thành có danh có thật phu thê, không thể không nói, hắn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứ việc hắn cũng không quá minh bạch này mạt danh khẩn trương cảm xúc từ đâu dựng lên. Phó lập thành không rối rắm này đó, bắt đầu từ từ giới thiệu nổi lên chính mình, nam nhân hồn hậu tiếng nói, mang theo một sợi chính hắn cũng không phát hiện ôn nhu, ta là thành phố di người, cha mẹ cụ ở, mẫu thân đã về hưu, phía trên có hai cái ca ca, ta hành tam, phía dưới còn có một cái muội muội, đều kết hôn, trừ bỏ ta đại ca làm chính trị, nhị ca từ thương, ta ở thành phố ép mổ bộ đội nhậm chức, bất quá ta cùng nhị ca gia nhi tử cùng nhau trụ, hắn kêu phó khuê, năm nay 18 tuổi, học lớp 12. Từ nhỏ đi theo ta lớn lên, ta đãi hắn cùng nhi tử giống nhau, kia tiểu tử là cái thứ đầu, cũng là cái hảo hài tử. Nói đến chấp nhi, Phó Lập Thành trong mắt đều là ý cười, hiển nhiên đối với hắn rất là vừa lòng. Các tuyết trong trẻo sâu thẳm thủy trong mắt có trong nháy mắt kinh ngạc, nghe nam nhân ý tứ, hắn nhị ca còn ở, vì cái gì nhi tử đi theo tiểu thúc sinh hoạt. Chỉ là lời này không được tốt hỏi, tổng cảm thấy này trong đó có không tốt lắm sự tình. Có lẽ là nhìn ra thê tử nghi hoặc nếu đã là người một nhà phó lập thành cảm thấy không có dấu dếm tất yếu liền nói thẳng phó khuê mẫu thân là danh quân nhân ở hắn 8 tuổi năm ấy ra nhiệm vụ hy sinh nửa năm sau ta nhị ca tục huyền kia tiểu tử cùng nhị ca sau cưới thê tử không hợp không nghĩ ngốc tại thành phố di nghĩ đến tìm ta ta lúc ấy vừa vặn thăng đoàn trưởng phân tới rồi hai phòng ở liền đem hắn nhận lấy phó khuê từ nhỏ thông minh thực độc lập ta lại hàng năm ra nhiệm vụ kỳ thật không có chiếu cố đến hắn nhiều ít ngắn ngủng một đoạn trong lời nói, các Tuyết đã là từ giữa lấy ra ra quan trọng đồ vật. Đầu tiên, phó khuê đứa nhỏ này khả năng cùng đã từng chính mình không sai biệt lắm, có mẹ kế liền có cha kế. Tiếp theo, phó Lập Thành nói đến hắn nhị ca sau cưới thê tử, liền nhị tẩu cũng không muốn kêu một tiếng, hiển nhiên, kia không phải cái bớt lo nữ nhân. Như vậy, hắn nhị ca đâu? Ngươi nhị ca. Không phản đối hài tử đi theo ngươi. Phó Lập Thành cười khẽ ra tiếng. Vì thê tử nói bóng nói gió, hắn tiếng nói rất êm tai, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, đê đê trầm trầm, có thành thục nam nhân độc hữu gợi cảm hương vị, ta nhị ca trong mắt chỉ có công tác. Này vẫn là các tuyết lần đầu tiên thấy nam nhân cười. Tuy rằng ngắn ngủi, lại cũng đủ kinh diễm. Đối với nam nhân nhìn thấu chính mình tâm tư, các tuyết cũng không cảm thấy thẹn thùng, nàng đã hiểu nam nhân chưa hết chi ý, không tính là cha kế, lại cũng không phải một cái thời khắc quan tâm hài tử từ phụ. Bất quá, các tuyết hoài nghi ánh mắt nhìn về phía phó lập thành, nàng như thế nào cảm giác này nam nhân cũng là trong mắt chỉ có công tác loại hình đâu. Chẳng lẽ là ảo giác? Phó lập thành. Mặt danh phía sau lưng chợt lạnh,